Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 701, việc nhân đức không nhường ai. Bí thư Vương, nếu một mình ngài sống thì chúng tôi sẽ không quá so đo, nhưng bây giờ là khác, trung tá Mạc từ thủ đô theo ngài đến thành phố La Nam, nếu để cho người ta biết chúng tôi keo kiệt trong phương diện nhà cửa, sẽ mất đi hình tượng và thể diện của thành phố La Nam, tất nhiên nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến quá trình phát triển của thành phố La Nam. Lúc này Kim Điền Lạc càng thêm thân cận với Vương Tử Quân, vì vậy lúc này vừa gặp mặt đã không khách sáo mà nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Vương Tử Quân cầm lấy một điếu thuốc châm lửa rồi cười ha hả nói. Thư ký trưởng Kim, na nói như vậy là không được, tôi cảm thấy không nên động can qua như vậy. Tình huống lúc này khá trùng hợp, tôi có một người đồng hương cùng làm công tác lắp đặt thiết bị với người ta ở thành phố Ma Đô, bây giờ muốn về thành phố La Nam để phát triển kinh doanh. Anh ấy nghe nói ngài muốn sửa nhà, vậy là đến tìm tôi, nói là chỉ lấy giá thành phẩm, coi như dùng ngài làm quảng cáo cho anh ấy. Thế nào, ngài có thể suy xét sự việc này được không? Đúng rồi, tôi đã quên nói với ngài, anh ấy chuyên về tu sửa đơn giản. Kim Điền Lạc nói đến đây thì cười nói. Đáng lý ra anh ấy cảm thấy với căn nhà hiện tại của bí thư thì không cần lấy xu nào, nhưng tôi thấy bí thư chắc chắn sẽ không chiếm tiện nghi như vậy. Vương Tử Quân biết rất rõ cái gì là giá thành phẩm trong lời nói của Kim Điền Lạc, nếu như người ta gãi ngứa cho lãnh đạo, dù mất bao nhiêu chi phí và sức lực cũng không là vấn đề. Ví dụ như hiện tại, có bao nhiêu người tình nguyện ngã sang người Vương Tử Quân? Vương Tử Quân hiểu tâm tư của bọn họ, hắn có thể xin miễn, thế nhưng Kim Điền Lạc mở miệng thì lại khác. Lúc này Kim Điền Lạc mở miệng lấy lòng, nếu mình trực tiếp từ chối thì sẽ làm tổn thương tính tích cực dựa vào của thư ký trưởng Kim, Vương Tử Quân không thể từ chối. Lãnh đạo cũng là người, khi cần thiết cũng phải cho người bên cạnh nịnh bợ chính mình, nếu không thì anh cứ nhìn lên trên và đi lên cao, không bao lâu sau sẽ cô đơn lạnh lẽo một mình. Vương Tử Quân nghĩ vậy, hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói. Phương diện lắp đặt thiết bị thì kính nhờ thư ký trưởng xem xét, nhưng có điều anh cần nắm chắc, làm ăn kinh doanh cần có lợi nhuận, không thể cho người ta lỗ vốn được. Khi Vương Tử Quân nói ra những lời nhầy thì Hà Khởi Duệ đẩy cửa đi vào, hắn vừa đi vừa cười nói. Bí thư Vương, tôi có một đứa cháu trai làm công tác lắp đặt thiết bị, nghe nói ngài chuẩn bị sửa nhà, thế là nó tìm đến tôi, nói là muốn mượn bảo địa của anh để đẩy mạnh danh tiếng của công ty ở thành phố La Nam. Kim Điền Lạc vốn rất vui mừng vì sự việc thành công, không ngờ giữa đường lại xuất hiện thiêu thân, Hà Khởi Duệ chợt nhảy sổ ra tranh cướp. Thế là hắn dứt khoát ra tay trước chiếm thế chủ động, hắn đứng lên nói. Anh Hà, anh đến chậm rồi. Văn phòng thị ủy đã quyết định đơn vị lắp đặt tu sửa nhà của bí thư Vương rồi. Kim Điền Lạc sở dĩ cường điệu văn phòng thị ủy chính là muốn nhắc nhở Kim Điền Lạc, là anh đừng lò mò trà trộn vào, kính mong anh tỉnh táo lại, tôi mới là thư ký trưởng văn phòng thị ủy, chỉ có tôi mới là người phụ trách cho bí thư Vương mà thôi. Hà Khởi Duệ cũng không ngờ lại gặp Kim Điền Lạc trong này, khi hắn đang định mở miệng ứng phó thì chợt nghe điện thoại của Vương Tử Quân vang lên. Vương Tử Quân nghe máy, Tống Ích Dân ở bên kia lớn tiếng nói. Bí thư Vương, nghe nói trung tá Mạc sắp đến, tôi thật sự chú tâm xem xét phương diện cuộc sống nhà cửa của ngài. Lúc này tòa án mới xây một khu nhà và đang lắp đặt thiết bị, vì vậy tôi để cho bọn họ sắp xếp cho ngài một căn, bây giờ nếu ngài có rảnh, tôi sẽ đưa ngài sang xem xét. Vương Tử Quân cầm điện thoại cười khổ nói. Anh đến phòng của tôi đi. Tuy có nhiều người tình nguyện làm phiền Vương Tử Quân, thế nhưng hắn cũng không quá chú tâm. Lúc này hội nghị xúc tiến thương mại đã tiến vào thời điểm đếm ngược, hắn và Lý Quý Niên dựa theo yêu cầu của lãnh đạo tỉnh, nhanh chóng đến thành phố Đông Bộ trước một ngày. Vương Tử Quân ngồi trong xe nhìn thành phố Đông Bộ vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, hàng loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu. Lúc này hắn đã không còn nhận biết được mùi vị của mình ở thành phố này nữa rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dù mới vài tháng trôi qua nhưng lúc này thành phố Đông Bộ đã có biến hóa không nhỏ. Chưa nói đến những thứ khác, trước mắt đường nhựa được tu bổ lớn, che giấu tất cả dấu vết của hắn ở trong thành phố này. Vương Tử Quân nhìn con đường nhựa mới được tu sửa mà chợt cảm thấy có chút hoảng hốt. Con đường này trước đó nửa năm mình đã tu sửa một lần, lúc đó vì đảm bảo chất lượng công trình mà hắn đã hạ lệnh để cho Trúc Vu Bình phụ trách, ra lệnh con đường này dù thế nào cũng phải có chất lượng xứng đáng. Vì sao mới nửa năm mà con đường này lại tu sửa? Vương Tử Quân cảm thấy rất bức bối. Càng sinh ra cảm giác không thoải mái. Tút tút tút. Chuông điện thoại của Vương Tử Quân chợt vang lên, hắn lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, sau đó khẽ nghe máy.
Bí thư Vương, tôi là Quốc Lương, ngài đã đến thành phố Đông Bộ chưa? Âm thanh quen thuộc của Triệu Quốc Lương vang lên bên tai Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghe âm thanh này mà nhớ về khoảng thời gian trước đó mình tung hoành ở thành phố Đông Bộ. Nhưng lúc này thời gian căn bản là không quay lại, năm xưa hắn là chủ nhân thành phố Đông Bộ, bây giờ hắn về thành phố Đông Bộ mà chỉ còn lại tư cách một người khách mà thôi. Tôi đã đến rồi. Vương Tử Quân khẽ cười dùng giọng bình tĩnh nói. Bây giờ ngài đang ở chỗ nào, tôi đến đón ngài. Triệu Quốc Lương có chút kích động, giọng điệu này rơi vào trong tai làm cho Vương Tử Quân có chút vui mừng. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, sau đó hắn cười nói. Bây giờ tôi đang ở trên đường lớn của thành phố Đông Bộ, chuẩn bị đi xem tình huống của hội nghị xúc tiến thương mại, nếu không thì đến tối chúng ta gặp mặt. Vậy thì được, Bí thư Vương, đến lúc đó ngài nhất định phải gọi điện thoại cho tôi mới được. Triệu Quốc Lương do dự một lát, sau đó hắn khẽ nói với Vương Tử Quân. Triệu Quốc Lương đảm nhiệm vị trí thư ký cho Vương Tử Quân khá lâu, rõ ràng là đối tượng được Vương Tử Quân tán thưởng. Tiểu tử này đầu óc linh hoạt, chịu khó đi lại, quan trọng là Vương Tử Quân chỉ cần nói một câu thì đối phương đã ngầm hiểu vấn đề, nhanh chóng giải quyết sự việc một cách không tiếng động. Lần trước Vương Tử Quân rời thành phố Đông Bộ có ý nghĩ muốn Triệu Quốc Lương xuống tuyến dưới công tác vài năm tìm kinh nghiệm, nhưng bây giờ xem ra đối với Triệu Quốc Lương thì thành phố Đông Bộ cũng không có hoàn cảnh tốt đẹp để bổ sung kinh nghiệm. Người không trải qua mưa gió sao có thể thấy cầu vồng? Điều mà Vương Tử Quân muốn làm không phải kéo Triệu Quốc Lương ra khỏi mưa gió, chính là muốn cho đối phương có kinh nghiệm, sau đó mới nắm chắc công tác đề bạt. Triệu Quốc Lương giống như là người bắt đầu, ngay sau đó Vương Tử Quân vừa bỏ điện thoại xuống được 2 phút thì tiếng chuông lại vang lên. Alo, là Bí thư Vương sao? Tôi là Trúc Phù Bình, bây giờ ngài đã đến thành phố Đông Bộ chưa? Giọng điệu tươi cười của Trúc Phù Bình chợt truyền đến từ đầu dây bên kia. Vương Tử Quân tất nhiên cũng không thể coi Trúc Phù Bình như Triệu Quốc Lương, tuy Trúc Phù Bình là người được hắn thúc đẩy lên vị trí chủ tịch thành phố Đông Bộ, thế nhưng dù sao thì người này cũng là chủ tịch một thành phố. Vì vậy hắn cười cười nói. Tôi đã đến thành phố Đông Bộ, tôi biết anh đang bận rộn tối mắt, thế cho nên chuẩn bị đến tối mới gặp mặt anh một chút. Bí thư Vương bây giờ đang ở đâu? Trưa nay chúng ta cùng dùng cơm mới được. Trúc Phù Bình trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng kiên định nói. Giữa trưa chúng ta tuyệt đối sẽ phải cùng dùng cơm, chúng tôi là khách đến thành phố Đông Bộ, các anh là chủ nhân nếu không ra mặt thì cũng khó nói lắm. Vương Tử Quân dù mỉm cười trả lời, thế nhưng trong lòng hắn lại cực kỳ hưởng thụ câu nói của Trúc Phù Bình. Cảm ơn Bí thư Vương đã thông cảm, nhưng chuyện này cũng không phải là như vậy, có người ép tôi quá nặng. Trúc Phù Bình nói giống như đang đùa, hoặc là đang nói một câu phát tiết cảm giác bực tức trước mặt lãnh đạo. Vương Tử Quân dù rời khỏi thành phố Đông Bộ một thời gian ngắn nhưng vẫn rất chú ý tin tức, cũng hiểu tình huống của Trúc Phù Bình thời gian gần đây. Dù hắn để lại cho Trúc Phù Bình một cơ sở tốt đẹp, nhưng Nguyễn Chấn Nhạc có được sự giúp đỡ của cả Bí thư Nhất Phong và Chủ tịch Thạch, đây là người không dễ trêu. Hơn nữa nếu nói về thủ đoạn thì Nguyễn Chấn Nhạc cũng không phải là đối tượng mà Trúc Phù Bình có thể so sánh được. Chưa nói đến những thứ khác. Sau khi Tôn Quốc Lĩnh làm phó chủ tịch thường vụ thì biến thành một người có lực chèo chống cực mạnh với Trúc Phù Bình. Thế nhưng một nhân vật cực kỳ quan trọng như vậy nửa tháng trước lại nhận lấy điều lệnh lên làm phó giám đốc sở giáo dục tỉnh Sơn Nam. Dù cấp bậc không biến đổi nhưng thực tế đó là một đòn giết một người gian dạy trăm người của Nguyễn Chấn Nhạc. Tôn Quốc Lĩnh trước khi đến thành phố Sơn Viên nhận chức đã gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, nhưng đối mặt với tình huống bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh cùng giúp sức thúc đẩy. Vương Tử Quân căn bản chỉ có thể khuyến khích Tôn Quốc Lĩnh vài câu mà thôi. Phù Bình, tôi cũng không muốn nghe lời này của anh, cái gì là có người ép anh quá nặng. Anh là chủ tịch thành phố Đông Bộ, điều này là sự thật không ai cải biến được. Anh là người làm chủ hội nghị xúc tiến thương mại lần này, nếu như không có anh, ai sẽ chủ trì hội nghị? Vương Tử Quân nói đến đây thì trầm giọng nói. Không phải là của mình thì tuyệt đối không tranh chấp, nhưng là của mình thì sẽ không phải của ai khác. Việc nhân đức không nhường cho ai. Tôi hiểu rồi, Bí thư Vương, vậy thì trưa nay mong được chúc ngài vài ly. Trúc Phù Bình tuy vẫn nói như vừa rồi nhưng giọng điệu lại có vài phần thoải mái. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn hỏi một vài câu liên quan đến cuộc sống gia đình của Trúc Phù Bình, sau đó cúp điện thoại. Bí thư Vương, phía trước chính là hiện trường hội nghị xúc tiến thương mại, Chủ tịch Hà đang chờ chúng ta bên kia. Sau khi Vương Tử Quân nhận được điện thoại của nhóm người Đảng Hằng, lúc này đồng chí Tân ngồi ở hàng ghế trước của chiếc Santana chợt nói. Vương Tử Quân đang trầm ngâm trong hồi ức về thành phố Đông Bộ,
hắn cũng không ngờ mình đã đi đến hiện trường hội nghị xúc tiến thương mại. Hắn nhìn ra cửa sổ, hắn thấy đây là một khu vực ở đường Tây Giao, khắp nơi là cờ trướng bồng bềnh, cực kỳ đẹp đẽ. Xe dừng lại thì Hà Khởi Duệ đến đón chào, dù không quá quan tâm đến hội nghị xúc tiến thương mại này nhưng thành phố La Nam vẫn điều Hà Khởi Duệ đến chuẩn bị, xem như tôn trọng hội nghị lần này. Chào Bí Thư Vương. Hà Đông Kỳ bắt tay chào hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân vừa bắt tay vừa hỏi Hà Khởi Duệ về công tác chuẩn bị cho hội nghị, sau đó hắn cười nói. Các đồng chí đã khổ cực rồi, sau khi qua hội chợ xúc tiến lần này, tôi sẽ mời mọi ân dùng cơm. Lý Quý Niên đi theo sau lưng Vương Tử Quân, hắn cũng cười hì hì bắt tay với nhóm người Hà Khởi Duệ. Bây giờ Lý Quý Niên đã từng bước tìm đúng vị trí của mình, càng biểu hiện tôn trọng Vương Tử Quân. Hai Bí Thư Vương, đây là gian hàng của thành phố La Nam chúng ta, ở vào vị trí phía tây tỉnh Sơn Nam, cũng là vị trí tốt nhất ở trong hội chợ lần này. Hà Khởi Duệ chỉ vào khu vực triển lãm, lại chỉ vào địa điểm của thành phố La Nam, sau đó giới thiệu với Vương Tử Quân. Ánh mắt Vương Tử Quân rơi lên chiếc màn hình lớn làm theo yêu cầu của mình. Đó là một chiếc màn hình huỳnh quang cao 20 mét, thật sự rất lớn, ngẩng đầu có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Dù màn hình này được dựng bằng ống sắt, thế nhưng nếu hoàn thành một màn hình như vậy trong thời gian quy định cũng không phải sự kiện đơn giản. Xem ra Hà Khởi Duệ đã thật sự rất chú tâm công tác. Anh Hà, anh nói vị trí các khu vực có phân biệt cao thấp sao? Lý Quý Niên đứng bên cạnh Vương Tử Quân dùng giọng có vẻ tùy ý hỏi Hà Khởi Duệ. Tất nhiên là có phân biệt tốt xấu, Chủ tịch Lý, anh xem khu triển lãm này rộng cả ngàn hecta, vị trí tốt nhất tất nhiên là của tỉnh Sơn Nam. Trong khu vực dành cho tỉnh Sơn Nam thì vị trí tốt nhất chính là địa điểm dùng làm quảng trường khai mạc, tất nhiên vị trí này của chúng ta không thể nào sánh được. Tuy Hà Khởi Duệ dựa vào Vương Tử Quân, thế nhưng hắn vẫn bảo trì sự tôn trọng xứng đáng với Chủ tịch Lý Quý Niên. Nhưng vị trí của thành phố chúng ta cũng không kém, ngoài vị trí của thành phố Đông Bộ, các thành phố Sơn Viên và An Dịch cũng cùng vị trí với chúng ta. Hơn nữa vị trí của chúng ta còn ở giữa thành phố Đông Bộ và An Dịch, xem như là vị trí tốt nhất ngoài thành phố Đông Bộ. Hà Khởi Duệ nói đến đây thì chỉ sang bên cạnh nói. Anh xem, đó là gian hàng của thành phố Sơn Viên. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn theo Hà Khởi Duệ, cách đó không xa là một gian hàng có viết bốn chữ thành phố Sơn Viên. Tuy nhìn từ cách bố trí thì thành phố Sơn Viên và La Nam không khác nhau quá lớn, thế nhưng nhìn kỹ thì thấy thành phố Sơn Viên rõ ràng bỏ ra tinh lực khá lớn, có rất nhiều phương diện tân trang rất đẹp. Bên cạnh gian hàng của thành phố La Nam còn có thành phố An Dịch, mà An Dịch là thành phố cấp phó bộ, tất nhiên cũng biểu hiện tư thái của mình. Chưa nói những thứ khác, những hình ảnh đẹp đẽ ở bốn phía gian hàng hoàn toàn có thể hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Sau hàng loạt biểu ngữ có nội dung như trung tâm phía đông tỉnh Sơn Nam, trung tâm kinh tế nối liền hai tỉnh Sơn Nam và Chiết Giang. Chính là những dòng chữ chào mừng quý khách, những thứ này rất có lực tác động thị giác. Hơn nữa bên trong gian hàng còn được sắp đặt và giới thiệu rất tỉ mỉ kỹ càng. Vương Tử Quân nhìn hai gian hàng lớn ở bên cạnh mà trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn nhìn qua Hà Khởi Duệ rồi trầm giọng nói. Là ai sắp xếp gian hàng cho chúng ta vậy? Hà Khởi Duệ nhìn gương mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân, hắn vốn có chút vui mừng chợt sững sờ. Thầm nghĩ vị trí tốt như vậy chẳng lẽ có gì sai sao? Nhưng hắn chỉ thầm kinh ngạc, ngoài miệng lại vội vàng nói. Bí Thư Vương, tôi nghe nói là Chủ tịch Trúc tranh thủ cho chúng ta. Tranh thủ cho chúng ta. Vương Tử Quân nghĩ đến ý nghĩ của đám người Trúc Phu Bình, vô tình không biết là nên vui hay buồn. Chương 702, hát bài tôi làm mối cho La Nam. Vị trí tốt tuy có thể làm cho mọi người chú ý, thế nhưng cũng mang lại những hiệu ứng mặt trái. Nếu có vị trí tốt và không tìm được thành tích, như vậy rõ ràng sẽ phát sinh hiểm nghi, cho dù người ta không nói thẳng mặt điều gì, thế nhưng nước miếng của bọn họ cũng có thể dìm chết anh từ sau lưng. Vị trí tuy nói là tùy ý sắp xếp nhưng thực tế loại sắp xếp này lại có ước định, nếu là hội chợ thương mại cấp tỉnh, như vậy vị trí tốt nhất sẽ là của tỉnh thành và thành phố có lực phát triển kinh tế mạnh nhất. Thành phố phát triển kém nhất cũng sẽ không có được vị trí tốt nhất. Đây hầu như là quy tắc ngầm có ở khắp nơi. Lúc này thành phố Đông Bộ tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại cấp quốc gia, thành phố Đông Bộ ở vị trí tốt nhất của khu vực cho tỉnh Sơn Nam cũng không có vấn đề gì, dù sao thì người ta cũng là chủ nhà. Nhưng với vị trí của thành phố La Nam vào lúc hiện tại lại được đặt vào vị trí trung tâm, hơn nữa còn là vị trí tốt hơn cả thành phố Sơn Viên và An Dịch, như vậy xem như cũng có hơi quá mức.
Hà Khởi Duệ nhìn bộ dạng nghiêm túc của Vương Tử Quân mà không khỏi mở lớn hai mắt, hắn cũng không phải kẻ ngốc, chỉ là trước đó lại không đặt ý nghĩ ở phương diện như vậy. Lúc này thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân, hắn chợt hiểu Bí Thư Vương đang lo lắng điều gì. Có một loại phương pháp hại người đó là nâng lên rồi giết, bây giờ tình huống ở thành phố La Nam rõ ràng gần giống như vậy. Tình hình phát triển kinh tế của thành phố La Nam là rất kém, bây giờ lại có vị trí tốt hơn cả thành phố Sơn Viên và An Dịch, nếu bọn họ không có được thành tích nào đó, thật sự cũng không phải chỉ là xấu hổ bình thường. Hà Khởi Duệ nhìn công trường náo nhiệt, thế là chợt cảm thấy giống như mang nặng trên lưng. Bí Thư Vương, chuyện này tôi. Lý Quý Niên cũng hiểu rõ, nụ cười trên mặt cũng biến mất không còn gì. Tuy hắn biết rõ sự việc này mình nên làm chủ, hắn là chủ tịch thành phố La Nam, nếu lần này thành phố La Nam gặp tình huống xấu hổ ở hội chợ, như vậy hắn cũng rất mất mặt. Vương Tử Quân khoát tay áo nói. Vị trí này cũng không phải anh có thể quyết định được, hơn nữa Vu Bình cũng có ý tốt. Khi Vương Tử Quân nói thì có vài chiếc xe từ đằng xa chạy đến, nhưng những chiếc xe cũng không phải chạy về phía thành phố La Nam, mà chạy sang dừng trước gian hàng của thành phố An Dịch. Khi xe Audi dừng lại, Bí Thư Thị ủy Lý Dật Phong của thành phố An Dịch khẽ bước xuống xe. Lý Dật Phong xem như là lãnh đạo cũ của Vương Tử Quân, năm xưa khi Vương Tử Quân là chủ tịch huyện Lô Bắc thì Lý Dật Phong là chủ tịch thành phố An Dịch. Lúc này Trịnh Đông Phương ra ngoài tỉnh nhận chức, Lý Dật Phong thừa cơ tiến lên làm lãnh đạo đứng đầu thành phố An Dịch. Nhưng đáng tiếc là bây giờ Lý Dật Phong còn chưa có danh xưng thường ủy tỉnh ủy như Trịnh Đông Phương trước đó, thế cho nên độ nặng lời nói của Lý Dật Phong ở thành phố An Dịch cũng không quá mạnh. Vương Tử Quân và Lý Dật Phong tuy chỉ có quan hệ bình thường, thế nhưng dù sao thì Lý Dật Phong cũng là lãnh đạo cũ của hắn, nếu bây giờ gặp mặt mà không chào hỏi thì thật sự khó thể nào nói nổi. Vì vậy Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, sau đó hắn mỉm cười đi về phía Lý Dật Phong. Chào Bí Thư Lý. Vương Tử Quân đi đến cách không xa thì cười ha hả vươn hai tay với Lý Dật Phong. Lý Dật Phong cũng chỉ có tình cảm bình thường với Vương Tử Quân, năm xưa hắn và Trịnh Đông Phương có quan hệ không hòa thuận, tất nhiên sẽ càng không có hảo cảm với Vương Tử Quân là người được Bí Thư Trịnh Đông Phương coi trọng. Nhưng lúc này Vương Tử Quân không còn là một chủ tịch huyện mà hắn thích làm gì thì làm, chính là chư hầu một phương ngồi ngang hàng với hắn. Tuy trong lòng không thoải mái nhưng Lý Dật Phong cũng không thể không thừa nhận Vương Tử Quân là người có bản lĩnh. Người này mới hơn 30 đã là Bí Thư Thị ủy thành phố La Nam, tuy chỉ là lãnh đạo đứng đầu một thành phố tụt hậu trong tỉnh Sơn Nam, thế nhưng Bí Thư Thị ủy vẫn là Bí Thư Thị ủy, không thể vì địa phương kém phát triển mà phủ nhận vị trí của Vương Tử Quân. Lý Dật Phong có chút trầm ngâm, sau đó vươn tay nói. Chào Bí Thư Vương, chúng ta đã lâu rồi không gặp. Lão lãnh đạo, ngài phê bình thật sự làm cho tôi có chút sợ hãi, tôi thừa nhận đây là lỗi của mình. Sau này nhất định sẽ quấy rầy lãnh đạo nhiều hơn. Vương Tử Quân chợt sinh ra ý nghĩ, hắn cười ha hả nói với Lý Dật Phong. Lý Dật Phong rất hưởng thụ lời nói của Vương Tử Quân, nhưng hắn cũng nhanh chóng tỉnh táo, đối phương dù sao cũng là Bí Thư Thị ủy La Nam. Hoan nghênh Bí Thư Vương đến thành phố An Dịch nhiều hơn một chút, nhưng dù thế nào thì An Dịch cũng là địa phương mà cậu từng chiến đấu. Lý Dật Phong nói rồi vung tay lên. Hai năm qua thành phố An Dịch của chúng ta có biến hóa rất lớn, nếu như Bí Thư Vương không đến xem, chỉ sợ sẽ nhận không ra. Lý Dật Phong nói rồi giới thiệu người phía sau mình cho Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân có thể nhận ra một nửa trong số những người kia, còn một nửa còn lại phần lớn là những người được đề bạt sau khi Lý Dật Phong lên nhận chức. Khi hai người nói đùa với nhau, bầu không khí thật sự rất hài hòa. Nhưng hai người bọn họ đến nơi này cũng là vì kiểm tra công tác. Cũng không có nhiều thời gian trò chuyện với nhau. Lý Dật Phong bắt tay với Vương Tử Quân rồi cười nói. Tử Quân, lần này chúc các cậu tham gia hội chợ và viên mãn quay về. Lý Dật Phong nói một lời ẩn giấu nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân nhìn bộ dạng nước chảy mây trôi của Lý Dật Phong, trong lòng hiểu vài phần ý nghĩ của đối phương. Hắn cười nhạt một tiếng rồi khẽ nói. Bí Thư Lý, chúc các ngài lấy được thành tích tốt. Lý Dật Phong chỉ cười cười mà không nói gì thêm. Sau đó hắn được đám người chung quanh vây vào giữa rồi ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước. Đám người đi theo Bí Thư Lý Dật Phong cũng ngẩng đầu ưỡn ngực giống như thật sự có thứ gì đó đáng để kiêu ngạo. Thế nhưng bọn họ kiêu ngạo cũng có điểm mạnh chèo trống, dù sao tốc độ phát triển kinh tế của thành phố An Dịch cũng có thể vượt mặt hơn chục thành phố La Nam. Bây giờ thành phố La Nam lại có vị trí tương đồng với An Dịch, thế cho nên thành phố An Dịch sẽ có tư cách để kiêu ngạo. Vương Tử Quân mỉm cười nhìn đoàn người thành phố An Dịch rời đi, thế nhưng trong lòng lại suy nghĩ về Lý Dật Phong.
tuy Lý Giật Phong có biểu hiện rộng lượng hơn dĩ vãng, thế nhưng từ trong cảm giác của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy bí thư Lý này vẫn không khác biệt gì nhiều so với dĩ vãng. Dù ý chí của đối phương đã phóng khoáng hơn, thế nhưng cũng chỉ có hạn mà thôi. Lý Quý Niên và Lý Giật Phong cũng có quen biết với nhau, hắn cũng cảm nhận được khí thế kiêu ngạo của đám người thành phố An Dịch. Nhưng hắn là người giỏi ẩn nhẫn, vì vậy tuy trong lòng không thoải mái nhưng cũng không nói thêm điều gì. Chúng ta đi vào bên trong nhìn xem. Vương Tử Quân lại nở nụ cười, hắn nhìn màn hình lớn trong gian hàng của mình, sau đó nhanh chóng đi vào. Hà Khởi Duệ đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn nhanh chóng đi sát bên cạnh Vương Tử Quân, liên tục giới thiệu cho Bí Thư Vương. Tuy đây là lần đầu tiên Vương Tử Quân đến gian hàng của thành phố La Nam, thế nhưng hắn lại biết rất rõ ràng cách sắp xếp bên trong, dù sao thì phương án sắp xếp cũng được hắn thông qua. Thành phố La Nam chúng ta kém phát triển kinh tế, thế nhưng dù sao cũng phải biểu hiện ra những đặc sắc của thành phố, đặc biệt là ở phía tây nam trong tỉnh, chúng ta là cánh cửa phía tây của Sơn Nam, càng là cây cầu nối liền các tỉnh khác. Lúc này đường sắt Mân Cô chính thức khởi công, đường cao tốc Sơn La cũng đang ở vào giai đoạn chỉ bị. Chỉ cần hai tuyến giao thông này thông xe, chính là thời điểm mà thành phố La Nam phát triển mạnh mẽ, chắc chắn nhà đầu tư sẽ có niềm tin với thành phố La Nam chúng ta. Vương Tử Quân nhìn gian hàng của thành phố mình đã sắp xếp gần như hoàn thành, hắn trầm giọng nói. Vì làm tốt công tác tham gia triển lãm lần này mà 7 huyện 2 quận của thành phố La Nam đều phái người đến, khi thấy bí thư thị ủy Vương Tử Quân đến, đám người này đều nhanh chóng dựa về phía Vương Tử Quân. Đối với những người này thì tiếp xúc gần với bí thư thị ủy là một cơ hội hiếm có. Vương Tử Quân vừa đi vừa nghe các vị cán bộ quận huyện báo cáo về khu vực đặc trách của mình. Hắn biết rõ đây cũng không phải là thời điểm để điểm danh phê bình. Thế cho nên dù các quận huyện có vấn đề cũng chỉ khẽ gật đầu, cũng không nói lời nào, vẻ mặt khá nghiêm nghị. Thái độ này làm cho đám cán bộ quận huyện thở phào một hơi, vẻ mặt tràn đầy nụ cười. Bí thư Vương, Chủ tịch Thạch đến. Khi Vương Tử Quân đi đến khu vực của huyện Dương Cương, Kim Điền Lạc chợt đi đến bên cạnh khẽ nói với Vương Tử Quân. Thạch Kiên Quân đến. Vương Tử Quân có chút sững sốt. Sau đó hắn nhanh chóng đi ra ngoài gian hàng. Tuy giữa hắn và Thạch Kiên Quân có chút khúc mắc, thế nhưng hai người chủ yếu vẫn hợp tác với nhau. Đặc biệt là sự kiện Thạch Kiên Quân trở thành chủ tịch tỉnh Sơn Nam, chủ tịch Thạch vẫn còn nợ Vương Tử Quân một phần nhân tình. Khi Vương Tử Quân và Lý Quý Niên ra khỏi gian hàng của thành phố La Nam, chợt thấy Thạch Kiên Quân và không ít người đang đứng trước khu vực triển lãm của tỉnh Sơn Nam. Lúc này bên cạnh Thạch Kiên Quân không những có Nguyễn Chấn Nhạc, Trúc Phù Bình, Bí thư La Nhân Huy của thành phố Sơn Viên cũng đứng sóng vai với Chủ tịch Thạch. La Nhân Huy là thường ủy tỉnh ủy, có thể nói là cấp bậc cao nhất ở bên dưới Thạch Kiên Quân. Khi Vương Tử Quân đi ra ngoài gian hàng của mình, hắn thấy Bí thư Lý Giật Phong cũng nhanh chóng rời khỏi gian hàng của thành phố An Dịch đi về phía Thạch Kiên Quân. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Lý Giật Phong, hắn phát hiện Lý Giật Phong cũng đang nhìn mình. Hai người khẽ cười một tiếng, sau đó cùng đi đến bên cạnh Thạch Kiên Quân. Lúc này La Nhân Huy đang giới thiệu cho Thạch Kiên Quân. Chủ tịch Thạch, thành phố Sơn Viên của chúng tôi lần này lấy chủ đề là trùng xuất. Thành phố Sơn Viên phải phát huy ưu thế trung tâm của tỉnh Sơn Nam, dựng lên sản nghiệp gia công, đẩy mạnh mậu dịch và xây dựng các khu công nghệ cao. Thành phố Sơn Viên sẽ là trung tâm kinh tế của Sơn Nam, sẽ cố gắng tuyên truyền các khu kỹ thuật cao, sẽ thu hút thật nhiều tài chính, các nhiều xí nghiệp đến đầu tư xây dựng ở thành phố Sơn Viên. La Nhân Huy là bí thư thị ủy Sơn Viên, lão nói cực kỳ khí thế. Lão có thể mở miệng như vậy tất nhiên cũng không phải là lời nói suông. Dù trong thời gian lão chấp chính ở thành phố Sơn Viên, tốc độ phát triển kinh tế của Sơn Viên bị An Dịch vượt mặt, thế nhưng Sơn Viên là tỉnh thành của tỉnh Sơn Nam, vị trí trung tâm tỉnh Sơn Nam của nó sẽ không bao giờ dao động. Thành phố Đông Bộ lần này tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, điều này cũng thật sự làm cho La Nhân Huy có chút không thoải mái. Nhưng hội nghị này là Nguyễn Chấn Nhạc tự mình tranh thủ, lão biết rõ người đứng sau lưng Nguyễn Chấn Nhạc là ai, vì vậy tuy không thoải mái nhưng vẫn phải tiếp nhận sự thật này. Thế cho nên La Nhân Huy quyết định đầu tư chú trọng vào gian hàng của thành phố Sơn Viên, quyết định phải tạo ra danh tiếng cho thành phố của mình trong sự kiện này. Thật ra trong lòng La Nhân Huy còn có một ý nghĩ, đó chính là vị trí phó bí thư tỉnh ủy Sơn Nam. Lão đã nhận chức bí thư ở thành phố Sơn Viên được vài nhiệm kỳ, đều kiêm nhiệm vị trí thường ủy tỉnh ủy. Đáng lý phải tiến lên làm phó bí thư tỉnh ủy. Thế nhưng sau nhiều năm như vậy lão vẫn chỉ là thường ủy tỉnh ủy mà thôi. Tuy thường ủy tỉnh ủy và phó bí thư cũng không khác biệt quá lớn, thế nhưng nó lại giống như một cây gai đâm vào lòng La Nhân Huy.
Rất nhiều người nói sở dĩ Lý Châu không thể tiến lên làm phó bí thư tỉnh ủy, nguyên nhân chủ yếu là thành phố Sơn Viên giảm tốc độ phát triển kinh tế trong tay lão, điều này làm cho lãnh đạo tỉnh có chút bất mãn. À, thành phố Sơn Viên là đầu rồng của tỉnh, tất nhiên phải phát huy tốt địa vị của mình. Bí thư Nhân Huy, anh và chủ tịch Quan xem như là gánh nặng đường xa ở phương diện này rồi. Thạch Kiên Quân nói không nhiều, thế nhưng lời nói của hắn tràn đầy ý nghĩa cổ vũ La Nhân Huy. Sau khi La Nhân Huy giới thiệu xong thì Lý Dật Phong nói. Chủ tịch Thạch, thành phố An Dịch chúng tôi cảm thấy rất phấn chấn với hội nghị xúc tiến thương mại lần này được tổ chức ở tỉnh Sơn Nam, đây rõ ràng là một sự kiện xúc tiến tỉnh Sơn Nam đẩy mạnh phát triển kinh tế. Thành phố An Dịch chúng tôi nhất định phải nắm chặt cơ hội hiếm có này để tuyên truyền cho hình tượng của mình. Lý Dật Phong là người có tài ăn nói, mở miệng thật sự rất có phong cách. Nhưng những lời của hắn khá giống với La Nhân Huy, thực tế chỉ có một ý nghĩ, chính là muốn thể hiện phong thái của thành phố An Dịch ở sự kiện lần này, tranh thủ lấy được thành tích tốt nhất, không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh. Tuy Lý Dật Phong nói không có lời nào chĩa vào thành phố Sơn Viên, thế nhưng ý nghĩa của nó đã rất đầy đủ. Nhưng hắn còn chưa là thường ủy tỉnh ủy, thế cho nên lời nói hàm xúc hơn một chút, chẳng qua dù là ai cũng có thể thấy rõ ý nghĩa ẩn giấu bên trong là gì. Thạch Kiên Quân cũng không phản đối tình huống cạnh tranh phát triển như thế này, cạnh tranh như vậy không những không sinh ra nhiễu loạn, lại có thể tăng cường sự nhiệt tình của các thành phố, có thể nói là một công hai việc, sao không thúc đẩy được. Tôi chờ xem thành tích tốt cả các anh. Thạch Kiên Quân cười ha hả rồi chỉ vào Nguyễn Trấn Nhạc nói. Trấn Nhạc, Bí Thư La và Bí Thư Lý đều đã tỏ thái độ, cậu là chủ nhà có phải là thấy áp lực rất lớn không? Nếu như áp lực quá lớn thì nói ra với tôi, cũng không nên che giấu. Nguyễn Trấn Nhạc cười ha hả nói. Chủ tịch Thạch, thành phố Đông Bộ chúng tôi dù không được khí phách như Bí Thư La và Bí Thư Lý, nhưng chúng tôi là chủ nhà, chúng tôi nhất định phải nỗ lực phấn đấu vì thành phố Đông Bộ. Chúng tôi không những phải làm tốt công tác ở hội nghị lần này, còn phải tạo ra thành tích tốt để báo cáo với lãnh đạo tỉnh. Nguyễn Trấn Nhạc tuy nói không quá lớn nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác tin phục. Ha ha ha, tốt, tôi sẽ đợi ba thành phố các anh báo cáo thành tích tốt. Thạch Kiên Quân vươn tay vỗ vai Nguyễn Trấn Nhạc, bày tỏ lòng kỳ vọng của mình. Hắn cười làm cho đám người nơi đây cười theo, vô tình chỉ còn lại tiếng cười. Vương Tử Quân và Lý Quý Niên đứng bên cạnh lại rơi vào tình cảnh cô đơn. Chương 703, hoa hồng phải có lá xanh, tôi lấy lá xanh đấu hoa hồng. Thạch Kiên Quân cũng thấy Vương Tử Quân đi đến, sau khi Vương Tử Quân đến trước mặt thì cười nói. Bí thư Vương, thành phố La Nam của các cậu phải nỗ lực, phải nương cơ hội lần này mà cố gắng tìm ra thành tích tốt nhất cho mình. Thạch Kiên Quân nói đến đây thì cười cười nói. Tôi hy vọng cậu có thể cho chúng tôi một niềm vui, ví dụ như đường cao tốc Sơn La. Hạng mục này làm cho Bí thư Nhất Phong và tôi cảm thấy rất bất ngờ, cũng rất vui sướng. Nếu như cậu có thể tranh thủ được vài hạng mục tốt như đường cao tốc Sơn La, chỉ sợ Bí thư Nhất Phong nằm ngủ còn phải mỉm cười. Thạch Kiên Quân nói đến đường cao tốc Sơn La thì rõ ràng là nể mặt Vương Tử Quân, dù sao thì hạng mục đường cao tốc này căn bản không tốn một xu của tỉnh Sơn Nam, lại đem đến cho tỉnh Sơn Nam một thành tích lớn. Nếu như nói về lực ảnh hưởng, chỉ sợ đường cao tốc Sơn La cũng không nhỏ hơn hội nghị xúc tiến thương mại lần này. Hạng mục đường cao tốc Sơn La lại không hấp dẫn ánh mắt mọi người bằng hội nghị xúc tiến thương mại ở thành phố Đông Bộ, nhưng tác dụng của đường cao tốc rõ ràng là lớn hơn hội nghị xúc tiến thương mại này rất nhiều. Vương Tử Quân thật sự cảm kích đối với những lời nể mặt mình của Thạch Kiên Quân, nhưng nhìn từ phương diện khác thì thấy rõ Thạch Kiên Quân căn bản không ôm hy vọng thành phố La Nam có thể có được thành tích trong hội nghị xúc tiến thương mại lần này. Dù sao thì thành phố La Nam phát triển kinh tế rất kém, đây là điều quá rõ ràng trong tỉnh Sơn Nam. Thành phố La Nam có một khu quy hoạch phát triển kinh tế, thế nhưng bên trong thật giả lẫn lộn, chỉ là kiếm chút thể diện mà thôi. Với tình huống hiện tại của thành phố La Nam, có thứ gì để cầm ra mời chào ánh mắt xí nghiệp? Đây chính là điều quá rõ ràng trong mắt mọi người. Tuy người chung quanh đều cười, vẻ mặt bình tĩnh, thế nhưng Vương Tử Quân có thể hiểu được bọn họ đang nghĩ gì. Hắn nhìn nụ cười trên mặt Thạch Kiên Quân, sau đó trầm giọng tỏ thái độ. Chủ tịch Thạch, ngài đây là đang vung roi đánh châu chậm, mặc kệ kết quả thế nào, thái độ phát triển kinh tế của thành phố La Nam sẽ không làm cho ngài thất vọng. Vương Tử Quân tỏ thái độ làm cho Thạch Kiên Quân có chút khó chịu, hắn là chủ tịch tỉnh Sơn Nam, hắn không phải là người thích lý luận suông. Vương Tử Quân là người có tài, là người thường xuyên ra bài không theo quy tắc.
nhưng người này luôn làm cho người ta sinh ra cảm giác một phần tóc của mình bị nắm trong tay, anh nói xem, một cấp dưới như vậy sao có thể làm cho cấp trên thoải mái được. Dù Thạch Kiên Quân không thoải mái nhưng cũng không thể phát tác, hắn chỉ mỉm cười không nói gì. Thầm nghĩ người này có bản lĩnh quá lớn, nhưng trong quan trường dù anh có 72 phép thần thông thì cũng không nên lấy ra dùng hết, nếu anh có khả năng như vậy thì còn cần lãnh đạo làm gì. Nếu như anh đi khắp nơi biểu hiện mình là một đóa hoa tuyệt sắc, chỉ lo bày tỏ vẻ đẹp của riêng mình, như vậy lãnh đạo ở bên cạnh sẽ nói gì? Lãnh đạo sẽ là lá xanh tô đậm cho anh sao? Như vậy rõ ràng là giọng khách lấn chủ. Vì trong khu triển lãm có nhiều thành phố, thế cho nên Thạch Kiên Quân xem xét gian hàng của thành phố Sơn Viên và An Dịch thì cũng đi đến thăm những gian hàng khác. Trúc Phu Bình vẫn đi bên cạnh Thạch Kiên Quân, khi Thạch Kiên Quân bước đi thì hắn cố ý giảm bước tiến của mình vài phần, sau đó khẽ nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, chuyện này xem như tôi đã biến hay thành dở rồi. Vương Tử Quân hiểu Trúc Phu Bình đang xin lỗi mình, hắn vỗ vỗ vai Trúc Phu Bình nói. Phu Bình, có gì đâu chứ? Nói thật, tôi còn đang định cảm tạ anh, vì anh đã cho thành phố La Nam chúng tôi một vị trí tốt như vậy. Trúc Phu Bình nhìn nụ cười của Vương Tử Quân, trong lòng càng không thoải mái. Khi sắp xếp sân bãi thì hắn đặc biệt thông báo cho bên dưới, cho thành phố La Nam một vị trí tốt. Chỉ thị này là yêu cầu nghiêm khắc, thật sự được người ta chứng thực rất kiên quyết. Chỉ là hắn không ngờ lòng tốt của mình lại biến thành tình huống xấu, hắn chỉ muốn sắp xếp cho La Nam một vị trí tốt. Thế nhưng vị trí quá tốt lại làm cho người ta rơi vào hoàn cảnh xấu hổ. Thành phố La Nam được sắp xếp ở giữa thành phố An Dịch và Sơn Viên, nếu như Bí Thư Vương không tìm ra được thành tích gì ở sự kiện lần này, chỉ sợ hội nghị xúc tiến thương mại kết thúc sẽ đẩy thành phố La Nam vào một hoàn cảnh khó xử. Vì vị trí tốt ở hội chợ này mà không ít lãnh đạo đã gọi điện thoại đến, thậm chí có vài phản ánh về vị trí truyền về tỉnh thành. Trúc Phu Bình biết rõ ràng những tình huống này. Vì vậy bây giờ hắn biết mình ném cho Bí Thư Vương một vị trí chạm tay có thể phỏng, xem như đưa Bí Thư Vương lên đỉnh núi lửa, cũng không biết có bao nhiêu người đang chờ để được nhìn tình huống khốn khó của Vương Tử Quân. Nếu như nói trước đó Trúc Phu Bình căn bản không ngờ đến những điều này, nhưng những gì gặp phải hôm nay lại làm cho trái tim của hắn nhảy lên cuống họng. Vương Tử Quân nhìn Trúc Phu Bình muốn nói lại thôi, thế là vỗ vai Trúc Phu Bình với bộ dạng điềm nhiên như không, sau đó nở nụ cười trêu ghẹo. Anh Trúc! Đã nhiều ngày chúng ta không hợp tác với nhau, anh nên có lòng tin với trình độ của tôi. Trúc Phu Bình hầu như có chút bối rối, hắn định mở miệng thì thấy nhóm người Thạch Kiên Quân đi về phía trước. Hắn vẫy tay với thư ký của mình, nói tối nay sẽ mời tiệc Bí Thư Vương, sau đó cất bước đi theo đám người. Lý Quý Niên vẫn đứng cách đó không xa, hắn cũng nghe được những lời của Trúc Phu Bình, trong lòng thật sự cảm khái vô hạn. Hắn thật sự cảm thấy hâm mộ Vương Tử Quân. Đồng thời lại không thoải mái vì tình huống lòng tốt lại biến thành chuyện xấu của Trúc Phu Bình. Trúc Phu Bình ơi là Trúc Phu Bình, không phải là anh bị lừa đá vào đầu đấy chứ? Sao lại không nghĩ ra điều này được? Tuy Lý Quý Niên oán trách nhưng cũng biết rõ điều này khó thể trách Trúc Phu Bình, dù sao Trúc Phu Bình cũng là chủ tịch thành phố Đông Bộ, mỗi ngày bận rộn quá nhiều công tác, có thể nghĩ tìm cho lãnh đạo cũ một vị trí tốt là quá hay rồi. Bí Thư Vương, anh xem bây giờ chúng ta nên làm gì? Lý Quý Niên tuy vẫn bảo trì tính độc lập của mình dưới sự cường thế của Vương Tử Quân, thế nhưng lời nói và việc làm luôn cực kỳ thận trọng. Tất cả là vì uy danh và thể diện của Bí Thư Vương càng ngày càng lớn mạnh, hắn cũng không dám tỏ ra oán giận ở phương diện này. Vương Tử Quân nhìn Trúc Phu Bình vội vàng bỏ đi, hắn cười nói. Làm sao bây giờ, có thể làm gì được nữa? Chúng ta tìm ra thành tích tốt không được sao? Lý Quý Niên nhìn nụ cười của Vương Tử Quân. Hắn thầm nghĩ, ngài nói thì có vẻ hay lắm. Bí Thư Vương, lúc này gian hàng của thành phố La Nam đã cơ bản hoàn thành, ngài và Chủ tịch Lý không bằng về khách sạn nghỉ ngơi một chút, tôi ở đây xem xét là được. Hà Khởi Duệ đi đến bên cạnh khẽ báo cáo với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn phát hiện mình và Lý Quý Niên ở lại chỗ này cũng căn bản là không làm được gì, lại ảnh hưởng đến tiến độ thi công, còn không bằng tìm một chỗ nghỉ ngơi theo lời của Hà Khởi Duệ. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị lên xe thì hai chiếc xe chạy từ xa đến như bay, đó là hai chiếc Audi, khi xe chạy qua bên cạnh đám người Vương Tử Quân thì khẽ dừng lại. Chào Bí Thư Vương. Bí Thư Thị ủy thành phố Triệu Lô là Sở Cẩm Thu từ trong xe bước xuống, hắn cười ha hả bắt tay với Vương Tử Quân. Vì hạng mục đường cao tốc Sơn La mà quan hệ giữa Vương Tử Quân và Sở Cẩm Thu là rất tốt. Sau khi nghe câu chào hỏi của Sở Cẩm Thu, Vương Tử Quân cũng nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Sở Cẩm Thu nói đùa hai câu với Vương Tử Quân,
sau đó nhìn thoáng qua gian hàng của thành phố La Nam. Bí thư Vương, vị trí này thật sự làm cho người ta phải hâm mộ. Vương Tử Quân cười cười cũng không nói gì, mà Sở Cẩm Thu lại đi đến bên cạnh khẽ nói. Bí thư Vương, những chỗ người ta hâm mộ thường hay phát sinh vấn đề, hôm nay tôi nghe nhiều thành phố tỏ ra bất mãn vì tình huống thành phố La Nam chiếm được vị trí hoàng kim trong khu của tỉnh Sơn Nam. Vương Tử Quân không hỏi đó là những thành phố nào, hắn khẽ cười một tiếng nói. Cảm ơn anh đã quan tâm, sau khi kết thúc sự kiện này, tôi sẽ mời anh uống vài ly. Đây là anh nói đấy nhé, Chủ tịch Lý nên làm chứng cho tôi, miễn sau đó Bí thư Vương không thực hiện ép tôi phải đến đòi nợ. Sở Cẩm Thu cười ha hả nói với Lý Quý Niên ở sau lưng Vương Tử Quân. Lý Quý Niên được Sở Cẩm Thu điểm danh thì cảm thấy rất có thể diện, hắn cười cười nói. Bí thư Sở cứ yên tâm, chuyện này tôi sẽ nhớ kỹ, nếu như sau này Bí thư Vương quên mất, ngài cứ đến tìm tôi. Sau khi nói vài câu thì Sở Cẩm Thu chợt nhìn Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tôi cảm thấy đường cao tốc Sơn La nên nhanh chóng khởi công, miễn đêm dài lắm mộng. Vương Tử Quân nhìn nụ cười trên mặt Sở Cẩm Thu, trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ. Thầm nghĩ, chẳng lẽ Sở Cẩm Thu nghe được tin tức gì, hay có người nào muốn nhúng tay ngăn cản hạng mục đường cao tốc Sơn La? Trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân đã hiểu ra vấn đề, hắn gật đầu nói. Tôi biết rồi. Sở Cẩm Thu cũng không nhiều lời, hắn bắt tay Vương Tử Quân, sau đó cùng đi với nhân viên tùy tùng đến gian hàng của thành phố Triệu Lô. Đoàn người Vương Tử Quân được sắp xếp ở khách sạn Đông Bộ, là địa điểm quen thuộc, cũng có người quen, thế cho nên Vương Tử Quân giống như quay về thời điểm mình còn công tác ở thành phố Đông Bộ. Thậm chí còn có nhiều nhân viên phục vụ nhiều lần phụ trách phục vụ Vương Tử Quân, bây giờ thấy Vương Tử Quân thì nhanh chóng chạy đến chào hỏi, sau đó vội vàng chạy đi mở cửa. Vương Tử Quân thấy tình cảnh như vậy thì liên tục nở nụ cười. Nhưng nếu so sánh với những nhân viên phục vụ này thì giám đốc khách sạn Nhâm Vĩnh Cách lại có thái độ khác thường, hắn không xuất hiện. Năm xưa khi Vương Tử Quân làm chủ tịch thành phố Đông Bộ, khi đó hắn là một hoàng đế trong mắt Nhâm Vĩnh Cách, hầu như mỗi ngày Nhâm Vĩnh Cách đều chạy đến phòng chủ tịch Vương, hơn nữa mỗi lần như vậy đều lấy lý do để được ở lại lâu hơn. Tất nhiên Nhâm Vĩnh Cách cũng không quên gọi nhân viên phục vụ đến để trách mắng vì làm không tốt công tác với lãnh đạo. Nếu Nhâm Vĩnh Cách phát hiện Vương Tử Quân có gì cần thì nhanh chóng chạy đến như cứu hỏa, cấp tốc chỉ huy nhân lực sắp xếp thật tốt. Lúc này hội nghị xúc tiến thương mại được tổ chức ở thành phố Đông Bộ, Nhâm Vĩnh Cách là giám đốc khách sạn không thể không tọa trấn ở đây. Hắn cũng không thể không biết tin tức chủ tịch tiền nhiệm là Vương Tử Quân đến thành phố Đông Bộ. Nhưng mãi đến lúc Vương Tử Quân dùng cơm trưa mà giám đốc Nhâm Vĩnh Cách còn chưa thấy xuất hiện. Chương 704, phải lắng nghe lời nói của lãnh đạo. Khách sạn Đông Bộ chính là địa điểm được Đảng ủy chính quyền thành phố Đông Bộ chọn làm nhà khách, bình thường đều chiêu đãi những vị khách có thân phận, vì thế khách sạn này luôn chú ý đến hoàn cảnh và phương tiện của mình. Hành lang trong khách sạn có treo đèn lồng, được thiết kế theo kiểu khúc chiết, còn có hòn non bộ, đài nước, vườn hoa, có vài phần hương vị Giang Nam. Cũng vì hành lang khách sạn khúc chiết như mê cung, thế cho nên Nhâm Vĩnh Cách lại để lại ấn tượng khá sâu cho Vương Tử Quân. Đó chính là mỗi lần đi thì Nhâm Vĩnh Cách luôn cố ý vịn lấy cánh tay Vương Tử Quân. Tất nhiên Vương Tử Quân sẽ cảm thấy không vui, vừa bực mình vừa buồn cười, cũng không mở miệng phê bình. Dần dần tạo nên một phản xạ có điều kiện, chỉ cần Nhâm Vĩnh Cách đưa tay đến, Vương Tử Quân lập tức có chút co rụt người, lại phải nghe Nhâm Vĩnh Cách nói về những cách sắp xếp của mình trong khách sạn. Sau khi Vương Tử Quân vào phòng thì Nhâm Vĩnh Cách nhất định sẽ gọi Tiểu Diêu đến phục vụ, sẽ tiếp tục khoa chân múa tay nói thêm vài lời. Giống như muốn răn dạy cho đám nhân viên phục vụ biết sự tôn trọng của mình với Vương Tử Quân. Thật sự Vương Tử Quân rất khó thể tiêu thụ loại tôn trọng này, năm lần bảy lượt yêu cầu Nhâm Vĩnh Cách đi làm việc của mình. Thế nhưng người này giống như căn bản cảm thấy lòng tôn trọng của mình chưa đủ nặng, vẫn không chịu bỏ đi ngay, tiếp tục ở lại nhìn chỗ này sờ sờ chỗ kia, tự tìm việc cho mình. Sau khi Nhâm Vĩnh Cách tìm mãi mà không thấy có gì để mở miệng, hắn chợt nhớ đến cái gì đó, thế là cầm điện thoại lên nói. Alo, này, khăn tắm trong phòng của Chủ tịch Vương phải đổi mới một tuần một lần, hiểu chưa, dùng loại tốt nhất. Mỗi lần như vậy Vương Tử Quân lại sớm ở bên cạnh vung tay nói không cần, thế nhưng Nhâm Vĩnh Cách không nghe, chỉ cười cười tiếp nhận lời phê bình của Vương Tử Quân. Sau đó lại đứng trên hành lang lớn tiếng nói. Sau này nên đề cao tiêu chuẩn dọn vệ sinh cho Chủ tịch Vương, không được qua loa, phải làm sao cho thật tốt. Tình cảnh Nhâm Vĩnh Cách suốt ngày tìm cách nịnh bợ vẫn giống như ở ngay trước mắt. Thế nhưng lúc này nên kia đã chạy đi đâu mất rồi.
Vương Tử Quân ngồi trong phòng, hắn nhớ gương mặt gầy gò và nụ cười lớn tiếng của Nhâm Vĩnh Cách. Nói theo hướng khách quan, trước kia Vương Tử Quân công tác ở thành phố Đông Bộ, Nhâm Vĩnh Cách thật sự còn chăm sóc hắn hơn cả Mạc Tiểu Bắc. Nhưng Chủ tịch Vương căn bản không ưa Nhâm Vĩnh Cách, luôn cảm thấy đây là một người không ra gì, cực kỳ gian xảo. Những người giữ khoảng cách với Vương Tử Quân như Nhâm Vĩnh Cách là rất nhiều, nhưng cũng có không ít người chạy đến ra mắt Vương Tử Quân. Người thứ nhất chính là lái xe Đồng Nhị Dân của Chủ tịch Vương. Đồng Nhị Dân được Vương Tử Quân sắp xếp cho một phần công tác có thực quyền ở phòng nội vụ, lúc này đã mập hơn khá nhiều so với trước kia, hơn nữa gương mặt tràn đầy nụ cười lại càng nói rõ cuộc sống khá tốt. Bí thư Vương, tôi cảm thấy vị trí của chính mình là quá tốt, thế nhưng quốc lương lại không được tốt cho lắm, nếu ngài thiếu nhân thủ ở thành phố La Nam thì có thể đưa cậu ấy theo. Đồng Nhị Dân ngồi ở bên cạnh Vương Tử Quân, hắn dùng giọng chân thành nói. Chủ tịch Triệu, động tác của quận các anh thật sự chậm như rùa, vốn trông cậy các anh tăng thêm vinh dự cho thành phố Đông Bộ, thế nhưng với trạng thái của các anh vào lúc này, có thể hoàn thành được nhiệm vụ sao? Trình Hiểu Bình trầm giọng nói lời phê bình với Triệu Quốc Lương với gương mặt trầm tĩnh như nước. Triệu Quốc Lương không lên tiếng, tuy đây chỉ là trong gương xuất hiện chút dấu vết, thế nhưng Trình Hiểu Bình bây giờ tiếp nhận vị trí phó chủ tịch thường vụ của Tôn Quốc Lĩnh, lại được bí thư thị ủy Nguyễn Trấn Nhạc tín nhiệm. Nàng đã phê bình Triệu Quốc Lương, chính hắn có giải thích cũng vô dụng, chỉ có thể nhẫn nại nén giận mà thôi. Xưa nay trong quan trường thì quan lớn hơn một cấp có thể đè chết người, Trình Hiểu Bình nào đâu phải lớn hơn một cấp. Nhìn người phụ nữ kia chăm chăm vào những phương diện nhỏ nhặt để phê bình mình, rõ ràng là ông say không phải vì rượu, có ý nghĩa khác. Thứ nhất cho thấy thái độ của nàng, thứ hai chính là muốn cho người ta xem. Tin chắc tin tức mình bị phê bình sẽ được người hữu tâm truyền đi. Nhưng càng là như vậy thì Triệu Quốc Lương cảm thấy mình càng phải nhẫn nhịn. Chủ tịch Trình, chúng tôi sẽ lập tức bắt tay vào chỉnh đốn, sẽ đảm bảo sửa lại theo đúng yêu cầu của ngài trong thời gian 2 giờ. Trình Hiểu Bình vừa nói xong thì Triệu Quốc Lương đã nhanh chóng tỏ thái độ. Một năm qua Trình Hiểu Bình căn bản không có gì biến đổi, chỉ là trên da mặt có thêm nhiều nếp nhăn. Nàng nhìn vẻ mặt của Triệu Quốc Lương, cảm thấy mình đã đạt được mục đích, thế là hừ một tiếng nói. Hy vọng anh cũng không làm cho đảng ủy chính quyền thành phố chúng ta thất vọng, nếu như gian hàng của quận các anh không đạt yêu cầu, như vậy để cho bí thư và chủ tịch quận của các anh đến giải thích cho bí thư Nguyễn đi. Trình Hiểu Bình nói rồi quay sang lên tiếng với phó thư ký trưởng Trịnh Tiêu Du đi theo phía sau. Thư ký trưởng Trịnh, anh phái người ở lại chỗ này, khi nào quận của bọn họ chỉnh đốn phù hợp thì gọi điện thoại báo cáo cho tôi. Trịnh Tiểu Du vốn là một phó chủ nhiệm ủy ban cải cách. Sau khi Trình Hiểu Bình bò lên vị trí phó chủ tịch thường vụ thì được đề bạt là phó thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền thành phố, cũng xem như là phục vụ cho Trình Hiểu Bình. Hắn vốn là người có quan hệ không tệ với Trình Hiểu Bình, bây giờ quan hệ thượng cấp hạ cấp lại được xác lập, tất nhiên sẽ là nước lên thuyền lên. Vâng, chủ tịch Trình. Trịnh Tiểu Du đồng ý một tiếng, sau đó tìm một nhân viên công tác của văn phòng khối chính quyền để sắp xếp công tác. Vì hội nghị xúc tiến thương mại lần này mà thành phố Đông Bộ thật sự dùng toàn lực ứng phó. Đông Bộ là thành phố chủ nhà, không những có gian hàng rộng, hơn nữa còn phân phối nhiệm vụ cho tất cả quận huyện. Lần này Trình Hiểu Bình đến kiểm tra, tất cả đám người phụ trách của quận huyện tham gia triển lãm đều đi theo. Bị phê bình trước mặt nhiều người, đây thật sự là một chuyện làm cho người ta không cảm thấy vui vẻ chút nào. Khi đám người Trình Hiểu Bình bỏ đi, nhân viên được phái đến đã tập trung bên người Triệu Quốc Lương. Lúc này Triệu Quốc Lương nhìn vẻ mặt căng thẳng của đám thủ hạ, hắn có chút trầm ngâm, sau đó trầm giọng nói. Lãnh đạo phê bình là cổ vũ và thúc giục chúng ta, tất cả mọi người cũng đừng nhàn rỗi, nhanh chóng làm việc, bố trí sắp xếp lại gian hàng theo như yêu cầu của Chủ tịch Trình. Triệu Quốc Lương mở miệng phân phó, gian hàng chợt náo nhiệt. Triệu Quốc Lương đứng nhìn tất cả những gì đang diễn ra, hắn không khỏi nhổ một bãi nước miếng. Năm xưa khi Vương Tử Quân còn ở thành phố Đông Bộ, Triệu Quốc Lương là thư ký của Vương Tử Quân, thật sự muốn gió được gió, thích mưa có mưa. Trình Hiểu Bình khi đó không được Vương Tử Quân chào đón, nhưng người phụ nữ kia mỗi lần thấy Triệu Quốc Lương đều nở nụ cười. Bây giờ Vương Tử Quân rời khỏi thành phố Đông Bộ, người phụ nữ kia thấy gió nói mưa, bắt đầu dùng mình làm công cụ để lấy lòng người khác. Tuy mâu thuẫn giữa bí thư Nguyễn Trấn Nhạc và Chủ tịch Trúc Phu Bình không công khai hóa, nhưng trên quan trường thì ai cũng có thể cảm nhận được tình huống không đúng. Một số người liều mạng dựa vào Nguyễn Trấn Nhạc, đồng thời oi bọn họ cũng sẽ cố gắng ném danh trạng của mình cho chủ. Không may là trong những danh trạng kia, Triệu Quốc Lương cảm thấy mình là một người được người ta quan tâm nhất.
Có một lần Nguyễn Chấn Nhạc ở đại hội cán bộ phê bình hiện tượng kéo bè kết phái trong quan trường, mở miệng nói cực kỳ có điều lệ, cảm khái sục sôi, thế là mọi người càng có thêm niềm tin vào phái của lãnh đạo Nguyễn Chấn Nhạc. Mọi người đều ở trong thể chế, đều phỏng đoán lời nói của lãnh đạo, sau đó cố gắng tìm ra ý nghĩa ẩn giấu bên trong. Lãnh đạo lên tiếng thường là giấu đầu lòi đuôi, nếu anh thật sự tin vào những gì lãnh đạo lên tiếng, rõ ràng sẽ là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Bí thư Vương là núi cao đường xa, hơn nữa lại là một người tỏa sáng rực rỡ. Chủ tịch Trúc tiếp nhận vị trí của Bí thư Vương, bây giờ Nguyễn Chấn Nhạc cố gắng chèn ép Triệu Quốc Lương, hầu như là phân biệt rõ giới hạn với Chủ tịch Trúc. Triệu Quốc Lương nghĩ đến những phương diện mà không ai biết, hắn không khỏi nở nụ cười khổ sở. Nhưng Triệu Quốc Lương cũng không chút oán hận đối với Bí thư Vương, tuy tất cả đám người chú tâm chèn ép mình cũng là vì Bí thư Vương, tất cả bị động của hắn cũng là vì Bí thư Vương nhưng hắn không hối hận. Nếu không có Bí thư Vương, hắn căn bản không đi đến vị trí ngày hôm nay. Triệu Quốc Lương làm xong công tác sắp xếp trong ngày, hắn nhìn thoáng qua bầu trời tái nhợt, tranh thủ lấy điện thoại gọi đi. Chợt nghe thấy đồng chí Tân ở bên kia dùng giọng bình tĩnh nói. Nửa giờ sau Bí thư Vương sẽ tham gia bữa tiệc hoan nghênh lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban Kinh tế Thương mại, đều là lãnh đạo quốc gia, nếu anh muốn đến thì phải nhanh lên. Vì hai người đều là thư ký của Vương Tử Quân, thế nên tuy hai người chưa từng gặp mặt, nhưng bọn họ cũng không ít lần liên lạc với nhau. Sau khi nghe đồng chí Tân nói như vậy thì Triệu Quốc Lương vội vàng chạy xe như bay đến khách sạn Đông Bộ. Hắn biết Bí thư Vương dù rời khỏi thành phố Đông Bộ nhưng đám người đến thăm hỏi sẽ không ít, nếu như không nắm bắt lấy cơ hội lần này, chỉ sợ thời gian sẽ còn lại rất ít. Khi Triệu Quốc Lương chạy đến phòng Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân đang mặc tây trang màu sa đậm, đang ngồi trên ghế salon đọc sách. Quốc Lương, cậu càng ngày càng điển trai, thật sự làm cho người ta hâm mộ ghen ghét, cậu thấy bộ tây trang của tôi thế nào? Vương Tử Quân đặt sách xuống, hắn đứng lên phô bày bộ trang phục trên người với Triệu Quốc Lương. Triệu Quốc Lương đang có chút bức bối, bây giờ thấy Vương Tử Quân điềm nhiên khoe bộ trang phục với mình, thế là trong lòng nóng lên, lại nở nụ cười. Lúc này Bí thư Vương còn có tâm tư hỏi han mình về trang phục, một câu nói không gò bó, nói rõ lãnh đạo xem Triệu Quốc Lương không phải như người ngoài. Thật sự rất đẹp, ngài mặc tây trang vừa nghiêm túc vừa có vẻ phấn chấn tinh thần, rất thích hợp cho buổi chiêu đãi hôm nay. Triệu Quốc Lương cố gắng áp chế tình cảm, hắn trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười, hắn chỉ vào Triệu Quốc Lương rồi nói. Cậu đấy, vẫn giống như trước đây, có lời gì muốn nói thì cứ cất giấu trong lòng. Đối với người trà trộn quan trường thì đó là ưu điểm, nhưng nhìn vào phương pháp biện chứng lại là khuyết điểm. Cậu không thiếu cái gì cả, chỉ là thiếu quyết đoán. Bí thư Vương nói rất đúng, sau này tôi nhất định sẽ sửa. Triệu Quốc Lương nghe thấy Vương Tử Quân phê bình như vậy thì chợt sinh ra cảm động, lãnh đạo vẫn là lãnh đạo, bây giờ vẫn đối xử với mình như xưa. Tối hôm nay cậu có việc gì bận không? Vương Tử Quân nhìn Triệu Quốc Lương, sau đó đột nhiên hỏi. Không có gì. Triệu Quốc Lương suy tư một lát rồi trầm giọng nói. Tốt lắm, cậu sắp xếp cho Chí Tân đi dạo một vòng ở thành phố Đông Bộ. Đây là lần đầu tiên anh ấy đến thành phố Đông Bộ, cũng nên cho anh ấy biết thành phố Đông Bộ là như thế nào. Tối hôm nay anh phụ trách giúp tôi đi dạo một vòng. Vương Tử Quân tuy nói không quá lớn nhưng Triệu Quốc Lương nghe vào tai lại có chút run rẩy. Đi dạo với Bí thư Vương, hơn nữa còn là vào thời điểm mấu chốt này, đó chính là một loại thái độ của Bí thư Vương. Triệu Quốc Lương chợt thấy cảm động, hắn gật đầu thật mạnh nói. Vâng. Triệu Quốc Lương lại đứng sau lưng Vương Tử Quân, một cảm giác mất đi đã lâu chợt xuất hiện trong lòng. Dù lúc này Vương Tử Quân không còn là chủ tịch thành phố Đông Bộ, nhưng Triệu Quốc Lương vẫn ngẩng cao đầu. Bí thư Vương, chúng ta nên đi qua thôi. Kim Điền Lạc gõ cửa đi vào, khi thấy Triệu Quốc Lương thì hắn có chút sững sờ, nhưng nhanh chóng tỏ ra như không thấy gì, chỉ khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, sau đó hắn chỉ vào Triệu Quốc Lương nói. Thư ký trưởng Kim, vị này là Triệu Quốc Lương, thư ký của tôi khi còn công tác ở thành phố Đông Bộ, bây giờ là phó chủ tịch quận. Chí Tân có chút không thoải mái. Tôi và cậu ấy trò chuyện một chút. Kim Điền Lạc là người thông minh, hắn tất nhiên hiểu vì sao Vương Tử Quân lại cho ra những câu nói như vậy. Thế là hắn nhanh chóng nở nụ cười. Chủ tịch Triệu, hoan nghênh cậu có thời gian rảnh đến thành phố La Nam thăm Bí thư Vương. Triệu Quốc Lương căn cứ vào cách xưng hô của Vương Tử Quân cũng hiểu được thân phận của Kim Điền Lạc, hắn thấy Kim Điền Lạc khách khí với mình như vậy thì vội vàng vươn tay ra nói. Thư ký trưởng Kim,
sau này đến thành phố La Nam thật sự sẽ làm phiền ngài. Hai người bắt tay nhau rồi cùng đi theo Vương Tử Quân ra khỏi phòng. Khi Vương Tử Quân ra khỏi phòng thì Lý Quý Niên cũng đứng sẵn ngoài cửa phòng mình, hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi nhanh chóng đi đến. Bí thư Vương, đã đến giờ rồi, chúng ta nên nhanh chóng đi qua. Lý Quý Niên tuy là nói nhảm nhưng lại càng muốn bày tỏ thái độ với bí thư thị ủy Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân cũng gật đầu nói. Vậy thì chúng ta đi. Lý Quý Niên lúc này nhìn thấy Triệu Quốc Lương, hắn có chút chần chờ, sau đó nở nụ cười nói. Vị này chính là Chủ tịch Lý, giới thiệu với anh đây là thư ký Triệu Quốc Lương của tôi ở thành phố Đông Bộ, hôm nay Chí Tân có chút không thoải mái, thế nên tôi cho cậu ấy đi theo. Vương Tử Quân nói đến đây rồi nói với Triệu Quốc Lương. Đây là Chủ tịch Lý. Tuy thành phố La Nam sẽ không phải chỉ có một Chủ tịch Lý, nhưng có thể được Vương Tử Quân giới thiệu trịnh trọng như vậy, rõ ràng thấy được Chủ tịch Lý là ai. Triệu Quốc Lương có thể phán đoán rõ ràng, hắn lên tiếng. Chào Chủ tịch Lý. Lý Quý Niên cười ha hả vươn tay ra nói. Chào Quốc Lương, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, tôi đã sớm nghe nói thủ hạ của Bí Thư Vương đều là hảo hán, ai cũng là nhân tài. Lý Quý Niên bắt tay với Triệu Quốc Lương rồi nói tiếp. Quốc Lương, có ý nghĩ đến thành phố La Nam công tác không? Nếu không chê điều kiện thành phố La Nam, tôi thật sự có ý nghĩ muốn đào góc tường của Chủ tịch Trúc. Chương 705, Ngọc không mài rũa không tươi sáng. Trong quan trường có nhiều chuyện đều không nói đến đạo lý, ví dụ như quan uy. Nó thể hiện ở nhiều khía cạnh, bình thường thì tư thái và thói quen cũng là một mặt trong số đó. Vương Tử Quân dù sao cũng còn quá trẻ, tuổi trẻ thì căn bản là có lời nói không quá nặng. Cũng may chức quan của hắn rất lớn, ánh mắt càng ngày càng thẳng, dưới tình huống bình thường thì đi đường sẽ không nhìn sang hai bên, sẽ càng không có khả năng quay đầu lại nhìn, tất nhiên cũng sẽ không tùy tiện gật đầu chào hỏi đồng sự. Cho dù có người gặp mặt chào Bí Thư Vương, hắn cũng chỉ nói một tiếng tốt mà thôi. Hơn nữa tiếng tốt kia cũng không phải phát ra từ miệng, giống như phát ra từ mũi. Có đôi khi Vương Tử Quân giả vờ không thấy gì, chỉ đưa mắt nhìn về phía trước rồi nhanh chóng tiến lên. Đây chính là tôn nghiêm của một người làm quan, không thể nào cứ gặp người là cười hì hì gật đầu được. Vương Tử Quân dù sao cũng là lãnh đạo đứng đầu thành phố La Nam, hắn đi dạo một vòng quanh thị ủy, nếu cứ gặp người là phải mở miệng chào hỏi. Như vậy không phải suốt ngày biến thành gà mổ thóc sao? Như vậy người ta sẽ không nói anh là bình dị gần gũi, ngược lại sẽ nói anh không có quan uy, thậm chí còn có người cười thẳng vào mặt anh. Nhưng Vương Tử Quân là người nắm chắc tiến độ, đám người trước mặt hắn được chia làm 7-8 loại, thế cho nên khi chào hỏi cũng chỉ dùng giọng mũi ừ một tiếng mà thôi. Nhưng người của mình thì khác, vẫn là trình diễn theo bản sắc, sinh động hơn một chút. Vương Tử Quân nhìn thấy rõ ràng sự nhiệt tình của Lý Quý Niên, cũng không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt vui vẻ nhìn Triệu Quốc Lương. Tất nhiên Triệu Quốc Lương cũng biết Lý Quý Niên nói một đằng nghĩ một nẻo, chỉ là hắn cũng không quan tâm, thế là nở nụ cười chân thành nói. Cảm ơn Chủ tịch Lý. Lý Quý Niên nói hai câu với Triệu Quốc Lương, sau đó mới nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tôi nghe nói lần này tham gia tiệc rượu không những có lãnh đạo Ủy ban Kinh tế Thương mại, còn có Phó Chủ tịch Lưu Mặt trận Tổ quốc Quốc gia. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Lần này thành phố Đông Bộ là người gánh vác trọng trách tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, nhưng đơn vị chủ sự chính là Ủy ban Kinh tế Thương mại và lãnh đạo tỉnh Sơn Nam. Hơn nữa lúc này lại mời được một vị phó chủ tịch mặt trận tổ quốc đến tham gia, làm cho quy cách của hội nghị tăng lên không ít. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, hắn cười nói. Đi thôi, chúng ta cũng không để đến quá muộn, không người ta lại nói người thành phố La Nam không có quy củ. Lúc này nhà hàng trong khách sạn Đông Bộ đã rất náo nhiệt. Các nhân viên phục vụ mặc trang phục thống nhất, bọn họ đứng hai bên hành lang cực kỳ hợp quy cách, bất cứ lúc nào cũng có thể phục vụ các vị khách tham gia tiệc rượu. Nơi cổng nhà hàng chính là thư ký trưởng Đảng Hằng và vài vị thường ủy của thành phố Đông Bộ đang mỉm cười dùng giọng nhiệt tình chào đón các nhân viên tham gia hội nghị. Bí thư Sở, mời ngài vào bên trong. Hoan nghênh Bí thư Lâm, Chủ tịch Triệu đến thành phố Đông Bộ chúng tôi, mời hai ngài vào trong. Nụ cười trên mặt Đảng Hằng căn bản không biến mất. Khi Vương Tử Quân đi đến thì hắn càng tiến lên chào đón. Bí thư Vương, chào mừng, chào mừng. Đảng Hằng nói rồi đưa tay với Vương Tử Quân, Vương Tử Quân bắt tay khẽ lắc vài cái với Đảng Hằng, tất cả đều không nói lời nào. Lúc này đám thường ủy cùng nghênh đón khách với Đảng Hằng cũng nhanh chóng đi về phía Vương Tử Quân. Đám người Lữ Hạ Cường vừa nói lời hoan nghênh vừa bắt tay mở miệng thăm hỏi Vương Tử Quân.
Trình Hiểu Bình là phó chủ tịch thường vụ thành phố, lúc này nàng đứng bên cạnh Đảng Hằng, khi thấy Vương Tử Quân tiến đến thì nở nụ cười máy móc chuẩn bị nghênh đón. Nhưng khi ánh mắt của nàng rơi lên người Triệu Quốc Lương ở bên cạnh Vương Tử Quân, vẻ mặt chợt biến đổi. Vừa rồi Trình Hiểu Bình đã ở trước mặt bao người cố ý chỉnh Triệu Quốc Lương, bây giờ sự việc đã được đám người hữu tâm truyền khắp thành phố Đông Bộ. Có một khúc nhạc dạo đầu như vậy, bây giờ Vương Tử Quân lại công khai đưa Triệu Quốc Lương đến tham gia bữa tiệc, đây là có ý gì? Trình Hiểu Bình nghĩ đến tâm ý của Vương Tử Quân biểu hiện qua hành vi này, vẻ mặt hắn có chút đỏ lên. Khốn nổi Vương Tử Quân chỉ là chủ tịch tiền nhiệm của thành phố Đông Bộ, cũng là lãnh đạo cũ của nàng, trước kia nàng là thuộc hạ của hắn, bây giờ Vương Tử Quân đến thì nàng không thể nào không đến làm lễ ra mắt được. Trong đầu Trình Hiểu Bình chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, cuối cùng nàng nhanh chóng tiến lên nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, chào mừng ngài. Khi thấy Trình Hiểu Bình thì Vương Tử Quân chỉ khẽ cười nhạt, hắn vừa tay bắt tay với Trình Hiểu Bình, chỉ khẽ nói một câu chào Chủ tịch Trình, sau đó cất bước đi vào bên trong. Trình Hiểu Bình tất nhiên sẽ căn cứ vào thái độ lạnh nhạt để biết Bí thư Thị ủy La Nam đang bất mãn với mình, nhưng nàng cũng không quan tâm. Tuy Vương Tử Quân không dễ chọc vào nhưng dù sao cũng là Bí thư Thị ủy La Nam, bây giờ không phải là Bí thư Đông Bộ, hơn nữa nàng còn được Bí thư Nguyễn bao bọc, Vương Tử Quân bất mãn với mình thì làm gì được. Trình Hiểu Bình có ý nghĩ như vậy, nàng chợt ưỡn ngực lên, trên mặt lại nở nụ cười vui vẻ, sau đó tiếp tục tiến lên đón khách. Lúc này Bí thư Thị ủy Đông Bộ Nguyễn Trấn Nhạc và Chủ tịch Trúc Phu Bình cũng đã đi đến, hai người bọn họ đến xem xét tình huống chuẩn bị tiệc rượu, sau đó đi mời các vị lãnh đạo quốc gia đến tham gia. Bí thư Vương, chào mừng các vị. Nguyễn Trấn Nhạc thấy Vương Tử Quân thì khách khí đưa tay ra. Hắn là người làm chủ, hắn biểu hiện phong độ nhẹ nhàng, cực kỳ đúng chỗ. Vương Tử Quân cũng nhiệt tình đáp lại Nguyễn Trấn Nhạc, nhưng lời nói của hắn ngay sau đó lại làm cho Nguyễn Trấn Nhạc không nhịn được. Hắn lên tiếng. Bí thư Nguyễn, thư ký của tôi có chút không thoải mái, thế nên tạm thời mượn một người của ngài, ngài không ngại đấy chứ? Nguyễn Trấn Nhạc nếu như không biết sự kiện Trình Hiểu Bình hôm nay mở miệng phê bình Triệu Quốc Lương, hắn sẽ chẳng thấy có vấn đề gì. Nhưng khốn nổi sự việc cứ rơi vào trong tai hắn. Trong số các quận huyện ở thành phố Đông Bộ thì quận Dung Đông chuẩn bị rất tốt, không lạc hậu, rất đúng chỗ, thế nhưng lại bị Trình Hiểu Bình bới lông tìm vết để phê bình, nguyên nhân là thế nào thì Nguyễn Trấn Nhạc biết rất rõ. Tuy Nguyễn Trấn Nhạc có chút khinh thường thủ đoạn nhỏ nhặt của Trình Hiểu Bình, thế nhưng người phụ nữ kia dù sao cũng có quyết tâm hướng về phía mình. Đây là lúc hắn cần người, hắn sao có thể đẩy người đang lấy lòng mình ra khỏi cửa. Hắn nghĩ như vậy và không xem sự việc kia ra gì. Chỉ là hắn không ngờ Vương Tử Quân lại không dùng thư ký mà đưa Triệu Quốc Lương đến tham gia tiệc rượu lần này. Người không biết nhân quả sẽ căn bản cảm thấy chẳng có gì bất ngờ, thư ký của mình không khỏe, thế nên dùng tạm thư ký cũ, điều này cực kỳ bình thường. Nhưng hôm nay Triệu Quốc Lương vừa bị phê bình thì người ta nhìn vào lại không nghĩ như vậy, một hành động của Vương Tử Quân làm cho người ta cực kỳ đắn đo. Nguyễn Trấn Nhạc nhìn ánh mắt và nụ cười nhàn nhạt của Vương Tử Quân, hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói. Bí thư Vương quá khách khí rồi, anh là lãnh đạo cũ của thành phố Đông Bộ, Quốc Lương lúc này phục vụ anh cũng là chuyện nên làm. Nguyễn Trấn Nhạc nói đến đây thì cười nói với Triệu Quốc Lương. Đồng chí Quốc Lương, cậu nhất định phải phục vụ Bí thư Vương cho tốt mới được. Tuy Nguyễn Trấn Nhạc biểu hiện rất tốt, thế nhưng người quen lại có thể nhìn vào vẻ mặt để cảm thấy tâm tình của Bí thư Nguyễn lúc này là không tốt, rất khó chịu. Vẻ mặt Trúc Phu Bình cũng trở nên khó coi, hắn cũng nghe nói Triệu Quốc Lương bị phê bình. Nhưng vì quá bận rộn công tác nên căn bản là không quá quan tâm. Nhưng bây giờ sự việc đó lại làm cho Vương Tử Quân tỏ ra bất mãn với Nguyễn Trấn Nhạc, cũng giống như có chút bất mãn với hắn. Triệu Quốc Lương là thư ký cũ của Vương Tử Quân, khi bị Trình Hiểu Bình đả kích sao mình không nói gì. Điều này để cho Vương Tử Quân nghĩ thế nào? Trong đầu Trúc Phu Bình lóe lên nhiều ý nghĩ, vẻ mặt hắn chợt biến đổi, hắn trầm giọng nói. Bí thư Vương! Chúng tôi chỉ có thể cho đồng chí Quốc Lương phục vụ ngài buổi tối hôm nay, bây giờ cậu ấy là người phụ trách gian hàng của quận Đông Dung, nếu như không có mặt cậu ấy, chỉ sợ công tác của quận Đông Dung sẽ khó mở rộng phát triển được. Trúc Phu Bình nói đến đây thì cười nói. Điều này cũng là vì lão lãnh đạo mà thôi, nếu như không phải lãnh đạo đã đào tạo ra một thư ký quá vĩ đại, như vậy cũng sẽ không rơi vào tình huống tất cả công tác của quận Đông Dung chẳng thể ly khai khỏi người, cũng không thể cho Quốc Lương phục vụ anh mãi được. Ngài nói xem có đúng không, Bí thư Nguyễn. Nguyễn Trấn Nhạc lúc này có thể nói không sao, thật sự là không thể. Dù sao thì lúc này ở trước mặt nhiều người,
hắn và Vương Tử Quân đều là bí thư thị ủy, Vương Tử Quân lại là lão lãnh đạo của thành phố Đông Bộ. Nếu như nói Vương Tử Quân không giáo dục tốt với thư ký, như vậy người ta sẽ nhìn hắn như thế nào? Một cán bộ là bí thư thị ủy Đông Bộ mà không có chút khí độ như vậy thì thật sự uổng công làm lãnh đạo đứng đầu một phương. Vì vậy Nguyễn Chấn Nhạc xem như vặn mũi chính mình cũng phải nói Triệu Quốc Lương rất tốt. Trong lòng hắn thật sự quan tâm đến hình tượng của mình, hắn chỉ trầm ngâm giây lát rồi cười nói. Chủ tịch Trúc nói đúng, tôi thiếu chút nữa đã quên mất chuyện này. Bí thư Vương, đồng chí Quốc Lương thật sự rất tốt, chúng tôi chuẩn bị xem cậu ấy là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Ha ha, hai vị nói như vậy ngược lại làm tôi xem như nhấc đá đập chân mình. Tôi nói cho hai vị biết, tuy Quốc Lương là người có năng lực, nhưng phương diện ý nghĩ có lẽ vẫn còn chưa đủ. Hai vị căn cứ vào phương diện ái tài, nên phê bình thì phê bình, không phải có câu ngọc không mài giũa sẽ không thể phát sáng sao. Vương Tử Quân nở nụ cười sáng lạn, hắn vừa nói vừa nở nụ cười pha trò với hai người Nguyễn Chấn Nhạc. Lúc này gương mặt Trình Hiểu Bình như bị lửa thiêu, nàng hôm nay thật sự nói lời phê bình Triệu Quốc Lương, mà bây giờ Bí Thư Vương lại làm cho Bí Thư và Chủ tịch thành phố Đông Bộ phải mở miệng khích lệ Triệu Quốc Lương, đây không phải đang đánh vào mặt nàng sao. Nhưng Trình Hiểu Bình căn bản không tìm ra chút vấn đề trong lời nói của Vương Tử Quân, hơn nữa nàng căn bản không có dư âm lên tiếng ở sự kiện này. Khi Trình Hiểu Bình đang rất xấu hổ thì chợt thấy Vương Tử Quân đưa mắt nhìn mình. Tuy nàng thật sự tức giận nhưng đối mặt với lực ảnh hưởng của Vương Tử Quân thì vẫn hít vào một hơi thật sâu, lại nở nụ cười. Lúc này Vương Tử Quân cũng đi về phía nàng. Trình Hiểu Bình thấy Vương Tử Quân đi đến, trong lòng không khỏi sinh ra chút cảm giác không yên. Vương Tử Quân trước nay không phải là người thích nén giận, bây giờ lại hào hùng đi về phía mình, chẳng lẽ muốn làm gì mình sao? Trong mắt Trình Hiểu Bình thì khi Vương Tử Quân còn tại vị cực kỳ coi trọng Triệu Quốc Lương. Nàng nhớ rõ có một lần tổ chức hội nghị toàn thể, Vương Tử Quân phát biểu ý kiến của mình, còn nói một câu, đồng chí Quốc Lương giải thích xem, có phải thật sự là như vậy không, một câu này cũng không có vấn đề gì, thế nhưng trong quan trường có vài biểu hiện lại xa hơn ý nghĩa thực tế, điều này ai cũng biết rõ ràng. Khi Vương Tử Quân đi về phía Trình Hiểu Bình, vẻ mặt Nguyễn Chấn Nhạc cũng trở nên khó coi. Vì có câu đánh chó phải nhìn mặt chủ, bây giờ mình đang trọng dụng Trình Hiểu Bình, nếu như Vương Tử Quân mở lời dạy bảo Trình Hiểu Bình, như vậy mình cũng mất mặt. Dù sao thì lúc này Trình Hiểu Bình cũng là một người dựa vào trong lòng Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc đang phỏng đoán ý nghĩ trong lòng Vương Tử Quân, hắn cũng nhanh chóng đi theo Vương Tử Quân. Hắn là bí thư thị ủy Đông Bộ, nếu hắn muốn triển khai lực ảnh hưởng của mình ở Đông Bộ, hắn phải có thể đảm đương cho thủ hạ của mình. Tuy trong quan trường có nhiều người chú ý sự việc không dính vào người mình, nhưng hành vi bảo vệ mình như vậy rất dễ đánh mất đi sự ủng hộ của người khác. Một người căn bản không thể đảm đương cho thuộc hạ của mình, cuối cùng sẽ biến thành người cô đơn thế đơn lực bạc. Vua xem dân như cỏ rác thì dân sẽ xem quân như kẻ thù, làm thượng cấp nếu như không coi việc của thuộc hạ là của mình, động một chút lại hy sinh thuộc hạ, như vậy người bên dưới sao có thể trung thành và giúp đỡ anh được. Nguyễn Chấn Nhạc hầu như là nhân vật chính của tiệc rượu hôm nay, hắn dù đến nơi nào cũng sẽ được người ta chú ý. Lúc này hắn đi theo Vương Tử Quân, tất nhiên sẽ có nhiều người nhìn về phía Vương Tử Quân. Chào Bí Thư Vương, chào mừng anh đến với thành phố Đông Bộ. Trình Hiểu Bình có chút do dự, sau đó nàng nhanh chóng tiến lên, lại mở miệng nói một lời chào mừng giống như trước gió, đê. Vương Tử Quân nhìn Trình Hiểu Bình, hắn khẽ gật đầu giống như vô thức, trong miệng tùy ý nói ra hai chữ tốt. Sau đó mỉm cười vươn tay nói với bí thư thị ủy Tề tự tuyển của thành phố Thiền Duyên các đó không xa. Chào bí thư Tề, đã lâu không gặp ngài, gần đây vẫn khỏe chứ? Trình Hiểu Bình nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, thế là gương mặt chợt trắng bệch. Vương Tử Quân tuy nói hai chữ tốt nhưng giọng điệu và vẻ mặt lại căn bản không giống như biểu hiện. Đó chỉ là một thủ đoạn nhỏ, thế nhưng nó lại nói cho nàng biết một sự thật, chính là nàng căn bản chưa thể nào có tư cách đứng nhảy nhót trước mặt hắn. Biểu hiện của Vương Tử Quân lúc này căn bản là bình thường trong mắt đại đa số lãnh đạo, nhưng Trình Hiểu Bình là phó chủ tịch thường vụ thành phố Đông Bộ, đứng trước mặt Vương Tử Quân lại có chênh lệch rất lớn. Nếu Vương Tử Quân nói hai câu tốt thì rõ ràng là nể mặt anh, lãnh đạo tỏ ra bình dị gần gũi, nếu như chỉ gật đầu nói một chữ tốt thì cũng xem như qua loa cho xong. Chương 706, chính nghĩa thì được ủng hộ. Vương Tử Quân cố ý làm như vậy. Khi đỏ mặt tía tai thì Trình Hiểu Bình cho ra kết luận như vậy. Nhưng dù cho ra kết luận như thế thì nàng cũng không thể làm gì hơn được, chẳng lẽ chạy đến trước mặt nói, vì sao ngài không quan tâm đến tôi sao?
Trình Hiểu Bình cắn răng thật chặt mà không nói lời nào, nàng đưa mắt nhìn khắp bốn phía, chợt thấy rất nhiều người đang nhìn về phía mình. Hơn nữa những ánh mắt này đều có biến hóa rất thần bí, giống như có chút lạnh nhạt, lại có chút như hả hê. Nguyễn Chấn Nhạc khẽ đi đến bên cạnh Trình Hiểu Bình, hắn nhìn thoáng qua nàng rồi nói. Chủ tịch Trình, lúc này tiệc rượu sắp bắt đầu, chị đi xem còn chỗ nào chưa chuẩn bị tốt không? Trình Hiểu Bình vội vàng đồng ý một tiếng, sau đó đi sang phía bên cạnh. Nàng thầm hiểu đây là Nguyễn Chấn Nhạc giải vây cho mình, đỡ cho nàng làm ra những chuyện đáng xấu hổ. Tuy nàng hiểu rõ điều này nhưng trong lòng lại không thoải mái. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn Vương Tử Quân đang nói chuyện với Tề Tự Tuyển, trong lòng chợt bùng lên cảm giác may mắn. Vương Tử Quân này chẳng những có thủ đoạn, hơn nữa làm việc cũng không chịu nhường ai. Nếu như mình đụng phải một vị chủ tịch thành phố như vậy, mình căn bản sẽ không có thời gian khá giả. Bí thư Vương, nói ra thì tôi thật sự hối hận vì không tham gia hạng mục đường cao tốc Sơn La, nếu như sau này có cơ hội, hy vọng hai thành phố chúng ta có thể đẩy mạnh hợp tác. Tề Tự Tuyển vừa bắt tay Vương Tử Quân vừa dùng giọng thoải mái nói. Tề Tự Tuyển thật sự đã nói những lời không quá khách sáo về hạng mục đường cao tốc Sơn La. Sau khi Vương Tử Quân đi đến thành phố Nam Phương kêu gọi đầu tư quay về tỉnh Sơn Nam, Tề Tự Tuyển cảm thấy cuộc sống của mình khó thể bình an, nhưng hắn có thể oán ai được. Quyết định này là của bản thân hắn. Tề Tự Tuyển thấy hạng mục chói mắt như đường cao tốc Sơn La lại không phải là của mình, thế là trong lòng sinh ra cảm giác phẫn hận, nhưng khốn nổi hạng mục tốt đẹp này lại do chính hắn đẩy ra. Khi hắn còn đang oán trách mình, không biết là kẻ nào lại bắt đầu nhắc đến tình huống Vương Tử Quân đến tìm hợp tác với thành phố Thiền Duyên. Có thể nói là quần chúng cực kỳ cần đường cao tốc, Vương Tử Quân không thành công thì không ai nói gì, nhưng khi hạng mục được chứng thực thì kẻ nào cũng nhảy sổ ra lên tiếng. Tuy những lời kia không dám nói trước mặt Tề Tự Tuyển, thế nhưng Tề Tự Tuyển thật sự có thể đoán được có nhiều người đem khoản nợ này tính lên đầu mình. Ngu ngốc, tụt hậu, ánh mắt quá ngắn, tội nhân lịch sử của thành phố Thiền Duyên. Những vòng nguyệt quế như vậy được nhân dân thành phố Thiền Duyên ném lên đầu Tề Tự Tuyển. Dư luận tuy nhiều nhưng cũng không quá lớn, Tề Tự Tuyển chỉ có chút tức giận, sau đó xem như nó chưa từng tồn tại. Nhưng một vài cựu chiến binh lại không quan tâm, bọn họ trực tiếp phê bình hắn. Hơn nữa còn có cựu chiến binh chạy đến tận phòng làm việc vung tay múa chân vào công tác của hắn. Nói hắn đến liên hệ với Vương Tử Quân, để xem có thể cho đường cao tốc chạy xuyên qua thành phố Thiền Duyên hay không. Tề Tự Tuyển thật sự khó chịu với lời nói của đám người cựu chiến binh kia, thế nhưng hắn vẫn cố gắng tỏ ra tiếp nhận lời đề nghị. Hắn dùng ngôn từ chính xác để nói với các vị cựu chiến binh để đảm bảo, dù mình tự thân đến tìm gặp Vương Tử Quân, cũng nhất định phải làm cho đường cao tốc chạy qua thành phố Thiền Duyên. Trước khi đến thành phố Đông Bộ thì Tề Tự Tuyển thật sự hạ quyết tâm, hắn thậm chí còn đặc biệt tổ chức một hội nghị thường ủy, để cho đám thường ủy thành phố nghĩ biện pháp nên làm sao tiếp cận sự kiện này. Vương Tử Quân nghe những lời đi thẳng vào vấn đề của Tề Tự Tuyển, hắn không khỏi nhìn thoáng qua đối phương. Với cấp bậc của đám người bọn họ lúc này thì mặt mũi là phương diện cực kỳ quan trọng, bây giờ Tề Tự Tuyển mở miệng thừa nhận mình phạm sai lầm, thật sự mạnh hơn đám người cứ giữ khư khư không nhận sai rất nhiều. Hai thành phố chúng ta tiếp giáp núi sông, vì sao lại không có cơ hội hợp tác được? Sau này kính mong bí thư Tề quan tâm giúp đỡ nhiều hơn. Người ta kính mình một thước, mình sẽ kính lại một trượng, lúc này Tề Tự Tuyển cúi đầu nhận sai, tất nhiên Vương Tử Quân sẽ không thất lễ. Sau đó Tề Tự Tuyển cũng không đề cập đến phương án mở rộng một nhánh của đường cao tốc Sơn La đi qua thành phố Thiền Duyên, hắn cùng trò chuyện với Vương Tử Quân về những phương diện khác. Lúc này hai bên trò chuyện không động đến lợi ích của bản nhau, hơn nữa Tề Tự Tuyển lại cố gắng dùng lời nịnh nọt, thế cho nên tiếng cười liên tục vang lên. Khi hai người Vương Tử Quân và Tề Tự Tuyển đang trò chuyện vui vẻ thì chợt nghe thấy tiếng cười lớn từ nơi xa không xa truyền đến, tiếng cười kia rất vang dội, thế là trong nhà hàng giống như tràn đầy tiếng cười. Theo đó Vương Tử Quân thấy một người đàn ông hơn 30 tuổi đang cười lớn, bên cạnh chính là chủ tịch thành phố Sơn Viên là Quan Quả Đống. Lúc này Quan Quả Đống cũng nở nụ cười vui vẻ, hắn đứng bên cạnh người đàn ông kia với bộ dạng rất thân cận. Bí thư Tề, đó là ai vậy? Vương Tử Quân đưa mắt nhìn người đàn ông phía bên kia rồi khẽ nói. Tề Tự Tuyển cũng đưa mắt nhìn người kia, lúc này nghe thấy Vương Tử Quân hỏi thì cười nói. Là thành kiếm xã của tập đoàn Bất Lão Khang. Thủ tướng nói đến đây thì có chút do dự. Bất Lão Khang chuẩn bị mở một nhà máy ở tỉnh Sơn Nam. Thế nhưng còn chưa quyết định địa điểm, nhiều người nhìn vào mà thèm. Vương Tử Quân cũng không xa lạ gì Bất Lão Khang, 3 năm trước cái tên này còn vô danh,
nhưng khi phong trào nước uống bảo vệ sức khỏe phát triển mạnh, Bất Lão Khang dựa vào nước Bất Lão Khẩu Phục mà nổi tiếng, trở thành một nhãn hiệu đồ uống được ưa chuộng. Bí thư Tề, ngài cũng có ý nghĩ với chuyện này sao? Vương Tử Quân thầm nghĩ đến tài liệu của tập đoàn Bất Lão Khang, sau đó khẽ nói với Tề Tự Tuyển. Nếu nói không có ý thì là giả, tôi đã cố gắng tranh thủ, thế nhưng muốn Bất Lão Khang đầu tư ở thành phố Thiền Duyên là một điều không dễ dàng. Dù là thành phố Sơn Viên hay thành phố Đông Bộ đều vượt mặt Thiền Duyên chúng tôi. Tề Tự Tuyển nói đến đây thì chỉ vào Quan Quả Đống. Vì muốn thành kiếm xã đầu tư vào tỉnh Sơn Nam, Quan Quả Đống mời người này đến tỉnh Sơn Nam, còn tự mình ra sân bay nghênh đón. Có thể được chủ tịch Quan Quả Đống của thành phố Sơn Viên ra tận sân bay nghênh đón, rõ ràng cho thấy sự coi trọng của thành phố Sơn Viên với hạng mục này là như thế nào. Thành phố Sơn Viên chính là tỉnh thành của thành phố Sơn Nam, sức cạnh tranh của nó cũng không phải là bất kỳ thành phố nào có thể so sánh được. Hèn gì? Vương Tử Quân dùng giọng nhàn nhạt trả lời một câu, trong lời nói chút không biết xấu hổ. Hi hi, người ta tuổi trẻ đắc ý, hơn nữa bên hông quấn bạc triệu, đây là tư bản để đắc ý, hơn nữa bây giờ nhiều người nịnh nọt hắn, thế cho nên giống như đã quên đi tất cả. Tề Tự Tuyển thật sự nói những lời trúng tim đen, nhưng bây giờ hắn nói ra những lời như vậy với Vương Tử Quân vào trường hợp này, ý nghĩa rằng hắn muốn tiến thêm một bước trong quan hệ với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười, hắn không phải không biết Tề Tự Tuyển hạ thấp tư thái như vậy với tâm tư gì, nhưng chuyện kia hắn cũng không muốn để cho Tề Tự Tuyển dễ dàng lấy được. Dù làm một phân nhánh đường cao tốc đi qua thành phố Thiền Duyên, hắn cũng phải làm cho Tề Tự Tuyển hiểu rõ, nếu bỏ qua cơ hội mà muốn tìm lại, căn bản phải trả một cái giá đắt. Bí thư Tề, nếu ngài có tính toán như vậy, ngài nên cố gắng một chút, ngài cũng đừng nên đứng đây nói chuyện với tôi, nên đi đến làm sâu sắc mối quan hệ với thần tài bên kia mới đúng. Biết đâu anh đi sang và có thể ôm về một con gà đẻ trứng vàng cho thành phố Thiền Duyên. Vương Tử Quân chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn nở nụ cười nói với Tề Tự Tuyển. Tề Tự Tuyển thầm nghĩ, anh mới là thần tài của tôi. Tuy người ta đỏ mắt vì hạng mục thành kiếm xã đưa đến, khốn nổi có tiến lên tranh cướp cũng khó có được, hơn nữa dù có lấy được cũng không thể so sánh với đường cao tốc Sơn La. Anh còn chưa biết vì hạng mục đường cao tốc Sơn La mà có biết bao nhiêu cựu chiến binh tìm đến cửa phòng làm việc của tôi không? Khi Tề Tự Tuyển chuẩn bị mở miệng thì Lý Quý Niên đi về phía Quan Quả Đống. Lý Quý Niên là chủ tịch thành phố La Nam, tất nhiên cũng không muốn mãi đứng trong bóng tối của Vương Tử Quân, vì vậy hắn muốn tiến lên nói vài câu với Quan Quả Đống. Quan Quả Đống tuy vội vàng kéo thành kiếm xã đến đầu tư ở thành phố Sơn Viên, thế nhưng Lý Quý Niên đến chào hỏi, hắn không thể bỏ mặc được. Dù sao thì Lý Quý Niên cũng là chủ tịch thành phố, hơn nữa là một người cùng cấp với mình. Giám đốc Thành, giới thiệu cho anh một người bạn, đây là chủ tịch Lý Quý Niên của thành phố La Nam. Quan Quả Đống có chút do dự, sau đó trầm giọng giới thiệu. Tuy lời giới thiệu có vẻ rất đúng mực, nhưng người ta lại rất coi trọng những gì ẩn giấu bên trong. Quan Quả Đống giới thiệu Lý Quý Niên cho thành kiếm xã trước tiên, điều này rõ ràng coi thành kiếm xã là khách quý. Lý Quý Niên tất nhiên hiểu rõ ràng, nhưng hắn cũng biết thân phận của thành kiếm xã, hắn cũng không nói gì hơn được. Đồng thời Lý Quý Niên là cán bộ lãnh đạo, hắn còn phải bày ra bộ dạng chiêu hiền đãi sĩ. Sau khi Quan Quả Đống giới thiệu xong thì hắn đưa tay nói. Chào mừng Giám đốc Thành đến thành phố La Nam chúng tôi khảo sát một phen. Thành kiếm xã cung khẽ đưa tay ra bá tay với Lý Quý Niên, lại dùng giọng tùy ý nói. Chào Chủ tịch Lý. Lý Quý Niên là chủ tịch thành phố La Nam, tuy bây giờ bị Vương Tử Quân áp chế quá mạnh, thế nhưng trong mắt người khác cũng là một vị lãnh đạo có tiếng. Lúc này hắn nể mặt thành kiếm xã, chính mình chủ động muốn bắt tay. Đối phương lại có biểu hiện lạnh lẽo, làm cho hắn cảm thấy rất mất hứng. Lý Quý Niên là người mềm nhũn trước mặt Vương Tử Quân, nhưng trước mặt người khác thì hắn căn bản không phải quả hồng. Đặc biệt thành kiếm xã chỉ là một lãnh đạo xí nghiệp, hắn cũng không có tâm tư kêu gọi tập đoàn Bất Lão Khang vào thành phố La Nam. Nghe nói Giám đốc Thành chuẩn bị xây dựng chi nhánh Bất Lão Khang ở tỉnh Sơn Nam, với độ tuổi của Giám đốc Thành mà có được thành tích như bây giờ, thật sự là tuổi trẻ tài cao. Lý Quý Niên nói ra vài chữ tuổi trẻ tài cao với âm thanh sắc bén, rõ ràng ý nghĩa của nó cũng không phải là tán thưởng thành kiếm xã. Lúc này thành kiếm xã có thể tay không gây dựng cơ đồ, tất nhiên không phải là người tầm thường. Tuy khi gây dựng cơ đồ thì hắn tỏ ra cực kỳ cẩn thận, nhưng khi làm ăn ngày càng tăng tiến, đám quan viên địa phương càng kéo tay hắn xưng anh em, thì hắn dần sinh ra cảm giác kiêu ngạo. Thành kiếm xã thấy Lý Quý Niên là một vị chủ tịch thành phố,
nhưng như vậy thì có là thế nào? Xí nghiệp của hắn không đặt tại thành phố La Nam, hơn nữa hắn cũng không có ý đầu tư ở La Nam, Lý Quý Niên căn bản là hạng người không cần quan tâm. Bây giờ nghe thấy Chủ tịch Lý nói như vậy, Thành Kiếm Xã cười hì hì nói. Chủ tịch Lý quá khen rồi, tôi chỉ là xí nghiệp nhỏ, thật sự không đáng nhắc tới. Ha ha, những loại xí nghiệp như chúng tôi chỉ sợ không thể lọt vào mắt xanh của Chủ tịch Lý được. Quan Quả Đống thấy Thành Kiếm Xã và Lý Quý Niên nói lời không hay với nhau thì có chút gấp gáp, hắn lúc này cũng không oán Thành Kiếm Xã, ngược lại cảm thấy Lý Quý Niên quá không hay. Mình khổ sở lắm mới có quan hệ với Thành Kiếm Xã, còn chưa kịp kéo hạng mục thì Lý Quý Niên đã chạy đến đấu khẩu với Thành Kiếm Xã rồi. Người này có phải đã ăn phải thuốc súng rồi không? Trong lòng Quan Quả Đống lóe lên những ý nghĩ như vậy, hắn thật sự không thể để cho hai người kia tiếp tục níu kéo nhau, thế là hắn cười nói. Chủ tịch Lý, tôi còn có chút chuyện cần bàn với Giám đốc Thành, nếu có gì thì đến tối chúng ta tâm sự sau. Thái độ của Quan Quả Đống làm cho Lý Quý Niên rất thất vọng, nhưng Quan Quả Đống đã mở miệng, hắn cũng chỉ có thể nở nụ cười đông cứng rồi đi về một hướng khác. Khi Lý Quý Niên rời đi thì Thành Kiếm Xã cười nói. Chủ tịch Lý đi thong thả, nếu có thời gian tôi sẽ nhất định đến thành phố La Nam thăm hỏi ngài. Ai cũng có thể nghe thấy lời nói của Thành Kiếm Xã căn bản không có thành ý, thậm chí còn có hương vị khiêu khích. Nhưng trong những bữa tiệc như thế này thì địa vị của thương nhân tăng lên khá mạnh, đừng nói là một vị giám đốc xí nghiệp lớn như Thành Kiếm Xã. Vương Tử Quân nhìn thấy Lý Quý Niên đi từ bên kia về phía này, hắn tiến lên hai bước rồi thản nhiên nói. Chỉ cần là bạn thì thành phố La Nam chúng tôi sẽ hoan nghênh. Vẻ mặt Thành Kiếm Xã chợt biến đổi, hắn tất nhiên nghe và hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Vương Tử Quân. Nếu không phải là bạn thì tốt nhất không cần phải đi, thái độ của anh sẽ không được hoan nghênh ở thành phố La Nam. Ha ha, Chủ tịch Quan, vị này chính là... Thành Kiếm Xã nhìn Vương Tử Quân rồi hỏi Quan Quả Đống. Quan Quả Đống thấy Vương Tử Quân đi đến thì thật sự có chút đau đầu. Lần này hắn còn chưa làm gì lại Lý Quý Niên lại đến gây sự, thế là trong lòng thầm sinh ra cảm giác tức tối. Thầm nghĩ Lý Quý Niên anh không lo việc của mình, đến gây phiền phức cho tôi làm gì. Thành Kiếm Xã đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, hắn chờ Quan Quả Đống giới thiệu. Hắn thấy tên kia có độ tuổi ngang mình, dù là lãnh đạo cũng không phải cấp cao, hơn nữa có thể Quan Quả Đống sẽ biết đối phương. Nếu như Quan Quả Đống không biết, Thành Kiếm Xã có thể nhân tiện hỏi tôn tính đại danh của tên kia, đây là một chuyện rất đáng chờ mong. Khi hắn đang chờ đợi thì chợt nghe thấy Quan Quả Đống trầm giọng nói. Bí thư Vương, tôi giới thiệu với anh, đây là Giám đốc Thành của tập đoàn nước giải khát Bất Lão Khang. Giám đốc Thành, đây là Bí thư Thị ủy La Nam, Bí thư Vương Tử Quân. Quan Quả Đống giới thiệu không khác gì trước đó với Lý Quý Niên, ngoài thay đổi tên Lý Quý Niên thành Vương Tử Quân thì cũng không có nội dung gì khác. Nhưng những lời giới thiệu như vậy lại hoàn toàn có hiệu quả khác. Vẻ mặt Thành Kiếm Xã chợt đỏ bừng, hắn nhìn nụ cười lạnh nhạt của Vương Tử Quân, hắn chợt sinh ra cảm giác bực bội, nhưng lúc này cơn tức của hắn lại không thể phát ra được. Thì ra là Giám đốc Thành, chào anh, tôi còn có chút việc, cũng không quấy rầy hai vị. Vương Tử Quân tuy nói hai vị nhưng ánh mắt chỉ nhìn một mình Quan Quả Đống. Vẻ mặt Thành Kiếm Xã chợt tái nhợt, nhưng hắn cũng không thể lên tiếng. Lúc này Quan Quả Đống lại nghĩ đến quan hệ giữa Vương Tử Quân và Lý Quý Niên, hắn biết rõ lúc này Vương Tử Quân ra mặt cho Lý Quý Niên, cũng không phải chứng minh quan hệ của hai người này là rất tốt. Nếu như không phải thì sao lại như vậy? Quan Quả Đống suy nghĩ nhiều vấn đề, hắn chợt nhớ đến một câu, nô tài của tôi thì tôi thích đánh sẽ đánh, thích mắng sẽ mắng nhưng không cho phép người ngoài động vào. Chương 707, mai là ngày tốt lành. Chút phong ba thế này chỉ là chuyện nhỏ xen vào bữa tiệc rượu, cũng không làm cho nhiều người chú ý. Người lui tới nói chuyện với nhau chỉ lẳng lặng chờ chủ nhân chính thức xuất hiện mà thôi. Kim đồng hồ chỉ 8 giờ, khi đại đa số mọi người còn đang chờ, Phó Chủ tịch Lưu của Mặt trận Tổ quốc Trung Quốc và Chủ tịch tỉnh Sơn Nam Thạch Kiên Quân cùng với một nhóm lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sơn Nam xuất hiện trong đại sảnh. Nguyễn Trấn Nhạc là người làm chủ thành phố Đông Bộ, hắn đứng bên cạnh Thạch Kiên Quân, tây trang màu xanh nhạt. Càng có vẻ phong độ nhẹ nhàng. Thạch Kiên Quân cười tươi hớn hở đi bên trò chuyện với Phó Chủ tịch Lưu, khi đi đến đài chủ tịch thì hắn quay sang Nguyễn Trấn Nhạc nói. Trấn Nhạc, bây giờ anh là người làm chủ, lần này cậu là người nói lời bắt đầu bữa tiệc. Thạch Kiên Quân là chủ tịch tỉnh Sơn Nam, đáng lý ra ở tỉnh Sơn Nam đều là hắn làm chủ. Bây giờ hắn mở miệng nể mặt Nguyễn Trấn Nhạc, điều này làm cho Phó Chủ tịch Lưu ở bên cạnh nở nụ cười cực kỳ vui vẻ. Trấn Nhạc rất tốt.
Khi Nguyễn Trấn Nhạc định nói vài lời khiêm tốn với Chủ tịch Thạch, đúng lúc này Phó Chủ tịch Lưu khẽ nói. À, Trấn Nhạc là một cán bộ có năng lực, tuy đi đến tỉnh Sơn Nam chưa quá lâu nhưng lại là một cán bộ có khả năng nhất tỉnh. Bí thư Nhất Phong từng nói, đối với những đồng chí có khả năng, có thể làm được việc, tỉnh Sơn Nam chúng tôi phải chú trọng bồi dưỡng, để cho các đồng chí nhanh chóng đi đến đúng cương vị. Thạch Kiên Quân tuy nói không quá lớn nhưng đám người chung quanh đều nghe thấy rất rõ ràng. Đứng bên cạnh Phó Chủ tịch Lưu chính là chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại, vị chủ nhiệm không quá cao giáo này đi đến thành phố Đông Bộ thì luôn nở nụ cười, căn bản không nói lời nào. Nhưng càng không nói lời nào thì càng tỏ thái độ, hơn nữa hắn có quan hệ thế nào với Nguyễn gia thì Thạch Kiên Quân biết rất rõ ràng. Nếu như không phải là Nguyễn Trấn Nhạc làm bí thư thị ủy Đông Bộ, chỉ sợ hội nghị xúc tiến thương mại lần này sẽ căn bản không rơi lên đầu thành phố Đông Bộ. Nguyễn Trấn Nhạc khẽ cúi người với Thạch Kiên Quân, sau đó hắn đi đến trước micro, hắn khẽ gõ một cái, sau đó ngẩng cao đầu nói. Thưa các vị lãnh đạo, thưa các vị khách quý, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Hôm nay thành phố Đông Bộ cử hành tiệc rượu, thật sự không thể nào thoát khỏi sự giúp đỡ quan tâm tận tình của các vị lãnh đạo và khách quý. Lúc này ánh mắt mọi người đều rơi lên người Nguyễn Trấn Nhạc, trong đó có ánh mắt ghen ghét, hâm mộ. Dù chủ nhân của những ánh mắt kia có xuất phát từ tâm lý gì, vị trí làm chủ của Nguyễn Trấn Nhạc cũng thật sự chôn sâu vào lòng mọi người. Thật sự có người làm quan trong triều thì quá tốt. Khi Vương Tử Quân đang lẳng lặng thưởng thức những lời phát biểu chào mừng của Nguyễn Trấn Nhạc, đột nhiên chợt nghe thấy có người dùng giọng cảm khái khẽ lên tiếng. Vương Tử Quân quay đầu nhìn. Chợt phát hiện người vừa cảm khái chính là bí thư Tề Tự Tuyển của thành phố Thiền Duyên. Bí thư Vương, chúng ta muốn có được hạng mục thì bận tối mặt tối mày, chạy qua chạy lại như cháu nội. Bí thư Nguyễn, người ta mới đến thành phố Đông Bộ chưa lâu thế nhưng lại vung tay có được sự kiện lớn, hội nghị xúc tiến thương mại, hì hì. Tề Tự Tuyển nói những lời rất có lý, thế nhưng Vương Tử Quân cũng không tiếp nhận lời của đối phương. Hắn hiểu tâm tư của Tề Tự Tuyển, càng hiểu vì sao đối phương lại nói ra những lời như vậy. Tuy cán bộ cấp giám đốc sở ở tỉnh Sơn Nam cũng chỉ là 100-200, nhưng mỗi năm chỉ có 2-3 người tiến lên cấp phó bộ. Tỷ lệ quá lớn nên hầu như là mọi người luôn xem nhau là đối thủ, Nguyễn Trấn Nhạc xuất hiện quá cường thế, điều này làm cho nhiều người cảm thấy mình bị uy hiếp. Vì kẻ nào muốn phát triển cũng phải tiến lên từng bước, không ai vì địa vị của Nguyễn Trấn Nhạc quá lớn mà nhường đường. Muốn tiến lên còn phải căn cứ vào nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề tuổi, kỳ ngộ, kết giao, quan hệ. Tất cả hòa quyện vào nhau, cũng không dễ dàng sắp đặt. Ví dụ như bí thư thị ủy Tam Hồ là Lâm Trường Công, năm xưa cũng có cơ hội tiến vào danh sách cán bộ cấp tỉnh, thế nhưng kết quả vì kém một chút mà bại trận. Bây giờ người cạnh tranh với Lâm Trường Công năm xưa đã tiến lên cấp chính bộ, Lâm Trường Công lại vì nguyên nhân tuổi tác mà không thể không ảm đạm về hưu. Con đường quan trường nhìn thì có vẻ bình tĩnh, thế nhưng trong bình tĩnh lại cất giấu sóng dữ. Anh cũng không biết đến một thời điểm nào đó sẽ có người vì một nguyên nhân nào đó mà phát động thế tấn công cực mạnh về phía mình. Nhìn từ phương diện này thì thấy Nguyễn Trấn Nhạc tuy cực kỳ có cảnh tượng, thế nhưng có một vài phương diện lại dựng lên không ít kẻ địch. Tất nhiên chỉ cần Nguyễn Trấn Nhạc tiến lên một bước, như vậy ánh mắt căm thù sẽ biến thành lửa nóng. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, hắn nói tránh đi. Bí thư Tề, thành phố Thiền Duyên có chuẩn bị gì với hội nghị xúc tiến thương mại lần này không? Ha ha, cũng có chuẩn bị vài thứ. Tề Tự Tuyển nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Luôn phải có biểu hiện, cũng không thể cho người ta chiếm hết chỗ tốt được. Thủ tướng nói đến đây thì đột nhiên nói. Cậu Vương, bây giờ thành phố các cậu cũng làm cho vài người đố kỵ. Người ta hận người trên đài được lãnh đạo bảo vệ, nhưng có tâm tư như vậy thì cũng làm gì được. Chỉ sợ thành phố La Nam sẽ trở thành mục tiêu sống của một số người. Tề Tự Tuyển nói đến đây thì đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, chuẩn bị chờ Vương Tử Quân lên tiếng thì mình sẽ tiếp tục mở miệng. Tốt nhất là Vương Tử Quân nói vài câu cảm thán, như vậy chính mình sẽ xem như nói rõ ý nghĩ giúp đỡ với đối phương. Nếu Vương Tử Quân thiếu nợ nhân tình của mình, như vậy mọi chuyện sẽ rất dễ nói. Vì người ta thiếu nợ thì sẽ có lúc phải trả, thế là hắn lợi dụng vào nó để nhắc đến đường cao tốc Sơn La, chắc chắn đối phương sẽ không phản đối. Nếu hắn thu phục được Vương Tử Quân, như vậy sự kiện đường cao tốc Sơn La sẽ thành công hơn phân nửa. Cảm ơn bí thư Tề đã quan tâm, thế nhưng thành phố La Nam chúng tôi bây giờ dù bị nhiều giận cắn cũng là như vậy mà thôi, căn bản đã là thành phố kém phát triển kinh tế, cũng không quan tâm người ta mở miệng nói gì về mình. Tề Tự Tuyển xem như đấm hụt một cái, lúc này trong lòng cực kỳ bức bối.
Tuy hắn cảm thấy bực mình nhưng lại không dám đắc tội với Vương Tử Quân, hắn chỉ cười hai tiếng rồi chỉ nói một câu, nếu Bí Thư Vương có chuyện gì cứ mở miệng, chỉ cần thành phố Thiền Duyên chúng tôi làm được, nhất định sẽ không làm cho Bí Thư Vương thất vọng. Vương Tử Quân hiểu ý của Tề Tự Tuyển, nhưng hắn đã có chuẩn bị, hắn cũng không ngốc nợ đối phương một phần nhân tình ở sự kiện này. Sau khi nghe lời Tề Tự Tuyển, hắn chuẩn bị nói vài lời vui đùa thì tiếng vỗ tay vang lên. Thì ra lúc này Nguyễn Chấn Nhạc đã nói xong, tiếng vỗ tay là dành cho chủ nhân Nguyễn Chấn Nhạc. Vương Tử Quân cũng tranh thủ vỗ tay, trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt. Sau khi Nguyễn Chấn Nhạc nói xong thì Thạch Kiên Quân tiến lên, chủ tịch Thạch có phong độ rất tốt, hắn chủ yếu nói về ba điểm, đầu tiên là hoan nghênh các vị lãnh đạo và khách quý đã đến dự hội nghị xúc tiến thương mại trong tỉnh Sơn Nam, cũng chúc mọi người tham gia hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại thắng lợi quay về. Điều thứ hai của Thạch Kiên Quân chính là tán thưởng sự chuẩn bị cho hội nghị xúc tiến thương mại lần này của chủ nhà thành phố Đông Bộ. Hắn là chủ tịch tỉnh Sơn Nam, mặc dù không nói ra những lời khích lệ thái quá, nhưng ý nghĩ của hắn là như thế nào thì mọi người biết rõ ràng. Lần này chủ tịch Thạch căn bản rất thỏa mãn với công tác của thành phố Đông Bộ. Bí thư Nhất Phong vốn hôm nay sẽ đến nhưng vì có chút chuyện trên tỉnh cần giải quyết, thế cho nên chỉ hoãn đến ngày mai. Bữa tiệc hôm nay anh ấy để cho tôi thay mặt hoan nghênh nhiệt liệt các vị lãnh đạo và khách quý, hy vọng các vị sẽ có 3 ngày vui vẻ thoải mái ở thành phố Đông Bộ. Đồng thời Bí thư Nhất Phong cũng muốn tôi nói với các đồng chí thành phố Đông Bộ, đó là anh ấy rất thỏa mãn với công tác chuẩn bị của hội nghị xúc tiến thương mại lần này. Hội nghị lần này là sự cùng chung cố gắng của các vị đồng chí thành phố Đông Bộ, là sự đồng tâm hiệp lực của các vị, Bí thư Nhất Phong hy vọng các đồng chí thành phố Đông Bộ không nên buông lỏng, cần phải chú tâm hoàn thành hạng mục công tác lần này. Tuy Thạch Kiên Quân nói từng câu từng chữ đều là khích lệ tập thể thành phố Đông Bộ, thế nhưng mọi người biết Bí thư Thị ủy Đông Bộ là ai. Bình thường khi mở miệng đều nói là thành tích của tập thể, nhưng phần lớn đều tính lên đầu của lãnh đạo. Thạch Kiên Quân nhắc đến Bí thư Hào Nhất Phong, cả hai vị lãnh đạo đều bày ra ý nghĩ muốn giúp đỡ công tác của thành phố Đông Bộ, không bằng nói rõ bản thân mình đang giúp đỡ cho công tác của Nguyễn Chấn Nhạc. Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Nguyễn Chấn Nhạc. Lúc này tuy Nguyễn Chấn Nhạc có biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng trong lòng hắn lại căn bản không phải không bận tâm như biểu hiện vẻ bề ngoài. Trong một góc tiệc rượu, Tào Chân Nhi mặc một bộ sườm xám chất phác tự nhiên nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác cao quý. Nàng lặng lặng ngồi đó, bên cạnh nàng là một người phụ nữ lớn hơn chục tuổi, người này đang ngồi cung kính bên cạnh. Chấn Nhạc vừa rồi nói thế nào? Tào Chân Nhi nâng ly rượu đỏ trong tay lên cười nói với người phụ nữ kia. Giám đốc Tào, tôi cảm thấy hôm nay Bí thư Nguyễn biểu hiện hoàn mỹ vô khuyết, nhân vật chính của tiệc rượu hôm nay thật sự thuộc về Bí thư Nguyễn. Người phụ nữ nhìn thoáng qua Thạch Kiên Quân đi xuống đài rồi khẽ nói. Lời nói của người phụ nữ làm cho Tào Chân Nhi cảm thấy rất vui vẻ, nàng gật đầu cười nói. Chị nói đúng, tiệc rượu hôm nay thuộc về Chấn Nhạc, không, phải nói là hội nghị xúc tiến thương mại lần này thuộc về Chấn Nhạc. Tào Chân Nhi nói đến đây thì ngạo nghễ cười nói. Có tôi ở đây, tất cả sẽ thuộc về anh ấy. Tào Chân Nhi uống xong một ngụm rượu rồi trầm giọng nói. Đã chuẩn bị xong những hạng mục kia chưa? Tuy câu hỏi của Tào Chân Nhi là không đầu không đuôi, nhưng người phụ nữ này luôn chú ý đến các sự việc đang diễn ra chung quanh, nàng biết rõ Tào Chân Nhi đang nói gì. Nàng biết rõ Tào Chân Nhi rất coi trọng sự việc này, thế là vội vàng nói. Giám đốc Tào cứ yên tâm, tất cả đều đã được chuẩn bị thỏa đáng. À, vậy thì tốt, nếu muốn hội nghị xúc tiến thương mại lần này hoàn mỹ không chút tì vết, cũng không nên để xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Tào Chân Nhi nói đến đây thì chợt nhớ đến điều gì đó. Lữ Trinh Bình bên kia thế nào rồi? Người phụ nữ nghe Tào Chân Nhi nói về Lữ Trinh Bình thì vẻ mặt có chút ngưng trọng, nhưng ngay sau đó nàng đã trầm giọng nói. Giám đốc Lữ thật sự không quá tốt, tôi đã liên hệ với anh ta nhiều lần, mỗi lần đều nói những lời hàm hồ. Theo như lời những người trong tập đoàn Huyền Lục, bây giờ giám đốc Lữ đã bị tổng giám đốc giải trừ khá nhiều quyền lực. Tào Chân Nhi có hơi híp mắt lại. Nàng khẽ đặt ly rượu đỏ đã uống hơn phân nửa xuống bàn, sau đó dùng giọng oán trách nói. Vốn trông cậy hắn dệt hoa trên gấm, không ngờ cũng không thể bảo vệ được chính bản thân mình. Giám đốc Tào, chúng ta bây giờ còn liên lạc với giám đốc Lữ nữa không? Người phụ nữ nghe thấy Tào Chân Nhi đánh giá Lữ Trinh Bình như vậy thì khẽ mở miệng xin chỉ thị. Tất nhiên là phải liên lạc, tuy hắn rơi vào tình huống khó khăn, nhưng càng như vậy chúng ta càng cần tăng cường ủng hộ hắn. Người ta có câu ngàn vàng mua xương ngựa,
khi những người còn đang đứng bên ngoài thấy chúng ta giúp đỡ bạn bè lúc thất bại, bọn họ sẽ càng tích cực gia nhập vào hàng ngũ của chúng ta. Ánh mắt Tào Chân Nhi bùng lên cảm giác tự tin. Người phụ nữ gật đầu nói. Tổng Giám đốc Tào nói đúng, tôi cảm thấy chúng ta nên đẩy mạnh tuyên truyền tình huống giúp đỡ Giám đốc Lữ. Cái này chị làm là được. Tào Chân Nhi híp mắt nhìn thoáng qua Nguyễn Chấn Nhạc, lúc này Phó Chủ tịch Lưu của Mặt trận Tổ quốc Trung Quốc đã lên tiếng phát biểu. Phó Chủ tịch Lưu dù sao cũng là lãnh đạo lâu năm, lời nói cực kỳ bình tĩnh và trầm ổn. Sau khi tỏ ra tán thưởng công tác của tỉnh Sơn Nam và thành phố Đông Bộ, lão càng yêu cầu đám người tham gia hội nghị phải đẩy mạnh tăng cường hợp tác, cho ra cống hiến vì sự nghiệp phát triển kinh tế. Tuy lãnh đạo phát biểu phần nhiều là khách sáo, thế nhưng lại biểu hiện đầy đủ sự tán thưởng với thành phố Đông Bộ, đây chính là một mục đích mà Nguyễn Chấn Nhạc tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại. Tào Chân Nhi nghe những lời khích lệ của Phó Chủ tịch Lưu với Nguyễn Chấn Nhạc, khóe miệng chậm rãi lộ ra nụ cười. Kim Hoa, lát nữa cho người làm món súp tổ yến, ngày mai Chấn Nhạc còn có việc lớn cần hoàn thành, cần phải cho anh ấy bồi bổ cơ thể. Người phụ nữ được gọi là Kim Hoa chợt gật đầu, sau đó định nói vài câu, thế nhưng chợt thấy gương mặt vốn không mấy biểu cảm của Tào Chân Nhi chợt trở nên âm trầm như bầu trời nhiều mây. Nàng có chút kinh ngạc, không biết là ai làm cho gương mặt tiểu thư trở nên khó coi như vậy. Khi nàng đưa mắt nhìn theo thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang vui vẻ cười nói ở cách mình không xa. Kim Hoa cũng không xa lạ gì người đàn ông trẻ tuổi kia, trước đó nàng từng nghiên cứu về người này, cũng tìm tư liệu về người này. Cũng vì đối phương mà Lữ Trinh Bình vốn là một người cho ra lực trợ giúp mạnh mẽ lại rời vào hoàn cảnh khốn khó như ngày hôm nay. Nghe nói lần này vị trí gian hàng của thành phố La Nam là rất tốt, đối với vị trí quá tốt của thành phố La Nam ở hội chợ. Chúng ta có nên tuyên truyền mạnh mẽ một chút, để cho nhiều người được biết hay không? Chương 708, lực ảnh hưởng của tôi chỗ nào cũng có. Tào Chân Nhi tuy nói không quá lớn nhưng giọng điệu lại mang theo vài phần căm giận. Tiểu thư nói rất đúng, lúc này chúng ta đã liên hệ với 10 nhà truyền thông đưa tin về sự kiện này. Vị trí của thành phố La Nam ở giữa Sơn Viên và An Dịch, tôi cảm thấy nên đưa tin về một nhóm 3 thành phố thì tốt nhất. Người phụ nữ được gọi là Kim Hoa tuy có cái tên quê mùa nhưng tâm cơ lại tuyệt đối không kém bất kỳ người nào. Tào Chân Nhi cười cười, nàng rõ ràng không phản đối lời đề nghị của Kim Hoa. Nàng lười biếng dựa lưng ra sau ghế rồi thì thào. Mai sẽ là ngày tốt lành. Giống như biết được hôm nay là ngày thành phố Đông Bộ tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại và hội chợ triển lãm, ông trời cũng khá ôn hòa, bầu không khí thoáng đãng, ánh mặt trời rát vàng khắp nơi. Dưới ánh mặt trời óng ánh. Bầu không khí của hội nghị xúc tiến thương mại ngày hôm nay càng có thêm bầu không khí tốt đẹp. 8 giờ sáng nhóm người Vương Tử Quân ăn xong điểm tâm, người cùng ăn chính là Phó Chủ tịch Thường ủy Lữ Hạ Cường. Tuy hắn không phải đặc biệt đến vì Vương Tử Quân, thế nhưng hắn lại ngồi ngay bên cạnh Vương Tử Quân. Nếu so với dĩ vãng thì Lữ Hạ Cường vẫn tươi cười, nói chuyện với Vương Tử Quân bằng giọng điệu cực kỳ tôn trọng. Giống như trong mắt hắn thì Vương Tử Quân căn bản chưa từng rời khỏi thành phố Đông Bộ. Sau khi dùng điểm tâm sáng, nhóm người Vương Tử Quân được thống nhất đưa đến hội trường tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại. Hội trường này không cách khu vực hội chợ triển lãm bao xa, cũng vì khá gần hội chợ triển lãm nên gian hàng của thành phố La Nam được nhiều người nhìn thấy. Nghe nói Bí thư Nhất Phong đã đến đây vào tối qua. Đám người tham gia hội nghị hầu như rất linh thông tin tức, khi ngồi không nhàn rỗi thì bắt đầu trò chuyện. Tôi cũng nghe nói Bí thư Nhất Phong đã đến từ tối qua. Hơn nữa nghe nói hôm nay còn có 6 vị thường ủy tỉnh ủy đến tham gia, còn có nhiều vị lãnh đạo tỉnh khác đến đây. Thành phố Đông Bộ lần này xem như rất có mặt mũi, đúng rồi, tôi nghe nói lãnh đạo quốc hội sẽ đến, không phải có thật không? Những lời bình luận thượng vàng hạ cám vang lên khắp nơi, nhưng dưới tình huống ghen ghét thế này mà Nguyễn Chấn Nhạc và Trúc Phu Bình còn chưa xuất hiện, nguyên nhân có lẽ là vì hai người bọn họ đang chờ đợi các vị lãnh đạo. Vương Tử Quân ngồi xuống vị trí của thành phố La Nam. Hắn nhìn cờ tung bay khắp bốn phía, trong lòng suy tư về hai hạng mục du lịch Cô Yên Sơn và rượu Huyền Lộ Dịch trong hội chợ lần này. Bí thư Vương, ngài nhìn sang bên kia xem. Kim Điền Lạc ngồi bên cạnh Vương Tử Quân chợt chỉ về phía tây nói. Vương Tử Quân nhìn theo ngón tay của Kim Điền Lạc, hắn thấy cách đó không xa có hơn 100 người đang ngồi trên ghế. Đám người này có nam có nữ, độ tuổi của bọn họ chênh lệch rất lớn. Đàn ông thì tuổi gì cũng có, các cô gái chỉ là đôi mươi. Nàng ăn mặc trang điểm rất hợp thời trang, giống như trăm hoa đua nở. Thập niên 90 thì tư tưởng còn chưa quá đổi mới, nhưng lúc này nhìn qua bên kia lại làm cho người ta cảm thấy đó là một núi thịt.
Bọn họ là những thương nhân hoặc ông chủ xí nghiệp đến tham gia hội chợ triển lãm, bọn họ không cần chú trọng hình tượng của mình như cán bộ nhà nước. Bây giờ ông chủ thường quen dùng nữ thư ký, những cô gái kia đều là thư ký. Kim Điền Lạc khẽ cười cười với Vương Tử Quân rồi lên tiếng. Lý Quý Niên ở bên cạnh Vương Tử Quân, hắn nghe thấy Kim Điền Lạc nói nữ là thư ký thì không khỏi cười nói. Anh Kim, nghe nói đến nữ thư ký thì tôi lại nhớ đến một câu thế này, có việc thì thư ký làm, không có việc gì thì thư ký cũng phải làm. Thật không ngờ Lý Quý Niên lại nói như vậy, Vương Tử Quân nghe thấy thế mà không khỏi bật cười. Đám cán bộ thành phố La Nam ở chung quanh thấy bí thư Vương cười thì cũng cười rộ theo. Trước khi hội nghị được diễn ra, những người tham gia có kẻ nghiêm túc, hiền hòa hoặc khá trầm tĩnh, ai cũng bày ra bộ dạng cực kỳ hàm dưỡng. Nếu muốn nhìn gương mặt đám người này để tìm ra được chút ý nghĩ chân thật, điều này thật sự khó như lên trời. Lý Quý Niên nói ra một câu làm cho đám cán bộ nở nụ cười, gương mặt sơ cứng chợt giãn ra, tiếng cười vang dội. Đúng lúc này Vương Tử Quân chợt nghe thấy tiếng tút tút, cúi đầu nhìn thì thấy đó là một tin nhắn. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn bốn phía, sau đó khẽ nói. Một con muỗi bay vào trong thành phố, lúc này đầy đường đều là mỹ nữ, căn bản không nhìn rõ độ tuổi. Một hôm con muỗi thấy một lãnh đạo đưa theo một thư ký xinh đẹp với dáng người nóng bỏng, nó nhào đến hút máu, không ngờ những thứ chảy vào miệng đều là silicon. Điều này làm cho con muỗi liên tục cảm thán, con bà nó, thật sự dạo này có vấn đề an toàn thực phẩm. Mọi người đều cười phá lên, người ở xa không hiểu rõ câu chuyện, thấy người ta cười thì cũng nở nụ cười ngây ngô, giống như mình không cười thì biến thành kẻ ngốc vậy. Người biết chuyện thì càng cười lớn hơn, thế cho nên đủ mọi tư thái chợt xuất hiện. Vương Tử Quân nhìn thấy bộ dạng mọi người cười đùa không giống như nhau, hắn tranh thủ thu lại nụ cười, ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn thẳng. Hắn thầm nghĩ, may mà mình nói vào lúc này, nếu như trạng thái này đúng vào thời điểm lãnh đạo đi lên đài chủ tịch, cũng không biết sẽ phát sinh nhiễu loạn thế nào. Lý Quý Niên lúc này cũng nghĩ đến hậu quả của sự việc, thế là không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh. Hắn cũng không phải người lo lắng 10 phần như Vương Tử Quân, nếu như sự việc xảy ra và bị lãnh đạo tỉnh nhớ kỹ. Chỉ sợ cuộc sống sau này của hắn sẽ rất thảm. Ôi, lần sau họp cũng đừng nên kể chuyện thế này nữa, thiếu chút nữa làm tôi cười đến sóc hông. Lý Quý Niên duỗi đầu chớp mắt nói với Vương Tử Quân. Khi Lý Quý Niên lên tiếng thì tiếng nhạc vang lên, ngay sau đó nhóm người Hào Nhất Phong, Thạch Kiên Quân và Phó Chủ tịch Lưu cùng nhau đi lên đài chủ tịch được trang hoàng bằng lụa đỏ và hoa tươi. Hội nghị xúc tiến thương mại lần này do Phó Chủ tịch Thường vụ Trương Đông Viễn chủ trì. Điều này cho thấy sự coi trọng của tỉnh Sơn Nam với sự kiện lần này. Trương Đông Viễn là người ăn nói có lực, có khí phách, vào thời điểm trang trọng này nói rất có tư tưởng, có kế hoạch rõ ràng, cực kỳ nhìn ra trông rộng, bừng bừng khí thế. Người lên tiếng phát biểu đầu tiên là Nguyễn Chấn Nhạc, lúc này bí thư Nguyễn mặc một bộ tây trang xanh đen, hắn tươi cười bắt đầu bài phát biểu của mình. Trong lúc nói thì Nguyễn Chấn Nhạc tỏ vẻ cảm tạ chân thành đến sự giúp đỡ của lãnh đạo với hội nghị xúc tiến thương mại lần này. Cũng đại biểu cho Đảng ủy chính quyền thành phố Đông Bộ bày tỏ quyết tâm làm tốt công tác lần này với Đảng ủy chính quyền tỉnh. Vì có Hào Nhất Phong và Nguyễn Chấn Nhạc ngồi trên đài, thế cho nên Nguyễn Chấn Nhạc nói rất ngắn gọn. Nhưng rõ ràng Nguyễn Chấn Nhạc là người rất có trình độ phát biểu ý kiến, trong tay không có bản thảo nhưng có thể dùng giọng trầm bổng du dương nói hơn 5 phút, lại biểu đạt ý nghĩ cực kỳ đúng chỗ. Tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt. Sau đó là Chủ tịch tỉnh Sơn Nam Thạch Kiên Quân tiến lên phát biểu cho ra lời khẳng định của tỉnh Sơn Nam với hội nghị xúc tiến thương mại lần này. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại càng đại biểu cho Cục Thương mại nói ra lời chúc phúc chân thành với sự kiện lần này ở thành phố Đông Bộ. Tiếng vỗ tay liên tục vang lên, những người có thể đứng trên đài nhanh chóng biến thành trọng điểm chú ý của mọi người. Nguyễn Chấn Nhạc tuy đứng ở vị trí gần nhất nhưng lại làm cho người ta không thể bỏ qua được sự hiện hữu của mình. Khi Phó Chủ tịch Lưu tuyên bố kết thúc lễ khai mạc, hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại chính thức được mở màn. Đoàn người trên đài chủ tịch được đám người bên dưới bao quanh tiền hô hậu ủng đi thăm các gian hàng. Thành phố Đông Bộ là chủ nhà của sự kiện lần này, tất nhiên bọn họ sẽ có một gian hàng lớn nhất và cũng là chuẩn bị sung túc nhất ở hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại. Nguyễn Chấn Nhạc lại hóa thân thành người giảng giải, liên tục giới thiệu cho các vị lãnh đạo về các loại triển lãm của thành phố Đông Bộ. Các vị lãnh đạo, đây là nhà máy may của thành phố Đông Bộ. Bây giờ nhà máy may Tâm Hương Y đã có nhãn hiệu nổi tiếng, tự chủ được tất cả, không những chiếm 1/4 thị trường ở tỉnh Sơn Nam, còn đang mở rộng nguồn tiêu thụ ra cả nước. Sau khi đi vào gian hàng của nhà máy Tâm Hương Y, Nguyễn Chấn Nhạc dùng giọng hăng hái giới thiệu.
Phó Chủ tịch Lưu chỉ liếc mắt vài lần qua các gian hàng rồi đi qua, lúc này đi đến gian hàng của nhà máy Tâm Hương Y, đám người đi cùng với Nguyễn Chấn Nhạc sẽ cho rằng Phó Chủ tịch Lưu sẽ nói vài lời khuyến khích. Thế nhưng điều làm bọn họ không ngờ chính là Phó Chủ tịch Lưu chỉ bắt tay với các lãnh đạo xí nghiệp may, sau đó lại vươn bàn tay về phía một người công nhân đang bận rộn ở bên cạnh. Đây là một nữ công nhân hơn 50 tuổi, khi Phó Chủ tịch Lưu đưa bàn tay về phía nàng, nàng luống cuống tay chân xoa xoa bàn tay của mình, sau đó bắt tay với Phó Chủ tịch Lưu bằng vẻ mặt hưng phấn gấp rút, không yên bất an. Đồng chí, nhìn độ tuổi có lẽ chị đã công tác khá lâu ở nhà máy Tâm Hương Y rồi thì phải. Phó Chủ tịch Lưu dùng giọng thăm hỏi lên tiếng, rất hòa ái dễ gần. Nữ công nhân nhà máy Tâm Hương Y trước nay chỉ gặp vị quan lớn nhất là giám đốc công ty, lúc này nghe thấy lãnh đạo nói chuyện với mình bằng giọng hòa ái như vậy, thế là nói năng thoải mái hơn. Từ năm 18 tuổi tôi đã đến công tác ở nhà máy Tâm Hương Y, bây giờ đã làm việc được hơn 30 năm rồi. 30 năm, như vậy chị là công thần của nhà máy rồi. Phó Chủ tịch Lưu cảm thán hai câu, sau đó bắt đầu hỏi về cuộc sống của người phụ nữ công nhân này. Nữ công nhân kia tuy có chút kích động nhưng ăn nói rất rõ ràng. Đám người Nguyễn Chấn Nhạc đứng bên cạnh nghe nói chuyện mà không khỏi thở dài một hơi, khi bọn họ cảm thấy câu chuyện sắp kết thúc thì chợt nghe Phó Chủ tịch Lưu nói. Cuộc sống của các anh các chị hiện tại thế nào? Có được nhận lương đúng thời hạn hay không? Cuộc sống rất tốt, không những phát lương đúng ngày, còn có tiền thưởng. Chúng tôi làm việc một tháng còn được số tiền lương cao hơn cả cán bộ thành phố. Nữ công nhân trả lời một câu chất phác làm cho đám lãnh đạo Hào Nhất Phong đứng sau lưng Phó Chủ tịch Lưu đều nở nụ cười, dù sao đây cũng là một sự kiện làm cho bọn họ cảm thấy nở mày nở mặt. Tình huống nói chuyện vui vẻ giống như sắp kết thúc, chợt nghe thấy nữ công nhân kia nói. Bây giờ chúng tôi có cuộc sống tốt như vậy, tất cả đều là nhờ chính quyền thành phố, nếu không có Chủ tịch Vương tiến hành cải cách nhà máy, sợ rằng nhà máy đã đóng cửa phá sản, đám công nhân viên chúng tôi cũng không biết sống như thế nào. Nguyễn Chấn Nhạc đang vuốt cằm nở nụ cười nghe thấy những lời này thì có chút run rẩy, nhưng may mà hắn là người có công phu hàm dưỡng cực tốt, nụ cười lại nhanh chóng xuất hiện trên mặt. Đám lãnh đạo nhà máy Tâm Hương Y cũng có chút xấu hổ, bọn họ tuy rất cảm ơn Chủ tịch Vương, thế nhưng dựa theo quy củ quan trường thì bọn họ biết lời nói của nữ công nhân kia là không phù hợp cỡ nào. Chỉ cần nhìn bộ dạng của Bí thư Nguyễn với nhóm người Chủ tịch Lưu là thấy rõ vấn đề, Nguyễn Chấn Nhạc cực kỳ chu đáo, căn bản không còn giống như một bí thư thị ủy, lại giống như một thư ký theo chân lãnh đạo, có thể thấy lúc này quan trọng với Bí thư Nguyễn như thế nào. Đây là thời điểm Bí thư Nguyễn cần bừng sáng, quyết không cho bất kỳ kẻ nào mở miệng phát sinh vấn đề. Sao? Vậy là trước kia nhà máy cũng rơi vào hoàn cảnh khốn khó à? Phó Chủ tịch Lưu cười cười rồi dùng giọng hứng thú hỏi. Còn không phải sao, khi đó chúng tôi nhiều tháng không có lương, tôi còn phải ra trước cổng trường bán vài món hàng linh tinh để sống qua ngày. Khi Chủ tịch Vương đến yêu cầu nhà máy chúng tôi cải cách, tôi cũng cảm thấy sẽ không thể nào thần kỳ được như vậy, ai ngờ công ty có thể vượt qua khốn cảnh và phát triển rực rỡ. Năm đó công nhân nhà máy thật sự không dễ tìm được đối tượng. Bây giờ thì khỏi nói, nữ công nhân của nhà máy Tâm Hương Y thật sự là hàng hiếm đấy nhé. Ha ha! Những lời nói của nữ công nhân làm cho Phó Chủ tịch Lưu cười rất vui vẻ, lão vừa cười vừa nói với Hào Nhất Phong ở bên cạnh. Bí thư Nhất Phong, kinh nghiệm của nhà máy Tâm Hương Y trong thành phố Đông Bộ đáng giá được mở rộng. Bây giờ có nhiều xí nghiệp gặp phải khó khăn, chúng ta cần phải thông qua cải cách để nhanh chóng vạch ra con đường phát triển mới cho doanh nghiệp. Vâng, chúng tôi sẽ nhất định tổng kết lại. Sẽ mở rộng ra toàn tỉnh. Hào Nhất Phong đã sớm biết Chủ tịch Vương kia là ai, trong lòng tuy không thoải mái nhưng vẫn nở nụ cười nói. À, như vậy cũng tốt. Đúng rồi, Chủ tịch Vương kia ở nơi nào, có thể cho tôi gặp mặt một chút được không? Yêu cầu của Phó Chủ tịch Lưu làm cho đám lãnh đạo tỉnh Sơn Nam cảm thấy rất xấu hổ, nhưng những người ở đây đều là kẻ khôn khéo. Sau khi do dự một lát thì Hào Nhất Phong cười báo cáo. Chủ tịch Vương vì công tác tốt nên đã được điều đến làm bí thư thị ủy La Nam, có lẽ bây giờ đang ở trong gian hàng của thành phố La Nam, lát nữa chúng ta đến gian hàng của thành phố La Nam sẽ giới thiệu cho lãnh đạo biết sau. Phó Chủ tịch Lưu nghe nói Vương Tử Quân từ vị trí chủ tịch đã trở thành bí thư thị ủy, thế là cười cười nói. Tốt, có thể có ý nghĩ đưa cán bộ có năng lực đến vị trí cao hơn, xem như bồi dưỡng trọng điểm, rõ ràng là biết dùng nhân tài, điều này thật sự đáng khen ngợi. Phó Chủ tịch Lưu nói rồi bắt tay với nữ công nhân, sau đó kết thúc cuộc nói chuyện. Nhưng sự kiện này xen giữa hành trình làm cho nhiều người đổ mồ hôi. Vương Tử Quân đã rời khỏi thành phố Đông Bộ khá lâu,
thế nhưng không ngờ lúc này âm hồn vẫn chưa tiêu tán, hắn không khách khí dạy cho bọn họ một bài học khó chịu. Tuy đám người Hào Nhất Phong cảm thấy không thoải mái nhưng ngoài miệng lại không nói gì hơn. Khi mọi người đang mong âm hồn của Vương Tử Quân sẽ không tiếp tục quấy nhiễu, đột nhiên những chiếc xe đạp chạy điện hấp dẫn ánh mắt của Phó Chủ tịch Lưu. Khi thấy những chiếc xe đạp điện, Phó Chủ tịch Lưu cất bước về phía các gian hàng tư nhân. Lúc này bên trong gian hàng đã có không ít người, bọn họ đều bị thu hút bởi những chiếc xe đạp diện với nhiều màu sắc khác nhau. Trung tâm gian hàng là một tên thanh niên đang lớn tiếng giới thiệu xe đạp điện, khi nói xe đạp sạc điện vài tiếng có thể chạy vài chục km, thế là thu hút được ánh mắt rất nhiều người. Đoàn người Phó Chủ tịch Lưu đi đến càng thu hút ánh mắt nhiều người. Chương 709, Di sản chính trị. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn những chiếc xe đạp điện, hắn nghĩ những thứ này đều là di sản chính trị, thật sự không hay ho gì. Nhưng dù hắn khó chịu thế nào thì cũng phải giới thiệu kỹ về những chiếc xe đạp điện kia, dù sao hắn cũng là bí thư thị ủy Đông Bộ. Chủ tịch Lưu, chủ nhiệm Nam, sản nghiệp sản xuất xe đạp điện của thành phố Đông Bộ chúng tôi dù được khởi công 2 năm nhưng đã là một trong những sản nghiệp trụ cột của thành phố, đặc biệt là phương diện nghiên cứu phát triển pin tích điện, càng ở vào vị trí đứng đầu cả nước. Nguyễn Chấn Nhạc dù không mấy vui vẻ vì khu sản xuất xe đạp điện được Vương Tử Quân xây dựng, nhưng hắn cũng hiểu rõ tình huống, rất nhiều phương diện giới thiệu rất rõ ràng. Phó Chủ tịch Lưu nghe những lời giới thiệu như vậy thì không ngừng gật đầu, cũng yêu cầu Đảng ủy chính quyền thành phố Đông Bộ cần phải tiến thêm một bước để giúp đỡ các công ty kỹ thuật cao, để cho những xí nghiệp thế này có thể cạnh tranh trên cả trường quốc tế. Phó Chủ tịch Lưu khi nói chuyện cũng chú ý truyền thống trong nước, mỗi lần đến một gian hàng đều nghe rõ những nét chính. Sau đó quy nạp ở 3 điểm, rất tốt, giúp đỡ, ý kiến. Sau khi Phó Chủ tịch Lưu đi về phía gian hàng khác, Nguyễn Chấn Nhạc mới thở dài một hơi, trong lòng thầm kêu may mắn vì lão già kia không tiếp tục mở miệng hỏi, nếu như công nhân tiếp tục nói những lời cảm tạ Vương Tử Quân, như vậy hắn là bí thư thị ủy cũng rất mất mặt. Tuy hắn thầm kêu may mắn, nhưng sau đó có không ít lời bàn luận xì xào ở trong gian hàng thành phố Đông Bộ. Này! Sao tôi thấy triển lãm lần này giống như bí thư Nguyễn ca tụng công đức cho bí thư Vương vậy nhỉ? Tôi cũng thấy như vậy, nhưng ca tụng công đức thì thế nào? Các xí nghiệp lớn trong thành phố chúng ta đều được đẩy mạnh xây dựng và phát triển vào thời của bí thư Vương Tử Quân. Nếu không triển lãm thì không có ai thấy rõ, một khi đưa ra, tất nhiên đều là thành tích của bí thư Vương. Tuy những âm thanh này là rất khẽ nhưng vẫn truyền vào trong tai của Nguyễn Chấn Nhạc. Tuy hắn rất mất hứng với những lời nghị luận như vậy nhưng vẫn cố gắng tỏ ra cực kỳ vui vẻ. Phó Chủ tịch Lưu có hứng thú rất lớn, sau khi đi thăm gian hàng thành phố Đông Bộ thì tiếp tục đi theo con đường đầy hoa cỏ đến trước gian hàng thành phố Sơn Viên. Bí thư La Nhân Huy của thành phố Sơn Viên luôn đi theo sau Phó Chủ tịch Lưu, bây giờ thấy các vị lãnh đạo đi đến trước gian hàng của mình, thế là nở nụ cười vui vẻ nói. Chủ tịch Lưu, đây là gian hàng của thành phố Sơn Viên. Những năm gần đây chúng tôi dựa vào ưu thế địa lý của bản thân Sơn Viên để cố gắng phát huy tác dụng là động cơ thúc đẩy tỉnh Sơn Nam phát triển kinh tế, đưa ra 3 yêu cầu kêu gọi đầu tư, 4 điều cần xúc tiến, thiết thực chứng thực chiến lược đẩy mạnh giáo dục. La Nhân Huy mở miệng báo cáo công tác rất rõ ràng mạch lạc, những lời ra khỏi miệng cũng đã được tính kỹ càng, rất chắc chắn, chứa đựng thần thông. Lão giới thiệu kỹ càng về thành phố Sơn Viên, sau đó đưa Phó Chủ tịch Lưu đi vào bên trong gian hàng của mình. Tỉnh Sơn Nam chỉ cho ra yêu cầu thấp nhất với tiêu chuẩn gian hàng, thế nhưng mức cao nhất lại tự do nắm giữ. Vì biểu hiện thực lực mạnh mẽ của mình mà thành phố Sơn Viên thật sự đầu tư rất lớn, không những các gian hàng nhỏ bên trong đều cực kỳ khí thế, lại càng là rực rỡ muôn màu, thể hiện đầy đủ phương diện nội tại mạnh mẽ của thành phố Sơn Viên. Phó Chủ tịch Lưu tuy chủ yếu là đến cổ vũ cho thành phố Đông Bộ, thế nhưng đi đến tỉnh Sơn Nam, tất nhiên hắn cũng rất quan tâm đến tình huống ở nơi này. Sau khi nghe những lời giới thiệu của La Nhân Huy, lão chợt dừng lại trước gian hàng ó hơn chục chiếc xe hơi. Căn bản không cần Phó Chủ tịch Lưu mở miệng hỏi, đám nhân viên đi theo đã nhanh chóng hiểu ý. La Nhân Huy nhìn thoáng qua Thạch Kiên Quân, sau đó mới cười nói. Chủ tịch Lưu, những chiếc xe này đều được sản xuất ở nhà máy xe hơi Mãnh Lân của thành phố Đông Bộ. Tuy nhiều khía cạnh vẫn không khác gì xe liên doanh, thế nhưng lại là nhãn hiệu mà chúng tôi tự động làm chủ. Tự chủ sản xuất xe hơi, rất tốt. Phó Chủ tịch Lưu rất chú ý đến phương diện tự chủ nhãn hiệu sản xuất xe trong lời nói của La Nhân Huy. Sau khi mở miệng hỏi về công nghệ sản xuất xe hơi, lại hỏi thêm về vài tình huống của nhà máy sản xuất xe hơi Mãnh Lân, cùng giám đốc của nhà máy trò chuyện với nhau vài phút,
sau đó mới rời khỏi gian hàng của thành phố Sơn Viên với bộ dạng còn chưa mấy thỏa mãn. Nhưng trước khi đi thì Phó Chủ tịch Lưu vẫn không quên cho ra vài yêu cầu với La Nhân Huy về phương diện tự chủ nhãn hiệu của nhà máy xe hơi. La Nhân Huy ở bên cạnh vừa đảm bảo sẽ chăm chú chứng thực chỉ thị của lãnh đạo, vừa đề xuất Phó Chủ tịch Lưu viết lại cho nhà máy vài chữ. Phó Chủ tịch Lưu có chút do dự, sau cùng vui vẻ đồng ý với lời thỉnh cầu của La Nhân Huy. Đám nhân viên công tác ở bên cạnh nhanh chóng đưa giấy mực đã chuẩn bị tốt ra ngoài, nhưng ngay sau đó lại có một tình huống nho nhỏ diễn ra, đó là bút lông vừa mua căn bản là chưa mềm đầu. La Nhân Huy nhìn Phó Chủ tịch Lưu chậm rãi nhúng đầu bút vào nước để làm mềm phần lông mà trên trán vã mồ hôi, ánh mắt Hào Nhất Phong nhìn về phía lão cũng không mấy vui vẻ. May mà Phó Chủ tịch Lưu rất tha thứ, luôn cười nói với nhóm người Hào Nhất Phong, cùng chờ đầu bút lông mềm ra trong nước. Khi bốn chữ công ty Mãnh Lân xuất hiện trên giấy thì La Nhân Huy và Quan Quả Đống đều thở dài một hơi. Nhưng hai người này cũng cảm thấy tức giận, đám người để cho hai người bọn họ nổi giận chắc chắn sẽ không có quả ngọt để ăn. Hào Nhất Phong nói vài câu xưng tụng chữ viết của Phó Chủ tịch Lưu, sau đó mọi người cùng nhau rời khỏi gian hàng của thành phố Sơn Viên. Phó Chủ tịch Lưu nhìn đám người đông đúc vây quanh gian hàng thành phố Sơn Viên, lão nói với đám người. Hội chợ triển lãm lần này làm khá tốt, có kinh nghiệm tốt, cần cố gắng duy trì, nhưng tiêu chuẩn của hội chợ nên cao hơn một chút. Chủ tịch Lưu cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chăm chú chứng thực chỉ thị của ngài, sẽ chăm chú tổng kết kinh nghiệm lần này, coi hội nghị xúc tiến thương mại là cơ hội để phát triển kinh tế tỉnh Sơn Nam. Hào Nhất Phong tuy nói không quá lớn nhưng âm thanh lại tràn đầy quyết tâm. Nguyễn Trấn Nhạc đứng sau lưng đám người Hào Nhất Phong, hắn nhìn thấy tất cả, trên mặt chợt lộ ra nụ cười. Tuy lúc này lãnh đạo nói đến thành phố Sơn Viên, nhưng nó không phải quan trọng đối với hắn. Quan trọng là thành phố Đông Bộ tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại lần này được tỉnh ủy và lãnh đạo quốc gia cảm thấy thỏa mãn, điều này đã làm hắn đạt đến mục đích. Khi mọi người đang có tâm tư khác nhau, chợt nghe thấy Thạch Kiên Quân nói. Chủ tịch Lưu, bên này là gian hàng của thành phố An Dịch. Thành phố An Dịch là một trung tâm của tỉnh Sơn Nam, có lực thúc đẩy mạnh mẽ với sự phát triển kinh tế của toàn tỉnh Sơn Nam. Phó Chủ tịch Lưu nhìn gian hàng ở đối diện, lão cất bước đi đến. Lúc này Phó Chủ tịch Lưu tỏ ra phối hợp đã làm cho nụ cười của Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân càng thêm sáng lạn, bọn họ theo sát Phó Chủ tịch Lưu đi về phía gian hàng của thành phố An Dịch. Đây là cái gì vậy? Khi đi đến bên chiếc màn hình còn chưa xốc màn của thành phố La Nam, Phó Chủ tịch Lưu chợt dùng giọng tò mò hỏi. Điều này, đám người đi chung quanh Phó Chủ tịch Lưu cũng không rõ màn hình lớn kia dùng làm gì. Khi có một số người không biết trả lời thế nào, chợt có người cười nói. Chủ tịch Lưu, đó là màn hình huỳnh quang, đây là gian hàng của thành phố La Nam, nó chủ yếu dùng để tuyên truyền. Khi âm thanh kia vang lên, Vương Tử Quân đi ra với nụ cười trên môi. Hắn khẽ gật đầu với Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân, giọng điệu trầm bổng. Chương 710, người mạnh mẽ dù thế nào cũng tốt. Khi thấy Vương Tử Quân chợt xuất hiện thì hai chân mày của Hào Nhất Phong có hơi nhíu lại. Người làm quan cũng rất biết chiếm tiện nghi lúc quan hệ ngoại giao, Vương Tử Quân là người có tướng mạo đường đường, khí vũ hiên ngang, hẳn phải là người tốt, vì sao lại cứ đối nghịch với người ta như Ngụy Quân Tử, chuyên môn chọc người sau lưng như vậy. Hào Nhất Phong cảm thấy đau đầu nhưng không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt trầm lặng nhìn Vương Tử Quân. Thành phố La Nam. Phó Chủ tịch Lưu lặp lại bốn chữ thành phố La Nam. Sau đó chợt giống như nhớ được điều gì đó. Khi lão chuẩn bị nói chuyện thì lại nhanh chóng nuốt lời vào bụng. Thành phố Sơn Viên và An Dịch đều là trung tâm phát đạt của tỉnh Sơn Nam, Bí thư Nhất Phong, các anh sắp xếp thành phố La Nam song song với hai thành phố Sơn Viên và An Dịch, tôi nghĩ thành phố La Nam này nhất định có chỗ độc đáo. Chủ nhiệm Nam dùng giọng tò mò hỏi Hào Nhất Phong. Chủ nhiệm Nam là lãnh đạo quốc gia, tuy cấp bậc ngang bằng với Hào Nhất Phong. Nhưng lúc này lời nói của hắn ở nơi đây lại ép buộc Hào Nhất Phong phải xuất chiêu. Nếu như thành phố La Nam không cho ra điều gì độc đáo, như vậy tỉnh Sơn Nam sẽ mất mặt, Hào Nhất Phong cũng không có được bao nhiêu thể diện. Đối với tình huống của thành phố La Nam thì Hào Nhất Phong biết rất rõ, nhưng lúc này lão biết rõ cũng không thể nói đây chỉ là hiện tượng ngẫu nhiên. Lão có chút trầm ngâm, sau đó mới nói. Bí thư Tử Quân, anh giới thiệu tình huống của thành phố La Nam cho chủ nhiệm Nam đi. Tình huống của thành phố La Nam như thế nào thì tất cả đám người tỉnh Sơn Nam đều hiểu rõ, bây giờ nghe thấy chủ nhiệm Nam nhắc đến thì không ít người cảm thấy đổ mồ hôi hột cho Vương Tử Quân. Nhưng càng có người cảm thấy đắc ý, bọn họ thầm nghĩ không phải Vương Tử Quân là người rất có khả năng sao.
để xem bây giờ là lãnh đạo thành phố La Nam, có cái gì tốt để đưa ra nói với lãnh đạo. Lúc này có thành phố Đông Bộ và Sơn Viên làm châu ngọc ở phía trước, nếu như thành phố La Nam chẳng là thứ gì ra hồn, không có bất kỳ thứ gì lay động lòng người, như vậy sẽ rất mất mặt. Tuy lãnh đạo không biết gì nhiều sẽ cổ vũ anh vài câu, thế nhưng như vậy cũng thật sự mất mặt, hơn nữa mất mặt không phải là người thành phố La Nam mà còn là cả tỉnh Sơn Nam. Dù sao bây giờ đi theo lãnh đạo còn có các vị lãnh đạo tỉnh, cũng có không ít khách hàng tham gia hội nghị, không ít quan viên bên ngoài. Lúc này Trúc Phù Bình chợt vã mồ hôi, bây giờ hắn mới thấy rõ mình vì xúc động nhất thời mà cho ra sắp xếp không hay. Vì chút sơ sẩy của mình mà đưa bí thư Vương Tử Quân vào thế bị động, hơn nữa bị động còn khá nguy hại. Trúc Phù Bình thật sự không muốn nhìn thêm, hắn khẽ cúi đầu, nhưng cuối cùng ánh mắt vẫn chuyển lên người Vương Tử Quân. Tuy hắn không kỳ vọng bí thư Vương cho ra lời nói yếu kém, nhưng ít nhất hắn vẫn kiên định đứng cùng một chỗ với bí thư Vương khi gặp khó khăn, ít nhất đó cũng là một thái độ của hắn. Vương Tử Quân nở nụ cười bình tĩnh, hắn cung kính nói. Chủ tịch Lưu, chủ nhiệm Nam, các vị lãnh đạo, thành phố La Nam là vùng núi, kinh tế lạc hậu. Đây dù là có nguyên nhân khách quan, nhưng cũng có nguyên nhân chủ quan. Lãnh đạo tỉnh sắp xếp chúng tôi ở bên cạnh hai thành phố Sơn Viên và An Dịch, chính là đại biểu quyết tâm giúp đỡ thành phố La Nam chúng tôi phát triển kinh tế. Vương Tử Quân vừa nói thì trong lòng đám người sinh ra cảm giác tiếc nuối, người này chỉ nói vài câu đã kéo cả lãnh đạo tỉnh vào cuộc. Nhưng Bí Thư Vương nói rất hay, đó là sự giúp đỡ mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh, thực hiện chiến lược phát triển kinh tế cân đối trong toàn tỉnh. Thạch Kiên Quân vốn có chút sợ Vương Tử Quân nói bậy này nọ, bây giờ nghe thấy đối phương nói như vậy thì không khỏi thầm nghĩ tiểu tử này thật sự quá khéo. Dù không cần biết thành phố La Nam có thứ gì thúc đẩy phát triển kinh tế hay không, nhưng chỉ cần câu nói vừa rồi cũng xem như đã vượt qua kiểm tra. Trên mặt chủ nhiệm Nam vẫn treo nụ cười vui vẻ, giống như rất thỏa mãn với lời nói của Vương Tử Quân, nhưng trong lòng nghĩ gì thì chỉ hắn mới biết mà thôi. Dưới sự giúp đỡ của Đảng ủy chính quyền tỉnh, thành phố La Nam chúng tôi nhận thức được thiếu sót khách quan của mình, cũng cho ra định vị một cách khoa học với sự phát triển của thành phố La Nam. Chúng tôi là thành phố cấp tỉnh với diện tích rộng nhất tỉnh, chúng tôi cũng có ưu thế và đường phát triển của mình. Chỉ cần thành phố La Nam phát huy hoàn toàn ưu thế, tôi tin tưởng kinh tế thành phố sẽ biến chuyển từng ngày, sẽ không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh. Dựa vào bản thân, khổ trước sướng sau, rất tốt, rất tốt. Chủ nhiệm Nam khẽ gật đầu nói tiếp. Bí thư Vương, nghe anh nói như vậy, lúc này tôi thật sự cảm thấy rất hiếu kỳ, tôi thật sự muốn biết lần này thành phố La Nam đã chuẩn bị được những gì. Chủ nhiệm Nam nhìn tên đàn ông trẻ tuổi trước mặt, trong lòng thầm nghĩ đến những lời của đứa cháu họ mình vào buổi sáng. Khi hắn nghe đứa cháu nói chuyện thì cứ tưởng đó là chuyện bé xé ra to, nhưng bây giờ xem ra vị bí thư thị ủy trẻ tuổi này thật sự có cảm giác trơn trượt khó thể nắm bắt. Nhưng những lời nói ngon ngọt chỉ là chút trò vặt trong mắt chủ nhiệm Nam, nếu không có thực tế chèo chống, dù anh có ba hoa trích chòe thế nào cũng vô ích, cũng chỉ là nói suông, làm trò cười cho mọi người mà thôi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng có chút tích cực của chủ nhiệm Nam, hắn khẽ nói. Chủ nhiệm Nam xin chờ chút, bây giờ còn kém 2 phút, 2 phút hạng mục mà thành phố La Nam chúng tôi chuẩn bị cho hội chợ lần này sẽ được hiện ra trước mắt các vị lãnh đạo. Phải chờ 2 phút, bắt lãnh đạo phải chờ. Vương Tử Quân nói ra những lời này thì không ít người thầm nghĩ, anh không có gì thì đừng đứng đây làm trò để rồi càng thêm xấu hổ, anh mất mặt cũng đừng làm cho cả tỉnh Sơn Nam mất mặt. Bí thư Tử Quân, đây là có chuyện gì? Sao có thể để cho lãnh đạo chờ lâu được? Chẳng lẽ thành phố La Nam không biết tầm quan trọng của sự kiện lần này sao? Quan Vĩnh Hạ tuy lúc đầu có quan hệ rất tốt với Vương Tử Quân, nhưng dưới tình huống này Hào Nhất Phong không tiện mở miệng, hắn là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy phải mở miệng. Không phải là chưa chuẩn bị tốt, nhưng còn chưa đến thời gian. Vương Tử Quân cười cười với Quan Vĩnh Hạ rồi nghiêm trang nói. Quan Vĩnh Hạ lúc này đã phán định Vương Tử Quân là người mạnh miệng, hắn chợt có một ý nghĩ, thế là trầm giọng nói. Bí thư Vương, các anh chuẩn bị không vững, lần sau đừng để xuất hiện tình huống này. Quan Vĩnh Hạ nói đến đây thì đưa mắt nhìn Phó Chủ tịch Lưu. Chủ tịch Lưu, chủ nhiệm Nam, không bằng chúng ta để cho thành phố La Nam chút thời gian chuẩn bị, lúc này nên đến gian hàng của thành phố An Dịch. Bí thư Lý Giật Phong của thành phố An Dịch đang đứng bên cạnh vốn cảm thấy rất mất hứng vì tình huống thành phố La Nam được sắp xếp vị trí ngang hàng với mình. Nhưng Vương Tử Quân bây giờ rơi vào tình huống khốn khó, hắn chợt cảm thấy tình huống sắp xếp cho thành phố La Nam ở bên cạnh mình rõ ràng là một ý hay.
có câu đẹp và xấu phải so sánh mới biết được, nếu đi vào một rừng cây rậm rạp chằng chịt thì căn bản khó thể phân biệt được mùi hương. Dù thành phố An Dịch phát triển kinh tế rất tốt, lại chen vai sát cánh với thành phố Sơn Viên, nếu hai bên ở với nhau sẽ căn bản không thấy ai mạnh ai yếu, vì An Dịch so với thành phố Sơn Viên cũng không hơn được điểm nào. Bây giờ thì tốt, có thành phố La Nam chen giữa Sơn Viên và An Dịch, điều này tuyệt đối có thể giúp thành phố An Dịch trở nên nổi bật hơn. Sau khi Quan Vĩnh Hạ lên tiếng, Lý Dật Phong thật sự có chút do dự, hắn bắt đầu nghĩ rằng mình có nên lên tiếng mời lãnh đạo đến gian hàng của thành phố mình không. Nhưng Lý Dật Phong còn chưa mở miệng thì chủ nhiệm Nam đã cười nói. Chủ tịch Lưu, vừa rồi Bí Thư Vương nói là cần 2 phút, bây giờ đã quá 1 phút, tôi thấy đợi vài chục giây nữa cũng không là vấn đề, đỡ phải chạy tới chạy lui. Phó Chủ tịch Lưu cũng gật đầu nói. Như vậy cũng tốt. Quan Vĩnh Hạ lúc này cũng cảm thấy không thể tránh được, dù sao chủ nhiệm Nam cũng là khách quý, hơn nữa cấp bậc cao hơn hắn, người ta đã quyết định thì hắn đừng hòng thay đổi. Đừng nói là hắn, dù là Bí Thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong cũng phải kiêng kỵ thể diện của chủ nhiệm Nam. Bí Thư Tử Quân, đã 2 phút rồi, chúng ta vào thôi. Hào Nhất Phong dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Vương Tử Quân có chuẩn bị nên cũng không có gì là bối rối. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, thấy gian hàng của thành phố La Nam đã thu hút sự chú ý của khá nhiều người. Dù sao thì Phó Chủ tịch Lưu và lãnh đạo tỉnh Sơn Nam cũng ở chỗ này, tất nhiên nơi này sẽ là một tiêu điểm. Không biết có phải là cố ý hay không, lúc này có chục chiếc camera từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, bộ dạng giống như lúc nào cũng có thể chụp ảnh gian hàng thành phố La Nam. Bắt đầu! Vương Tử Quân thầm cười lạnh, sau đó hắn nói với Kim Điền Lạc. Cho người mở màn hình. Kim Điền Lạc dù biết lần này có chuẩn bị nhưng cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Hắn nghĩ rằng vốn chỉ tìm đúng thời điểm để mở màn hình là xong, cũng không ngờ lại thu hút nhiều lãnh đạo chú ý như vậy. Còn bà nó, vị trí tốt thật sự làm cho người ta giảm thọ. Nhưng Kim Điền Lạc cũng không có nhiều thời gian cảm thán, sau khi nhận được chỉ thị của Vương Tử Quân, hắn đi vào trong gian hàng 2 bước, sau đó trầm giọng nói. Mở máy. Chủ tịch Lưu, chủ nhiệm Nam, đây là màn hình lớn. Là một vật phẩm mà thành phố La Nam chúng tôi chuẩn bị để phát hình ưu thế của chính mình. Vương Tử Quân chờ Kim Điền Lạc rời đi thì khẽ nói. Khi Vương Tử Quân lên tiếng thì tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn về phía màn hình, từng ánh mắt tràn đầy tò mò. Bọn họ muốn xem rốt cuộc thành phố La Nam có chuẩn bị những thứ gì. Ngưu Nhân Thận bảo, chân cứng eo bền, một người khỏe hai người vui. Một người phụ nữ chợt xuất hiện trên màn ảnh. Sau đó những lời nói quảng cáo mà ai nghe vào cũng hiểu chợt vang lên. Âm thanh quảng cáo tuy không lớn nhưng lại có thể truyền đi xa, hầu như chỉ sau chốc lát đã vang vọng khắp nơi làm nhiều ánh mắt nhìn sang. Những ánh mắt kia tràn đầy nghi hoặc và kinh dị, nhưng khi bọn họ nhìn lên màn hình thì không khỏi cười phá lên ha ha. Nguyễn Trấn Nhạc gần đây rất an phận, hắn là diễn viên chính trong sự kiện lần này thế nhưng vẫn cực kỳ bảo đảm tác phong an phận của mình. Nhưng khoảnh khắc này hắn thấy mẫu quảng cáo thuốc Ngưu Nhân Thận bảo, chợt sinh ra cảm giác muốn ôm bụng cười. Nguyễn Trấn Nhạc vốn có chút chờ mong với những chuẩn bị của Vương Tử Quân, vì đối phương là một người rất tinh quái, không ra bài theo lẽ thường, không ra tay thì thôi, mỗi khi ra tay sẽ làm phát sinh kết quả ngoài ý muốn. Nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy Vương Tử Quân không có gì hơn, không ngờ lại để phát sinh tình huống thế này trước mặt các vị lãnh đạo trong khu hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại, sau này chỉ sợ tương lai của thành phố La Nam sẽ càng thêm ảm đạm. Không. Phải nói là tương lai của Vương Tử Quân sẽ ảm đạm. Trước đó có rất nhiều lãnh đạo bất mãn với Vương Tử Quân, nhưng Vương Tử Quân là người cẩn thận, căn bản không có vấn đề gì để người ta nắm bắt. Hơn nữa sau lưng hắn còn có Mạc Lão Gia Tử, điều này làm cho những người muốn động vào cũng cần phải nghĩ kỹ càng trước khi cho ra quyết định. Bây giờ Vương Tử Quân chọc ra vấn đề, như vậy dù có người muốn bảo vệ hắn cũng là rất khó khăn. Lúc này vẻ mặt Hào Nhất Phong trở nên cực kỳ khó coi. Dù sao lão cũng là lãnh đạo tỉnh Sơn Nam, Vương Tử Quân mất mặt thì chính mình là bí thư tỉnh ủy cũng không hơn gì. Nếu như nói bí thư tỉnh ủy có vòng quan hệ của mình, tất nhiên sẽ có nhiều vòng quan hệ khác ở trong tỉnh, đám người này chỉ sợ sẽ nhanh chóng chuyển sự việc ra ngoài, cũng không bỏ qua cơ hội đâm thọc bí thư Hào. Lần này tuyệt đối không thể nuông chiều Vương Tử Quân, Hào Nhất Phong thầm cho ra quyết định, thế là siết chặt nắm đấm. Thạch Kiên Quân tuy vẫn khống chế được cơ thể của mình, thế nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tuy chỉ có mình hắn hiểu ý nghĩa nụ cười của mình, thế nhưng hắn vẫn thầm phê bình chính mình. Thạch Kiên Quân luôn quan sát bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong, tuy
Tuy Bí Thư Hào không nở nụ cười, thế nhưng dù thế nào thì chính mình cũng phải bày ra tình huống có tu dưỡng tốt hơn Hào Nhất Phong. Vương Tử Quân, anh đang làm gì vậy? Thạch Kiên Quân có chút trầm ngâm, sau đó trầm giọng quát với Vương Tử Quân. Tuy tiếng quát kia giống như phê bình nhưng thực tế lại có thể xem xét theo chiều hướng ngược lại, vì có đôi khi phê bình là bảo vệ, mà khen ngợi chính là đả kích. Lúc này Thạch Kiên Quân tuy đã có chỗ dựa mạnh mẽ ở tỉnh Sơn Nam, thế nhưng dù là phương diện thế lực hay uy vọng cũng kém Hào Nhất Phong một khoảng xa. Dưới tình huống này, hắn giữ Vương Tử Quân ở lại còn có tác dụng lớn hơn là cố gắng ép đối phương phải ra đi. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thạch Kiên Quân, hắn khẽ buông tay nói. Điều này, Chủ tịch Thạch, đài truyền hình cũng không nghe theo lời tôi cũng không có cách nào khác. Đám người đang chuẩn bị nghe Vương Tử Quân giải thích chợt nhìn về phía bên trái màn hình, chợt thấy một ký hiệu quen thuộc. Thì ra đây là quảng cáo trên TV. Khi Thạch Kiên Quân chuẩn bị lên tiếng thì hình ảnh người phụ nữ đang nói chợt biến mất, ngay sau đó hình ảnh đã chuyển. Màn hình biến thành màu đen, ngay sau đó một luồng kiếm quang cực đẹp chiếu sáng cả không gian. Luồng kiếm quang giống như xuất hiện từ trên 9 tầng trời, sau đó là một cô gái mặc cổ trang bay theo kiếm quang. Khoảnh khắc này hình ảnh núi non đẹp như trong tranh chợt xuất hiện trên màn hình. Chương 711, thắng bại như thăng bằng trên dây. Núi xanh mờ ảo giống như một bứa tranh được cuộn tròn, người ta nhìn vào mà cảm thấy mê say, khi cô gái mặc cổ trang bay lượn thì hình ảnh liên tục được truyền đi. Cô gái mặc trang phục cổ trang có gương mặt xinh đẹp thoát tục, nàng đang bay trong mây, lúc này giống như là một nàng tiên trong mắt mọi người, có khí thế tung hoàn thiên địa. Hỏi thế gian tình là gì làm cho đôi lứa phải xa rời nhau? Một tiếng ca khẽ vang lên, ngay sau đó trên màn hình lớn chợt xuất hiện bốn chữ. Thiên kiếm vấn tình. Bốn chữ này xuất hiện và biến mất rất nhanh, chỉ là sau khoảnh khắc thì chợt ẩn chợt hiện, ngay sau đó là một đạo quan cực kỳ có hương vị cổ xưa xuất hiện trên màn hình. Cô gái mặc cổ trang khẽ đi đến cổng Tam Thanh Quan trên Cô Yên Sơn trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, khi cô gái kia đi vào Tam Thanh Quan, màn hình biến thành màu đen và dần biến mất. Biến hóa đột nhiên kia có thể nói là đã đủ rung động, thậm chí còn làm cho người ta rung động hơn đoạn quảng cáo thuốc bổ thận vừa rồi xuất hiện trên màn hình. Nhưng khi rất nhiều người say đắm trong cảnh đẹp trên màn hình, đám nhân viên công tác của chính quyền tham gia hội chợ lần này lại có chút thẫn thờ. Đây là hội chợ xúc tiến thương mại, sao lại có hình ảnh như vậy? Tuyên truyền như thế không phải đã lộn chỗ đấy chứ? Đám nhân viên chính quyền chỉ có thể thầm nghĩ như vậy, lũ này đám người phó chủ tịch Lưu ở gần màn hình nhất lại đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. Vương Tử Quân vẫn bình tĩnh đứng nơi đó, hắn đã từng xem qua đoạn phim này. Hắn biết rõ nghi vấn của lãnh đạo sẽ được giải đáp ngay mà thôi. Quả nhiên khi có người chuẩn bị mở miệng chất vấn Vương Tử Quân, trên màn hình chợt xuất hiện một hàng chữ, có câu nói cảm ơn thành phố La Nam tỉnh Sơn Nam đã cung cấp cho đoàn làm phim những cảnh quay tuyệt đẹp ở núi Cô Yên Sơn. Tuy chỉ là vài chữ nhưng lại nói rõ tất cả, cảnh kia là thật, làm cho mọi người biết tất cả hình cảnh như thơ vừa rồi là thật, địa điểm chính là Cô Yên Sơn. Đám người tham gia hội chợ triển lãm lần này đều cảm thấy ngứa ngáy. Một hành vi bất thình lình như vậy căn bản sẽ cho ra hiệu quả quảng cáo khó thể đo lường. Hơn nữa lãnh đạo sẽ ghi nhớ hơn nhiều so với anh đứng ra mở miệng nói này nói nọ. Còn ấn tượng tốt sẽ đưa đến điều gì, căn bản khó thể đo lường được. Lúc này tất cả mọi người mới gật đầu nở nụ cười hiểu ý, lúc này mới biết thành phố La Nam đưa ra triển lãm thứ gì, chỉ là thứ này đã thu hút ánh mắt của biết bao người. Hàng loạt ánh mắt nhìn lên màn hình, bọn họ lại chờ đợi một tình huống tốt đẹp rốn như những hình ảnh vừa rồi. Chủ tịch Lưu, chủ nhiệm Nam, thành phố La Nam chúng tôi là vùng núi, thế nên chúng tôi có đủ tài nguyên du lịch. Núi Cô Yên Sơn không những có phong cảnh tuyệt đẹp, dân phong chất phác, còn có cả đạo quán của đạo gia. Tam Thanh Quan đã có 300 năm lịch sử trên đỉnh Cô Yên Sơn, thật sự rất nổi tiếng. Thành phố La Nam chúng tôi đang trên đà phát triển, chuẩn bị khai phá hạng mục du lịch Cô Yên Sơn, kết hợp với những công ty có năng lực, cùng nhau khai sáng một hạng mục du lịch hiếm có. Vương Tử Quân nói phần lớn chỉ là những lời hư cấu, phần lớn là tự biên tự diễn, nhưng Tam Thanh Quan thật sự có 300 năm lịch sử ở thành phố La Nam. Nếu như lúc đầu Vương Tử Quân nói rằng muốn khai phá du lịch thì chỉ sợ người ta chỉ cười nhạt mà thôi, nhưng bây giờ đoạn quảng cáo của phim Thiên Kiếm Vấn Tình đã đưa đến rung động cho người xem, càng có nhiều người hướng đến địa phương có phong cảnh tuyệt mỹ kia. Vương Tử Quân mở miệng vào lúc này căn bản làm cho người ta cảm thấy rất đáng tin. Nếu thành phố La Nam không tiến hành khai phá Cô Yên Sơn, như vậy người ta sẽ không được thấy một cảnh đẹp hiếm có, xem như lãng phí tài nguyên, thật sự là phạm tội.
quả nhiên là cảnh đẹp hiếm có, bây giờ tôi cũng muốn đến Cô Yên Sơn thăm thú một chút. Phó Chủ tịch Lưu nở nụ cười nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Phó Chủ tịch Lưu đã mở miệng, những người khác tất nhiên sẽ phụ họa theo. Tuy chủ nhiệm Nam cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn nói. Cảnh rất đẹp, rất có cơ sở đầu tư. Các vị lãnh đạo quốc gia mời đến đã lên tiếng, lãnh đạo tỉnh là Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân sẽ càng mở miệng khích lệ. Dù thế nào thì hạng mục du lịch được mở ra ở Cô Yên Sơn thành phố La Nam sẽ càng tăng thêm màu sắc cho tỉnh Sơn Nam. Tuy hạng mục du lịch Cô Yên Sơn còn chưa được áp dụng, thế nhưng những rung động của nó lại che giấu đi những hào quang vừa rồi của thành phố Đông Bộ và Sơn Viên. Lúc này Lý Dật Phong nghĩ về gian hàng của thành phố mình, hắn chợt sinh ra cảm giác khó thể cười nổi. Thật sự Châu Ngọc đã được đưa ra, bây giờ có cố gắng cũng không còn hiệu quả như mong muốn. Bí thư Vương, tôi nghe nói thành phố La Nam giao thông không tiện lợi, nếu như là thế thì dù núi Cô Yên Sơn có đẹp thế nào cũng chỉ là hoang phế, chỉ sợ khó có thể tìm người đầu tư vào được. Một giọng nói từ phương xa truyền đến. Khi âm thanh vang lên, mọi người đưa mắt nhìn sang, đó là một người đàn ông trung niên hơn 40, hắn đang dùng ánh mắt trịnh trọng nhìn Vương Tử Quân. Xin hỏi ngài là... Vương Tử Quân nhìn thoáng qua người đàn ông kia rồi trầm giọng hỏi. Tôi là Trần Bình Tuấn của công ty đầu tư Đông Du. Công ty của chúng tôi rất có hứng thú với cảnh sắc ở Cô Yên Sơn, nhưng một cảnh đẹp du lịch nếu không có điều kiện giao thông tiện lợi, như vậy cho dù có tài nguyên thì cũng không có giá trị đầu tư. Vì vậy bây giờ tôi muốn hỏi Bí Thư Vương, có phải thành phố La Nam có chuẩn bị ở phương diện giao thông hay không? Vương Tử Quân nghe thấy người kia tự giới thiệu, hắn căn bản không có gì kinh ngạc. Nhưng những người bên cạnh xem náo nhiệt lại đưa mắt nhìn Trần Bình Tuấn, rõ ràng bọn họ rất quan tâm đến câu hỏi của Trần Bình Tuấn. Dù Trần Bình Tuấn là ai thì Vương Tử Quân cũng sẽ trả lời, nếu như đối phương không hỏi, Vương Tử Quân cũng sẽ nói rõ điều này. Giám đốc Trần hỏi rất hay, căn cứ vào câu hỏi của ngài, tôi phán đoán ngài chắc chắn là người trong nghề ở phương diện đầu tư du lịch. Thành phố La Nam chúng tôi nhất định sẽ không ra trận mà không có chuẩn bị, bây giờ chúng tôi đẩy Cô Yên Sơn ra ngoài. Tất nhiên sẽ có phương án giao thông phù hợp. Vương Tử Quân nói rồi chỉ về phía màn hình đen. Mời các vị nhìn lên màn hình. Các vị không cần lo, lần này chúng tôi sẽ có tư liệu rõ ràng, cũng không phải là quảng cáo. Vương Tử Quân nói một lời ẩn giấu làm cho chung quanh vang lên những tiếng cười đầy thiện chí. Khi tiếng cười vang lên, nhiều ánh mắt nhìn về phía màn hình lớn. Lý Quý Niên đứng ở cách Vương Tử Quân không xa. Hắn nhìn bộ dạng phong độ nhẹ nhàng của Vương Tử Quân, thật sự cảm thấy vị trí đó nên là của mình. Nhưng lúc này hắn vẫn phải hết ngực đứng tại chỗ, vì dù sao hắn cũng là chủ tịch thành phố La Nam. Nhưng lúc này hình như giọng khách đã lấn giọng chủ. Trong lòng xuất hiện ý nghĩ này, Lý Quý Niên thầm nói một tiếng, sau đó cũng không tiếp tục suy nghĩ lung tung. Lúc này cần phải nhất trí đối ngoại, hắn dù sao cũng là một vị chủ tịch thành phố, cần phải có cái đầu và chút độ lượng. Màn hình màu đen lại phát sáng, nhưng lúc này là bản đồ tỉnh Sơn Nam, còn có một giọng nam cực kỳ trầm bổng căn cứ vào bản đồ để mở miệng giới thiệu về đường sắt Mân Cô và đường cao tốc Sơn La. Khi hai tuyến đường được vẽ lên trên bản đồ, khốn cảnh giao thông không thuận tiện của thành phố La Nam đã được giải quyết dễ dàng, tất cả không còn là vấn đề. Lúc này đường sắt Mân Cô đang được khởi công xây dựng, đường cao tốc Sơn La lại đang đến giai đoạn chuẩn bị sau cùng. Trong thời gian 2 năm thì tình hình giao thông ở thành phố La Nam sẽ biến đổi lớn, khi đó từ thành phố Sơn Viên đến La Nam chỉ mất nửa giờ đi xe. Trần Bình Tuấn nhìn lên màn hình chậm rãi biến thành màu đen, hắn chợt nói. Bí thư Vương, ngài có thể đảm bảo những hình ảnh trên đoạn phim vừa rồi hoàn toàn là cảnh thật hay không? Nếu như có thể, công ty Đông Du chúng tôi nguyện đầu tư 100 triệu khai phá điểm du lịch Cô Yên Sơn. Lời nói của Trần Bình Tuấn làm cho vẻ mặt đám người chợt biến đổi. Con số đầu tư là 100 triệu. Còn bà nó, vào những năm 90 thì tiền lương của nhân viên nhà nước chỉ là 500 đồng, anh chỉ dựa vào hai tuyến giao thông, một đoạn phim phong cảnh thì đã đầu tư vào 100 triệu, đây rõ ràng là niềm tin quá lớn vào cảnh đẹp ở núi Cô Yên Sơn. Lúc này tâm tình của nhiều người chợt rơi xuống đáy cốc, dù Nguyễn Chấn Nhạc là người trấn định cũng không khỏi bị tình huống đột nhiên này làm cho bất ngờ, cực kỳ bức bối và chán ghét. Từ lúc hội chợ được mở màn thì thành phố Đông Bộ làm chủ nhà căn bản còn chưa có động tác gì lớn, nhưng thành phố La Nam căn cứ vào hai đoạn phim tài liệu đã nắm được số tiền đầu tư 100 triệu, đây là cái quái gì? Dù Nguyễn Chấn Nhạc có lòng tin để cho thành phố Đông Bộ tìm được vài trăm triệu đầu tư vượt mặt La Nam, thế nhưng lúc này tất cả danh tiếng ban đầu đã bị Bí Thư Vương cướp đi mất.
Cảm giác này giống như Nguyễn Chấn Nhạc bỏ ra tất cả sức lực để cưới một cô vợ xinh đẹp đưa về nhà, thế nhưng đêm đầu tiên lại phải cho Vương Tử Quân. Dù sau này cô vợ vẫn là của Nguyễn Chấn Nhạc, thế nhưng cảm giác kia dù thế nào cũng là quá chênh lệch. Dù một ngạt hay bức bối thì sự việc đã phát triển đến mức này, Nguyễn Chấn Nhạc tuy có trong tay những hạng mục cả trăm triệu, thế nhưng không thích hợp để lấy ra vào thời điểm này, thậm chí nếu lấy ra cũng chỉ là làm bừa, vẽ rắn thêm chân. Nếu không thể vẽ rắn thêm chân thì cũng chỉ có thể mặc kệ nó mà thôi, trơ mắt nhìn cho qua mà thôi. Dù rất khó chịu nhưng Nguyễn Chấn Nhạc vẫn cảm thấy dùng kỹ xảo khoe khoang chỉ là nhất thời, muốn cười vào lúc cuối cùng phải xem thực lực như thế nào. Nguyễn Chấn Nhạc chưa từng phủ nhận mình là người có thực lực mạnh mẽ, hắn không là người mạnh mẽ thì còn ai vào đây nữa. Tên kia sao? Lúc này trên mặt Hào Nhất Phong chợt xuất hiện nụ cười, tuy lão không thích Vương Tử Quân, thế nhưng tình huống lúc này đại biểu cho hội chợ xúc tiến thương mại đang có mở đầu cực kỳ tốt đẹp, đặc biệt là tất cả được phô bày dưới tình huống có mặt Phó Chủ tịch Lưu. Vương Tử Quân quả thật là một người có năng lực hùng mạnh, Thạch Kiên Quân thầm nghĩ như vậy. Thế nhưng càng nghĩ càng cảm thấy tiếc vì một người như vậy căn bản không phải là dưới trướng của mình. Tuy Vương Tử Quân nhích lại gần Thạch Kiên Quân hơn so với Hào Nhất Phong, thế nhưng chỉ là nhích lại gần chứ không phải gom thành một mối. Khi nhiều người dùng ánh mắt hâm mộ vô hạn chờ vòng nguyệt quế của thành phố La Nam rơi vào trong tay mình, Lý Quý Niên đứng ở bên cạnh Vương Tử Quân lại nhớ đến thân phận chủ tịch thành phố của mình ở La Nam, hắn hận không thể đứng ra lên tiếng thay cho Vương Tử Quân. Dưới ánh mắt của mọi người, Vương Tử Quân bình thản đáp lời Trần Bình Tuấn. Giám đốc Trần, tôi thật sự cảm động với lời đề nghị đầy thịnh tình của anh, nhưng đầu tư có nguy hiểm, cần phải cực kỳ cẩn thận. Tôi cảm thấy giám đốc Trần nên đi đến thực địa khảo sát, sau khi xem xét rõ ràng phong cảnh Cô Yên Sơn thì hãy nói đến mức đầu tư. Vương Tử Quân nói không nhiều nhưng lại giống như ném ra một quả bom tấn làm nổ tung ánh mắt mọi người. Đám người tham gia hội chợ lần này cũng không phải kẻ ngốc, bọn họ xem xét kỹ càng lời nói của Vương Tử Quân. Có thể thấy rõ ý nghĩa như thế này, đừng tưởng lời nói của Vương Tử Quân rất khách khí mà tưởng bở, thực tế Trần Bình Tuấn bỏ vốn không đủ, bây giờ chúng tôi không hợp tác với anh. Một miếng bát ngọt lớn lại bị Vương Tử Quân đẩy đi, hành động này không khỏi làm cho đám lãnh đạo tỉnh Sơn Nam cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, thế nhưng dù là khách tham dự hội chợ lần này cũng cảm thấy cực kỳ khó tưởng. Dù sao thì Bí Thư Vương cũng phải cần một thành tích để tô đậm cho chính mình. Trần Bình Tuấn là một người có thâm niên đầu tư. Hắn đã nhiều lần có liên hệ với đám quan viên chính quyền. Sau khi xem xét cảnh trí ở Cô Yên Sơn thông qua đoạn phim giới thiệu của Thiên Kiếm Vấn Tình, thần kinh mẫn cảm nói cho hắn biết đây là một hạng mục đầu tư hái ra tiền. Vì vậy hắn mới chọn thời gian phù hợp, địa điểm phù hợp, lời nói phù hợp để ném ra yêu cầu đầu tư của mình. Trần Bình Tuấn cảm thấy một hấp dẫn lớn như vậy thì khó ai cản nổi, dù sao tình huống này sẽ làm cho Vương Tử Quân nổi danh trong tỉnh, càng làm cho lãnh đạo tỉnh nở mày nở mặt. Nhưng Vương Tử Quân lại từ chối rất ngắn gọn và rõ ràng. Trần Bình Tuấn thật sự không cam lòng, hắn không khỏi đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nở nụ cười, lúc này nụ cười trên mặt hắn nhìn có vẻ bình thản và chân thành, thế nhưng Trần Bình Tuấn lại nhìn thấy bên trong nụ cười nhạt kia là sự tự tin vô hạn. Trần Bình Tuấn nhìn nụ cười nhạt của Vương Tử Quân, hắn chuẩn bị tăng thêm 20 triệu, thế nhưng sau đó lại nuốt lời vào bụng. Hắn thầm hiểu. Nếu như mình chỉ bỏ vào 20 triệu thì căn bản không thể nào đả động được người kia. Thế nhưng nếu đầu tư quá nhiều thì hắn căn bản lại sinh ra cảm giác dao động. Trần Bình Tuấn có chút trầm ngâm, sau đó trầm giọng nói. Cứ xử lý theo lời Bí Thư Vương, nhưng tôi hy vọng quý thành phố có thể cho người dẫn đường, cùng với tôi đến thăm núi Cô Yên Sơn. Phương Trâm kêu gọi đầu tư của thành phố chúng tôi chính là dùng hành động để chứng minh, lãnh đạo ban ngành thành phố La Nam tình nguyện cúc cung tận tụy vì nhà đầu tư. Hoan nghênh giám đốc Trần đến thành phố La Nam, cũng hoan nghênh mọi người đến thành phố La Nam thăm thú. Vương Tử Quân bắt tay Trần Bình Tuấn rồi khẽ cười nói. Chương 712, đi đều bước 121. Đoàn người Phó Chủ tịch Lưu cũng không tiếp tục ở lại gian hàng của thành phố La Nam, sau khi nói vài lời khuyến khích với Vương Tử Quân thì đi về phía gian hàng thành phố An Dịch. Lý Dật Phong có thể nói là nãy giờ đã chờ đợi nhóm người Phó Chủ tịch Lưu khá lâu. Hắn cố gắng áp chế cảm giác không vui để nhiệt tình chào đón lãnh đạo. Nhưng tình huống rung động ở gian hàng thành phố La Nam căn bản đã giống như che phủ đầu óc mọi người, tuy thành phố An Dịch chuẩn bị rất tốt, thế nhưng trong mắt Phó Chủ tịch Lưu thì cũng là vô vị như thường. Sau khi Phó Chủ tịch Lưu nói hai câu qua loa đơn giản thì đi về phía gian hàng khác. Lý Dật Phong tươi cười tiễn lãnh đạo cất bước,
thế nhưng thư ký đi theo bên cạnh lãnh đạo quay về gian hàng của thành phố mình chợt nghe thấy một tiếng chửi. Con bà nó! Tuy âm thanh này không cao nhưng thư ký nghe thấy rõ ràng, khi Lý Dật Phong đi về phía gian hàng của thành phố An Dịch, màn hình lớn của thành phố La Nam lại tiếp tục phát hình về phong cảnh ở núi Cô Yên Sơn. Hội chợ xúc tiến thương mại xem như có được một lễ khai mạc thành công, tất cả được khép lại trong bầu không khí vui vẻ thoải mái, nhưng người làm chủ sự kiện lần này là thành phố Đông Bộ lại cảm thấy không thoải mái. Tuy Nguyễn Trấn Nhạc sắp xếp rất tốt, thế nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác may áo cưới cho kẻ khác, thật sự cực kỳ uất ức. Nhưng vẻ mặt Nguyễn Trấn Nhạc lại rất bình tĩnh, đa số thời điểm đều nở nụ cười giống như căn bản không sinh ra cảm giác bức bối vì tình huống khách lấn giọng chủ của thành phố La Nam. Nhưng vào lúc xế chiều, khi bí thư Nguyễn Trấn Nhạc xuất hiện trước mặt đám người, một vài người cẩn thận chợt thấy đồng hồ trên tay của bí thư Nguyễn đã thay đổi. Chiếc đồng hồ này có vẻ cũ hơn chiếc trước đó, hơn nữa nhãn hiệu cũng không quá nổi tiếng. Chẳng ai hỏi Nguyễn Trấn Nhạc về điều này, dù sao bọn họ đều là người thông minh, trước khi muốn biết sự thật cần phải suy đoán thật kỹ càng. Nếu như bọn họ hỏi thẳng mặt thì rõ ràng là biểu hiện của sự vô năng. Phó Chủ tịch Lưu đi, chủ nhiệm Nam cũng đi. Các vị lãnh đạo tỉnh cũng không vì một hội chợ mà dừng công tác. Vì thế sau khi chấm dứt lễ khai mạc, Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân cũng nhanh chóng rời khỏi thành phố Đông Bộ. Khi lãnh đạo rời khỏi thành phố Đông Bộ, lúc này đám lãnh đạo Đông Bộ xem như thở dài một hơi, tuy hội chợ vẫn tiến hành với khí thế hừng hực, nhưng bây giờ đã dễ chịu hơn trước đó rất nhiều. Trong phòng làm việc của Nguyễn Trấn Nhạc có vài người tụ tập, trong số đó có Phó Chủ tịch Thường vụ Trình Hiểu Bình, có Phó Thư ký trưởng Văn phòng Thị ủy Triệu Đức Càn. Còn có vài người đến dựa dẫm sau khi Nguyễn Trấn Nhạc đến công tác ở thành phố Đông Bộ. Trong nhóm người này kẻ được bí thư Nguyễn Trấn Nhạc tín nhiệm nhất chính là Phó Thư ký trưởng Triệu Đức Càn. Dù Triệu Đức Càn là người gần đây mới được bổ nhiệm làm Phó Thư ký trưởng, thế nhưng lại là người xếp hàng đầu tiên trong số các Phó Thư ký trưởng ở văn phòng thị ủy. Hắn không những là Phó Thư ký trưởng, còn kiêm nhiệm chí chủ nhiệm văn phòng. Chính là một vị cán bộ từ văn phòng tỉnh ủy được phái xuống thành phố Đông Bộ rèn luyện sau khi Nguyễn Trấn Nhạc đến đây công tác. Bí thư Nguyễn, thành phố La Nam làm như vậy thật sự hơi quá đáng, thành phố Đông Bộ chúng ta là người làm chủ hội nghị xúc tiến thương mại, Vương Tử Quân rõ ràng đã là lớn tiếng giọng khách lấn chủ. Trình Hiểu Bình ngồi trên chiếc ghế salon cách Nguyễn Trấn Nhạc không xa chợt trầm giọng nói. Trình Hiểu Bình là phó chủ tịch thường vụ thành phố Đông Bộ. Nàng tất nhiên là người có vị trí cao nhất trong số những thân tín của Nguyễn Trấn Nhạc. Nhưng khi nghe người phụ nữ này lên tiếng thì Nguyễn Trấn Nhạc có hơi cau mày. Hắn hiểu rõ ý nghĩ của người phụ nữ này, thế nhưng đối phương cứ nói trắng ra như vậy lại làm hắn cảm thấy rất ngớ ngẩn. Nhưng Nguyễn Trấn Nhạc cũng chỉ thầm nghĩ như vậy, hắn cũng không nói ra lời nào. Dù sao Trình Hiểu Bình cũng là phó chủ tịch thường vụ, có rất nhiều chuyện hắn cần nàng vung tay cản Trúc Phu Bình ở khối chính quyền thành phố. Hắn nghĩ đến Trúc Phu Bình mà thật sự phải cười khổ, dù trong tranh chấp giữa hai bên thì hắn luôn chiếm thượng phong, thế nhưng lãnh đạo đứng đầu thành phố lại phải tranh thủ khắp nơi, rõ ràng là quyền uy chưa đủ lớn. Ví dụ như trong số những người đứng bên cạnh, người của Nguyễn Trấn Nhạc căn bản có chênh lệch không nhỏ với Trúc Phu Bình. Chủ tịch Trúc Phu Bình có trong tay các thành viên tổ chức được Vương Tử Quân để lại, mỗi người đều cực kỳ nhiệt tình, tâm tư hướng về một phía. Lực lượng tập trung ở một điểm, chính mình chỉ có thể sử dụng được hạng phụ nữ với ánh mắt không cao quá ngọn cỏ như Trình Hiểu Bình. Trong suy nghĩ của Nguyễn Trấn Nhạc thì mình tuyệt đối không phải là hạng người xem trọng nữ sắc, nếu có thì hắn cũng chỉ muốn một người phụ nữ dịu dàng đi vào cuộc sống nghiệp dư của mình. Hắn là một người làm quan, tất nhiên còn là một người đàn ông, hắn sẽ rất tình nguyện sống đúng với bản chất đàn ông của mình. Nhưng mỗi lần tổ chức hội nghị, nghe người phụ nữ tướng mạo xem như có vài phần xinh đẹp kia lên tiếng. Hắn chợt cảm thấy hai mắt mình lười mở lên. Nói chuyện liên quan đến công tác với người phụ nữ này căn bản chẳng có gì hay, ngoài lâu lâu nói vào vài lời vui đùa, thật sự rất buồn chán. Nguyễn Trấn Nhạc nhìn gương mặt xem như còn vài phần quyến rũ của Trình Hiểu Bình, trong lòng không khỏi sinh ra ý nghĩ xấu xa. Hắn thầm nghĩ người phụ nữ này khi còn trẻ nhất định sẽ có vài phần tư sắc, nhưng rốt cuộc là di sản của vị lãnh đạo nào. Thật sự càng ngày càng không ra gì, nếu đổi lại là Nguyễn Trấn Nhạc. Hắn tình nguyện để mình chết khô cũng không động vào hạng phụ nữ thế này. Tìm cho mình một người phụ nữ cực phẩm như vậy, thật sự là làm nhục thân phận của mình. Tuy trong lòng khinh thường Trình Hiểu Bình thế nhưng Nguyễn Trấn Nhạc vẫn nở nụ cười ôn hòa, hắn phất tay với Trình Hiểu Bình rồi nói. Chủ tịch Trình, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, cũng không nên gấp gáp. Trình Hiểu Bình là một người bị ghẻ lạnh ở thời Vương Tử Quân còn tại vị,
bây giờ nàng được Nguyễn Trấn Nhạc đề bạt trọng dụng tất nhiên sẽ là nói gì nghe nấy. Sau khi nghe được lời phân phó của Nguyễn Trấn Nhạc, nàng vội vàng ngồi xuống rất quy củ. Bí thư Nguyễn, tôi thật sự có chút bức bối, có chút thất thố, mong lãnh đạo đừng nên chê cười và bỏ qua cho. Nguyễn Trấn Nhạc cười cười nói. Chuyện này thật ra cũng không trách chủ tịch Trình, dù là tôi cũng cảm thấy không thoải mái. Nguyễn Trấn Nhạc nói đến đây thì đưa mắt nhìn khắp bốn phía, sau đó lại cười nói. Tôi tin tưởng trong lòng mọi người cũng không dễ chịu chút nào. Trước khi tổ chức hội chợ thì mọi người đều căn bản là tận dụng hết trách nhiệm, làm tốt công tác, không ngờ chúng ta chuẩn bị quá kỹ càng mà lại xem như dựng sân khấu cho người ta, dù là ai rơi vào tình cảnh này cũng không thể thoải mái được. Nhưng tôi cũng mong các đồng chí không cần rơi vào tình huống uể oải, mọi người cần rút kinh nghiệm xương máu, cần ngồi xuống xem xét lại. Chúng ta phải tìm ra nguyên nhân, vì sao chúng ta chuẩn bị rất kỹ lại để cho người ta cướp mất sân khấu. Vì sao chúng ta là chủ nhưng chỉ là diễn viên phụ. Những thứ này đều đáng để chúng ta suy nghĩ sâu xa. Nguyễn Trấn Nhạc nói đến những vấn đề này thì giọng nói có chút run rẩy, nhưng hắn vẫn khống chế được tâm tình của mình, hắn thay đổi chủ đề. Những thứ này cũng không nên mở miệng oán trách người khác, càng phải tìm ra nguyên nhân từ chính bản thân mình. Nhưng mọi người cũng đừng quá nóng vội, lúc này mới chỉ là mở đầu hội chợ, dù có bắt đầu tốt nhưng muốn cười vào giai đoạn cuối cùng thì cũng phải dựa vào thế lực. Nguyễn Trấn Nhạc khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn, sau đó chậm rãi ngồi thẳng lưng lên. Nguyễn Trấn Nhạc nhìn vẻ mặt lo lắng của đám người mà vẻ mặt trở nên lạnh nhạt, hắn là lãnh đạo đứng đầu, dù là vào thời điểm nào cũng không được bối rối. Khi gặp nghịch cảnh, nếu mình làm loạn trận tuyến đầu tiên, như vậy sao có thể chỉ huy thiên binh vạn mã cống hiến sức lực, sao có thể để cho người ta trung thành làm việc vì mình. Nói thật thì Nguyễn Trấn Nhạc xem như bị tình huống diễn ra trong thời điểm khai mạc hội chợ đánh cho trở tay không kịp. Tuy xét theo mọi phương diện thì không có sai lầm nào, nhưng Vương Tử Quân chợt xuất hiện đã đánh cho thành phố Đông Bộ một đòn cảnh cáo. Nguyễn Trấn Nhạc cảm thấy sự kiện thành phố La Nam vô tình được sắp xếp giữa thành phố An Dịch và Sơn Viên và không cho ra tình huống quá xấu hổ là tốt rồi, lại không ngờ Vương Tử Quân đẩy ra hạng mục khai phá du lịch Cô Yên Sơ. Người này không những làm cho thành phố Sơn Viên và An Dịch ở hai bên mất đi ánh sáng, ngay cả thành phố Đông Bộ là địa phương tổ chức cũng phải lui về phía sau ba bước. Điều này hoàn toàn quá bất ngờ với Nguyễn Trấn Nhạc, nhưng càng là như vậy thì hắn càng tỉnh táo. Dù sao lúc này nổi giận cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Ai cũng hiểu rõ tình huống ở thành phố Đông Bộ, các anh cũng hiểu những hợp đồng mà chúng ta sắp ký kết ở hội chợ lần này. Hơn nữa còn chưa kể đến những thương nhân lần này đến tham gia sẽ chọn đầu tư vào thành phố Đông Bộ. Nguyễn Trấn Nhạc nói đến đây thì giọng điệu càng thêm khẳng định. Tuy lễ khai mạc rất quan trọng, nhưng quả pháo đầu tiên nổ vang dội cũng không đồng nghĩa là cuối cùng sẽ thắng. Chúng ta đều hiểu rõ tình huống ở thành phố La Nam. Dù bọn họ có được thành tích cao ở hạng mục khai phá du lịch Cô Yên Sơn, nhưng tổng kết lại thì số tài chính đầu tư vào thành phố bọn họ sẽ không bằng chúng ta được. Nguyễn Trấn Nhạc nói xong thì trên mặt bừng bừng tự tin. Triệu Đức Càn là người hiểu rõ tác phong của bí thư Nguyễn Trấn Nhạc, hắn biết rõ lúc này mình nên mở miệng, thế là trầm giọng nói. Bí thư Nguyễn nói thật sự vô cùng đúng đắn và thực chất, điều này làm cho tôi có thêm niềm tin và hiểu biết. Tuy thành phố Đông Bộ chúng ta bị cướp mất danh tiếng trong lễ khai mạc, thế nhưng ít nhất cũng cho thấy thành phố Đông Bộ chúng ta tổ chức lễ khai mạc rất thành công, tôi tin tưởng thành phố của Đông Bộ sẽ được lãnh đạo nhìn vào mắt và khắc ghi trong lòng. Vì thế chúng ta căn bản không nên cảm thấy không thoải mái vì tình huống thành phố La Nam cướp đi danh tiếng của mình. Dù sao kêu gọi đầu tư cũng không phải là mở miệng khoác lác, tất cả căn cứ vào thực lực. Với thực lực của thành phố Đông Bộ, tôi cảm thấy chúng ta không nên xem thành phố La Nam là đối thủ ở hội chợ xúc tiến thương mại lần này. Điều chúng ta cần chú ý chính là thành phố Sơn Viên và An Dịch, chỉ có hai thành phố này là đối thủ cạnh tranh với chúng ta trong tỉnh Sơn Nam ở hội chợ lần này mà thôi. Những lời thư ký trưởng Triệu vừa nói cũng là những lời tôi muốn nói, bí thư Nguyễn, thắng lợi cuối cùng nhất định là của chúng ta, lễ khai mạc tuy quan trọng nhưng người cười cuối cùng mới là người thắng. Tôi tin tưởng thành phố Đông Bộ dưới sự dẫn dắt của bí thư Nguyễn sẽ chiếm vị trí cao nhất trong lễ bế mạc hội chợ lần này. Trình Hiểu Bình có thể nói là theo sát tiến độ của Nguyễn Trấn Nhạc, giọng điệu của nàng có thêm vài phần dõng dạc. Nhưng Nguyễn Trấn Nhạc căn bản là không quan tâm, nếu không phải tư chất lý lịch của Triệu Đức Càn không đủ, hắn sẽ căn bản không đẩy Trình Hiểu Bình lên làm phó chủ tịch thường vụ thành phố Đông Bộ. Những người khác cũng mở miệng phụ họa theo, tuy những lời nói của bọn họ không khác gì Trình Hiểu Bình. Thế nhưng dù là ai cũng rất nhiệt tình hăng hái.
Những cuộc họp thế này thật sự giống như học sinh tiểu học đang học văn, đơn giản là lãnh đạo nói ra vài lời quy nạp về vấn đề, đề xuất tổng kết kinh nghiệm. Mọi người sau đó nói ra ý nghĩ của mình, giống như đang phát biểu trả lời câu hỏi của giáo viên. Phương pháp dạy học khô khan thế này đã được Bộ Giáo dục đẩy mạnh cải cách từ lâu, thế nhưng vẫn là phương án như vậy lại tập mãi thành quen và cứ mãi truyền đi trong quan trường. Lãnh đạo mở miệng thì đám người thủ hạ giống như học sinh học thể dục, động tác cực kỳ nhất trí, hơn nữa còn hô khẩu hiệu 121. Tốt, như vậy chúng ta phải cố gắng, nhất định phải chiếm thành tích tốt nhất ở lễ bế mạc. Nguyễn Trấn Nhạc khẽ vỗ bàn rồi cười nói. Vào lễ bế mạc sẽ có mặt một vị lãnh đạo mà mọi người khó thể tưởng được đến tham gia, các vị cần phải cố gắng hết sức, cần phải để lại cho lãnh đạo một ấn tượng tốt. Bí thư Vương, đây là bảng báo cáo của ngày hôm nay. Đồng chí Tân đưa một tờ giấy mỏng đặt đến trước mặt Vương Tử Quân, hắn khẽ nói. Vì tiến thêm một bước trong công tác nắm giữ tình huống đầu tư, Vương Tử Quân yêu cầu Cục Thương mại mỗi ngày phải cho ra một bản báo cáo, cũng có báo cáo tương quan về các thành phố tham gia hội chợ lần này. Vương Tử Quân tiếp nhận bảng báo cáo, đầu tiên hắn nhìn qua hạng mục Cô Yên Sơn. Có thể nói đây là hạng mục quan trọng nhất của thành phố La Nam, hơn nữa hạng mục này lại ném cho thành phố La Nam thể diện rất lớn trong lúc khai mạc, tạo áp lực lên hai thành phố An Dịch và Sơn Viên ở bên cạnh, hơn nữa còn làm cho Đông Bộ trở nên ảm đạm. Lãnh đạo coi trọng thì phía dưới cũng không dám không coi trọng, Cục Thương mại đã xếp hạng Cô Yên Sơn là hạng mục đứng đầu. Vương Tử Quân nhìn con số thống kê, có 13 công ty muốn đàm phán, có 5 nhà có ý muốn ký hợp đồng, số vốn cao nhất lúc hiện lại là 150 triệu, thế là không khỏi nở nụ cười. Nhưng khi ánh mắt hắn nhìn xuống bên dưới, vẻ mặt cũng không quá vui vẻ như vừa rồi. Chương 713, nói không nhiều, nói nhẹ nặng nghĩa. Trên tờ giấy mỏng có 10 hạng mục lớn nhỏ, nhưng những hạng mục này nếu không phải là đầu tư ô nhiễm thì cũng có số vốn cực kỳ nhỏ. Vương Tử Quân tính toán đại khái, cảm thấy tổng số tiền đầu tư còn nhỏ hơn hạng mục Cô Yên Sơn một con số. Xem ra muốn đẩy mạnh phát triển kinh tế thành phố La Nam thì rõ ràng là gánh nặng đường xa. Vương Tử Quân thầm cảm thán một tiếng, sau đó đặt văn kiện xuống nói. Mời thư ký trưởng Kim đến đây. Khi đồng chí Tân đồng ý đi ra bên ngoài thì Lý Quý Niên đẩy cửa đi vào. Lúc này vẻ mặt Lý Quý Niên rất vui vẻ, cười đến mức lộ ra đầy vết nhăn. Khi hắn gặp Vương Tử Quân thì cười nói. BTV, thành phố La Nam chúng ta thật sự là thả ra một ngôi sao lớn. Vừa rồi huyện Dương Phong gọi điện thoại đến, nói là hôm nay có 7-8 công ty muốn đầu tư vào Cô Yên Sơn, hơn nữa còn có hơn chục công ty du lịch gọi điện thoại hẹn trước, muốn đến xem xét hoàn cảnh Cô Yên Sơn. Vương Tử Quân vừa gọi đồng chí Tân pha trà rót nước cho Lý Quý Niên vừa cười nói. Mùi rượu thơm cũng không sợ hẻm sâu, hôm nay chúng ta tuyên truyền rượu đúng chỗ, thế cho nên người ta ngửi được mùi hương mà đến. Lý Quý Niên nhìn gương mặt ung dung bình tĩnh của Vương Tử Quân mà cảm thấy có hơi nóng mặt, lại càng thêm bội phục định lực của Vương Tử Quân. Mình đã lớn tuổi nhưng xem ra vẫn còn tâm tính thiếu niên, còn không bảo trì sự bình thản thâm sâu bằng một người trẻ tuổi như Vương Tử Quân. Nhưng Lý Quý Niên thật sự chịu phục Vương Tử Quân ở phương diện hạng mục Cô Yên Sơn, đây là ngọn núi cao ở thành phố La Nam, nó đã đứng ở La Nam bao năm qua nhưng chưa từng có người nào có ý nghĩ gì khác, vì thế ngọn núi mới ngủ say nhiều năm như vậy. Vương Tử Quân đến thành phố La Nam chưa được bao lâu thì biến núi Cô Yên Sơn thành một mâm bánh trái, trước kia Lý Quý Niên đi kêu gọi đầu tư thường là gào khóc kêu gọi thương nhân, lúc nào cũng hô khẩu hiệu, dù có đầu tư hay không chúng tôi cũng cảm ơn, thật sự là quá mức quẫn bách. Nhưng bây giờ người ta lại chạy đến điên cuồng vì Cô Yên Sơn, thậm chí nhà đầu tư mở miệng ngay trước mặt lãnh đạo tỉnh và quốc gia nhưng Vương Tử Quân vẫn từ chối. Lúc này thành phố La Nam xem như có được một hạng mục quá tốt, mà ngay cả Lý Quý Niên là một chủ tịch thành phố cũng rất có mặt mũi. Chủ tịch Lý, tuy thành phố La Nam chúng ta có hạng mục Cô Yên Sơn trèo trống, nhưng nhìn vào tổng thể công tác kêu gọi đầu tư lần này thì thật sự là khó thể lạc quan được. Vương Tử Quân nói rồi đưa bảng báo cáo cho Lý Quý Niên. Lý Quý Niên cẩn thận xem xét, sau đó hắn đặt văn kiện lên bàn nói. Bí thư Vương, tôi cảm thấy bảng báo cáo này cũng không có quá nhiều vấn đề, cảm thấy ngài không nên gấp gáp. Tuy thành phố La Nam chúng ta khá tụt hậu, nhưng dựa vào hạng mục Cô Yên Sơn, tôi cảm thấy thành phố La Nam cuối cùng sẽ có xếp hạng khá cao. Đây là thành tích tốt nhất của thành phố La Nam sau bao nhiêu năm qua. Lý Quý Niên cuối cùng còn nói một câu như vậy. Ý nghĩa của nó chính là muốn nói với Vương Tử Quân đi từng bước một mới hết đoạn đường, ăn từng miếng một mới mập,
bây giờ chúng ta đang khiêu chiến với chính bản thân mình rồi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng đắc chí vừa lòng của Lý Quý Niên, hắn thật sự có chút không thoải mái, thế nhưng vẫn nở nụ cười. À, cố gắng là được, nếu không thì theo số mệnh. Khi hai người Vương Tử Quân nói chuyện với nhau, Kim Điền Lạc đi đến. Hắn là thư ký trưởng, cũng xem là đại thư ký của Vương Tử Quân, mặc dù là thường ủy nhưng lại ở sát bên cạnh Vương Tử Quân. Lúc này dù đồng chí Tân không đến tìm thì hắn cũng muốn đến phòng làm việc của Bí Thư Vương để báo cáo tình huống. Bí Thư Vương, Chủ tịch Lý. Khi thấy Lý Quý Niên cũng có mặt thì Kim Điền Lạc bắt chuyện với Vương Tử Quân, sau đó cũng gật đầu với Lý Quý Niên. Lý Quý Niên khẽ cười cười với Kim Điền Lạc, sau đó ung dung tiếp nhận điếu thuốc Kim Điền Lạc đưa đến, hắn cười nói. Thư ký trưởng Kim, nhìn bộ dạng nóng lòng của anh kìa, có phải có chuyện gì tốt muốn báo cáo không? Chủ tịch Lý, ngài thật sự là miệng vàng lời ngọc, tôi thật sự có việc cần làm báo cáo với hai vị lãnh đạo. Kim Điền Lạc là người rất linh hoạt, hắn vốn đến báo cáo với Vương Tử Quân, lúc này thấy có cả Lý Quý Niên thì dứt khoát kéo cả vào trong. Lý Quý Niên sao lại không hiểu cách làm việc dựa theo hoàn cảnh của Kim Điền Lạc? Đối phương rõ ràng chỉ xem hắn là một thủ lĩnh thêm vào cho đủ mà thôi. Dù hắn thật sự có chút bức bối nhưng biểu hiện lại là vuốt cằm nở nụ cười, ánh mắt hầu như rất ôn hòa. Bí Thư Vương, đây là báo cáo kết quả kiểm tra đo lường của Cục Giám định Chất lượng Dược phẩm Quốc gia, trên đó có ghi rõ huyền lộ dịch rất có công năng bảo vệ sức khỏe. Chẳng những có thể xúc tiến tuần hoàn máu, còn có thể phát âm bổ dương giải tỏa mệt nhọc, tăng sức miễn dịch. Nếu dùng thường xuyên thì sẽ có tác dụng tăng cường sức khỏe và sức đề kháng. Kim Điền Lạc nói rồi đưa một phần báo cáo vào trong tay Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tuy rất lo lắng với vấn đề này, nhưng khi Kim Điền Lạc đưa báo cáo đến, hắn tỏ ra rất hớn hở. Thật sự là thứ tốt, sư phụ của Huyền Chân đạo nhân có thể sống đến 80 tuổi mà mắt không mở tai không điếc, thật sự có rất nhiều lợi ích. Đúng rồi, phương diện xin nhãn hiệu như thế nào rồi? Vương Tử Quân cầm lấy tờ giấy rồi trầm giọng hỏi. Khu thường trú bên kia nói chuyện này được tiến hành đồng thời, sau khi có báo cáo kiểm định, ngày mai sẽ đăng ký nhãn hiệu. Kim Điền Lạc vừa trả lời vừa thầm kêu may mắn, may mà trước khi đến mình có hỏi bên kia một câu, nếu không bây giờ cũng xấu hổ. Lý Quý Niên căn bản không biết rõ tình hình, hắn nhìn bộ dạng vui vẻ của Vương Tử Quân, càng cảm thấy khó hiểu. Vương Tử Quân lại có chuyện gì lớn sao, nhưng nó lại không cho mình biết, thật sự có chút quá phận. Chủ tịch Lý, vài ngày trước tôi đến Cô Yên Sơn, Tam Thanh Quan bên kia có đưa ra một chai rượu thuốc, uống vào có cảm giác rất tốt. Nếu thứ tốt như thế này mà có ít người hưởng thụ thì thật sự quá đáng tiếc, vì vậy mới để cho người đi kiểm nghiệm, nhìn xem có thể sản xuất số lượng lớn hay không. Bây giờ mới thấy những thứ mà tiền bối để lại thật sự là bảo vật. Vương Tử Quân cũng nhìn ra vẻ khác thường của Lý Quý Niên, sau đó khẽ nói với Lý Quý Niên. Bí Thư Vương, ngài thật sự là ánh mắt sáng như sao trên trời. Tôi nghĩ thành phố La Nam sẽ có thêm một hạng mục thu hút được nhiều đầu tư trong hội chợ lần này. Lý Quý Niên vốn ngồi bắt chéo chân, bây giờ hai chân nhanh chóng tạo thành một góc vuông với mặt đất, hai tay cũng đặt lên đầu gối, vẻ mặt càng giống như cúi rạp xuống đất. Kim Điền Lạc nghe hai người đối thoại với nhau mà không khỏi nở nụ cười, nhưng bản thân lại không mở miệng. Hắn thấy Chủ tịch Lý có ý kiến gì hay không cũng là như nhau mà thôi. Lãnh đạo lên tiếng không chú trọng ở độ dài mà chú trọng ở độ nặng, nói ít nghĩa nhiều. Với cục diện chính trị hiện tại ở thành phố La Nam, Lý Quý Niên bây giờ liên tục chạy đến bên cạnh Bí Thư Vương. Thậm chí dù anh cúi đầu khom lưng đến bên cạnh, nếu Bí Thư Vương đưa mắt nhìn anh, như vậy cũng là phúc phần của anh rồi. Bí Thư Vương, Chủ tịch Lý, hôm nay tôi nhận được điện thoại của Cục trưởng Triệu Cục Du lịch tỉnh Sơn Nam, anh ấy rất tán thưởng sự kiện chúng ta đẩy mạnh khai phá du lịch ở Cô Yên Sơn. Nói Cục Du lịch nhất định sẽ cho ra giúp đỡ mạnh mẽ nhất với công tác của thành phố La Nam chúng ta. Kim Điền Lạc chờ Vương Tử Quân nói xong với Lý Quý Niên thì lên tiếng. Vương Tử Quân chưa từng tiếp xúc với Cục trưởng Triệu Cục Du lịch, nhưng Lý Quý Niên lại thật sự cảm khái. Hắn và Cục trưởng Triệu có chút quan hệ, sau khi nghe xong Kim Điền Lạc báo cáo thì hắn cười ha hả nói. Thư ký trưởng Kim, anh còn chưa nói hết lời, Cục trưởng Triệu là người không có lợi sẽ không thức dậy sớm. Anh ta gọi điện thoại đến với bộ dạng sốt ruột như vậy, có phải có ý kiến gì nữa không? Cục trưởng Triệu giới thiệu cho chúng ta một công ty đầu tư, nói là công ty này chủ yếu đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời gian nhiều năm, có danh dự rất tốt. Kim Điền Lạc trả lời rồi đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, dù sao người cho ra ý kiến cuối cùng cũng phải là Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân tất nhiên hiểu câu nói cái gì gọi là danh dự rất tốt từ trong miệng của cục trưởng Triệu, đây căn bản không phải là vấn đề danh dự, mà chỉ là một lý do thôi. Cục du lịch tỉnh Sơn Nam tuy không quan tâm đến phương diện khai phá điểm du lịch Cô Yên Sơn, nhưng dù sao bọn họ cũng là đơn vị chủ quản cấp trên, có một số việc phải phối hợp với cục du lịch bọn họ. Thư ký trưởng Kim, chuyện này anh xem xét rồi nắm chắc nguyên tắc, đó là dưới điều kiện ngang nhau thì chúng ta sẽ ưu tiên cho doanh nghiệp được cục trưởng Triệu giới thiệu. Vương Tử Quân nói đến đây thì nhìn thoáng qua Lý Quý Niên, sau đó hắn cười hì hì nói. Dù sao cũng là một doanh nghiệp được cục du lịch quan tâm nhiều năm, chúng ta lần đầu tiên làm công tác du lịch, cũng cần tham khảo ý kiến của đơn vị chủ quản mới được. Lý Quý Niên thật sự hy vọng Vương Tử Quân đắc tội với vài người, dù sao trong quan trường chính nghĩa cũng được ủng hộ, thế nhưng hễ có việc gì cần làm thì sẽ phát sinh ra vài vấn đề liên quan. Nhưng lúc này nghe Vương Tử Quân nói như vậy, Lý Quý Niên vẫn phải cười phụ họa nói. Bí thư Vương nói đúng, dù sao thì cục du lịch cũng có kinh nghiệm phong phú ở phương diện lần này, hơn nữa lại là chiến hữu chung chiến hảo với chúng ta. Ba người bàn bạc với nhau, thời gian qua rất nhanh, lúc này sắc trời bên ngoài cũng đã tối. Sau khi nói thêm vài câu thì Kim Điền Lạc chợt vỗ đầu nói. Anh xem tôi thiếu chút nữa thì quên chuyện lớn rồi, trưa nay khối chính quyền thành phố Đông Bộ phái một đồng chí đến nói, tối nay bọn họ sẽ mở tiệc chiêu đãi chúng ta. Vương Tử Quân đã sớm biết tin tức này trước cả Kim Điền Lạc, trước khi Trúc Phu Bình phái người đi thông báo, hắn đã gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân không muốn để cho Trúc Phu Bình và đám thủ hạ ở thành phố Đông Bộ gặp phải tình huống khó xử khi mở tiệc chiêu đãi mình, vì thế hắn mới ném cả sự việc lên chính quyền thành phố La Nam. Kết quả là chính quyền thành phố Đông Bộ mời tiệc thành phố La Nam, như vậy sẽ không phát sinh những vấn đề khó nói. Nếu các cán bộ thành phố Đông Bộ đã có lòng như vậy, chúng ta cũng không thể cho bọn họ chờ lâu, đỡ cho người ta nói mình không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Vương Tử Quân đứng lên ghế nói với Lý Quý Niên. Chủ tịch Lý, lần này anh nên phát huy cho tốt, cũng không nên làm giảm danh tiếng của thành phố La Nam. Nếu là khối chính quyền thành phố Đông Bộ cho ra lời mời, như vậy Lý Quý Niên là lãnh đạo khối chính quyền thành phố La Nam, hắn càng là người làm chủ ở phía La Nam. Nhưng Lý Quý Niên biết rõ mình chỉ là kẻ được sắp xếp cho có mà thôi, đối tượng người ta mời chính là chủ tịch tiền nhiệm của thành phố Đông Bộ, là bí thư Vương Tử Quân mà thôi. Chương 714, lấy tôi làm trung tâm. Bí thư Vương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không để ngài mất mặt. Lý Quý Niên vốn muốn nói không để cho thành phố La Nam mất mặt, nhưng lời nói đến bên miệng lại biến thành bí thư Vương. Đối với những biến hóa nho nhỏ này, Lý Quý Niên có thể cảm nhận được sự khác biệt. Vương Tử Quân cười cười giống như không nghe rõ những biến đổi trong lời nói của Lý Quý Niên, hắn chỉ để cho Kim Điền Lạc thông báo nhóm người Hà Khởi Duệ cùng đến tham gia. Vì là tiệc chiêu đãi các đồng chí thành phố La Nam, thế cho nên địa điểm vẫn là khách sạn Đông Bộ. Sau khi nhóm Vương Tử Quân đi xuống cầu thang, Lữ Hạ Cường đã đến đón chào với nụ cười vui vẻ, đứng bên cạnh Lữ Hạ Cường chính là thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền thành phố Thái Nguyên Thương. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì Lữ Hạ Cường tỏ ra rất vui tươi, hắn nhanh chóng tiến lên vươn hai tay mỉm cười nói. Bí thư Vương, chào mừng ngài quay về. Lữ Hạ Cường nói những lời này không quá lớn nhưng cũng không nhỏ, hơn nữa người nào cũng có thể nghe rõ ý nghĩa ẩn giấu bên trong. Sau khi nghe những lời như vậy thì Vương Tử Quân cũng sinh ra nhiều cảm giác khác biệt. Vương Tử Quân bắt tay thật chặt với Lữ Hạ Cường, sau đó cười nói. Chủ tịch Lữ, vài ngày không gặp mà bụng anh lại có vẻ lớn hơn thì phải. Bí thư Vương, gần đây tôi thật sự có chút bức bối nên ăn uống hơi nhiều, thật sự không có biện pháp nào hơn. Lữ Hạ Cường nghe lời nói vui đùa của Vương Tử Quân, hắn cũng nhanh chóng che giấu chút nghiêm túc của mình. Hai người nói chuyện với nhau, Lữ Hạ Cường bắt đầu bắt tay với Lý Quý Niên. Chủ tịch Lý căn cứ vào những lời mà Lữ Hạ Cường vừa nói với Vương Tử Quân, hắn mẫn cảm phát hiện vị phó chủ tịch thường ủy thành phố Đông Bộ này chính là tâm phúc của Bí thư Vương. Hắn lại càng nhìn ra được nhiều ý nghĩa từ câu nói hoan nghênh lãnh đạo quay về của Lữ Hạ Cường. Sau khi bắt tay chào hỏi thì Lữ Hạ Cường cười hì hì nói với Vương Tử Quân và Lý Quý Niên. Hai vị lãnh đạo, chủ tịch Trúc vốn dĩ tự mình đến nghênh đón, nhưng anh ấy tạm thời có việc gấp cần xử lý, thế cho nên nhờ tôi ra mặt, kính mong hai vị lãnh đạo bỏ qua cho. Loại chuyện này tất nhiên sẽ là do Lý Quý Niên trên danh nghĩa là khách quý mở miệng trả lời, nhưng Lý Quý Niên thấy người đến là bộ hạ cũ của Vương Tử Quân, thế cho nên cũng không nói gì thêm. Hai bên mở miệng nói lời vui đùa, bầu không khí rất vui vẻ, nhưng Lý Quý Niên lại sinh ra cảm giác đối phương có chút khách sáo với mình,
nên trong lòng cũng sinh ra chút cảm giác bức bối vì bị cô lập. Nhưng dù người ta có khách sáo thế nào thì mình cũng phải đáp lại, cũng không làm cho người ta cảm thấy có vấn đề, vì đây là quy tắc rõ ràng trong quan trường. Vì thế Lý Quý Niên càng cười tươi vui vẻ hơn, thậm chí còn sợ nụ cười chưa đủ lực tương tác, cố ý nhếch hai bên cho thật đều, nhìn qua giống như những nhân vật đang diễn kinh kịch. Lúc này Thái Nguyên Thương cũng đi đến, với mối quan hệ giữa hắn và Vương Tử Quân thì lại càng thêm ăn ý hơn so với Lữ Hạ Cường. Lúc này hắn gặp mặt lãnh đạo cũ, hắn bắt chặt tay Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Chủ tịch Vương, hoan nghênh ngài quay về. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt Thái Nguyên Thương, hắn khẽ gật đầu, cũng không nói gì, chỉ ra sức nắm chặt bàn tay của đối phương. Bí thư Vương, hoan nghênh anh quay về. Trúc Phù Bình nâng ly rượu lên trầm giọng nói với Vương Tử Quân đang ngồi ở vị trí trung tâm. Trong một gian phòng lớn nhất ở thành phố Đông Bộ, có 20 người ngồi trên một chiếc bàn tròn, lúc này đã ngồi đầy người. Các vị quan viên cấp bậc cao ở thành phố Đông Bộ như Trúc Phù Bình, Lữ Hạ Cường, Đảng Hằng đều có mặt trên bàn tiệc. Trúc Phù Bình lại đang nâng ly rượu lên trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, hoan nghênh ngài quay về. Bành Quang Binh đứng lên trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, hoan nghênh ngài quay về. Đảng Hằng nâng ly rượu lên, vẻ mặt có chút kích động. Bí thư Vương, hoan nghênh anh quay về. Bí thư Vương, hoan nghênh ngài quay về. Đám người đồng loạt đứng lên, bọn họ nâng ly rượu trên tay, mục đích chỉ có một. Vương Tử Quân nhìn đám cán bộ thành phố Đông Bộ mời rượu mình, hắn thật sự cảm thấy có hơi cay cay nơi khóe mũi. Hắn biết mình không phải là hạng đàn ông yếu đuối đàn bà, nhưng lúc này trong lòng cũng không khỏi sinh ra cảm giác kích động muốn rơi nước mắt. Tuy đám người chỉ nói 8 chữ nhưng đại biểu cho vị trí của Vương Tử Quân trong lòng bọn họ, một tiếng hoan nghênh ngài quay về đã thật sự biểu hiện rất chân thành rồi. Anh đi thì tất cả sẽ là dĩ vãng, đây là câu nói được nhiều nơi áp dụng, nhưng hôm nay lại căn bản là không đúng. Vương Tử Quân chậm rãi đứng lên, hắn khẽ nâng ly rượu, sau đó cẩn thận cùng với mỗi người, trong miệng nói hai chữ. Cảm ơn. Dù lời nói rất ít nhưng dù là ai cũng cảm nhận được thời điểm này giống như quay về khoảng thời gian mà Vương Tử Quân còn đang nắm quyền ở thành phố Đông Bộ. Sau đó Trúc Phù Bình, Bành Quang Binh, Đảng Hằng và nhóm người Lữ Hạ Cường uống cạn ly rượu trong tay mình. Đám người Lý Quý Niên không đứng lên, không phải là bọn họ không muốn, thế nhưng cảm thấy mình đứng lên thật sự là dư thừa. Tình huống lúc này giống như quay về thời điểm Vương Tử Quân là chủ tịch thành phố Đông Bộ. Hôm nay nhóm mình đến đây căn bản chỉ là chống đỡ mặt mũi cho Vương Tử Quân mà thôi. Nói ra thì lúc này Lý Quý Niên cực kỳ cảm khái, hắn không ngờ Vương Tử Quân lại có uy vọng lớn như vậy ở thành phố Đông Bộ. Lúc này đám thường ủy thị ủy cấp bác cao không ngờ vẫn còn bảo tồn cảm giác cung kính với Vương Tử Quân sau khi đã rời đi khá lâu như vậy. Điều này làm cho Lý Quý Niên cảm thấy hâm mộ, thế nhưng hắn cũng không khỏi thầm nghĩ xem khi mình rời khỏi thành phố La Nam, sau đó quay về sẽ có bao nhiêu người nghĩ đến mình. Hình như hắn chưa từng có vị trí trung tâm giống như vậy. Trúc Phù Bình uống cạn ly rượu rồi khẽ nói. Bí thư Vương, tôi đến chậm, tự phạt 3 ly. Thật ra Trúc Phù Bình cũng không tính là đến chậm, hắn chỉ vào cửa kém Vương Tử Quân 2 phút. Bây giờ hắn nói như vậy, Vương Tử Quân xem như hiểu rõ ý nghĩa. Vương Tử Quân nhìn mái tóc có hơi ánh bạc của Trúc Phù Bình, hắn thầm cảm thán rồi nâng ly rượu lên nói. Chu Bình, tôi và anh uống 1 ly. Trúc Phù Bình càng nở nụ cười sáng lạn, hắn nâng ly lên uống cạn 2 ly, sau đó cùng Vương Tử Quân uống 1 ly. Vương Tử Quân nhìn Trúc Phù Bình đã hoàn toàn trầm tĩnh lại, trong lòng khẽ thả lỏng một chút. Vừa rồi Trúc Phù Bình uống 3 ly vì đến muộn, cũng không phải thật sự có ý nghĩa đến muộn, chỉ là bồi tội với sự kiện của Triệu Quốc Lương. Vương Tử Quân cũng không oán trách Trúc Phù Bình ở sự kiện này, dù sao thì Trúc Phù Bình cũng là chủ tịch thành phố Đông Bộ, có quá nhiều việc cần phải xử lý. Vì mở rộng cõi lòng nên Trúc Phù Bình có biểu hiện rất tốt trong bữa tiệc, hắn liên tục cụng ly, hào khí ngất trời. Dưới lời mời của hắn, nhóm Bành Quang Minh cũng có chút kích động, hai bên cùng khiêu chiến, chỉ một lát sau đã quấn lấy mời rượu nhóm người Lý Quý Niên. Cán bộ thành phố La Nam đi theo Vương Tử Quân tham gia bữa tiệc rượu chiêu đãi lần này, ngoài Vương Tử Quân và Lý Quý Niên có quan hệ bình thường, nhóm người Hà Khởi Duệ Kim Điền Lạc càng được công nhận là người của Vương Tử Quân. Lúc này bọn họ gặp bộ hạ cũ của Vương Tử Quân, tất nhiên sẽ càng hy vọng hai bên tăng tiến cảm tình, vì vậy mà sau vài vòng rượu thì bầu không khí trở nên cực kỳ nhiệt liệt. Vương Tử Quân cũng thật vui vẻ, uống không ít rượu. Nhưng hôm nay rượu làm hắn sinh ra cảm giác không thoải mái, có chút men say, hai mắt có chút mờ ảo.
Sau khi bữa tiệc được tiến hành đến giai đoạn cực kỳ nhiệt liệt, Vương Tử Quân nhìn nhóm người Lý Quý Niên và Bành Quang Binh mời rượu nhau, sau đó hắn vẫy vẫy tay với Trúc Phu Bình. Anh Trúc, hai ta ra ngoài đốt điếu thuốc. Trúc Phu Bình thật ra luôn tìm cơ hội để nói chuyện với Vương Tử Quân, lúc này nghe thấy Vương Tử Quân cho ra lời mời thì càng nói. Tôi cũng thật sự đang tìm chỗ nào đó để hút thuốc. Hai người nói rồi một trước một sau rời khỏi phòng, đám người Bành Quang Binh tuy thấy được nhưng lại giả vờ như không thấy. Bọn họ biết rõ Bí Thư Vương có việc cần bàn với Chủ tịch Trúc. Khi hai người Vương Tử Quân rời khỏi bàn tiệc, bầu không khí càng thêm hòa thuận vui vẻ. Bí Thư Vương, lần này tôi thật sự có chút sai sót ở việc sắp xếp vị trí gian hàng trong hội chợ, thiếu chút nữa đã làm cho anh rơi vào tình huống khó khăn. Nhưng tôi biết Bí Thư Vương ngài nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ, sẽ làm cho đám người muốn ở bên cạnh xem náo nhiệt phải rơi răng. Trúc Phu Bình cùng Vương Tử Quân đi đến một ban công, hai bên tiếp nhận trà nước của nhân viên phục vụ, sau đó cười nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nói. Vốn cũng không có vấn đề, anh cũng không nên đặt nặng trong lòng, nếu anh cứ giữ mãi trong lòng thì hai bên hóa ra xa lạ mất rồi. Vương Tử Quân nói làm cho Trúc Phu Bình cảm thấy trong lòng nóng hôi hổi. Hắn lo lắng hai sự kiện kia sẽ lưu lại ấn tượng xấu trong lòng Vương Tử Quân. Hắn có được vị trí chủ tịch thành phố hầu như đều là dựa vào Vương Tử Quân mà có được, nhóm người đảng hằng giúp đỡ mình, không phải vì mình chính là người được Bí Thư Vương xác định là đứng đầu thành phố Đông Bộ sao. Vương Tử Quân rời khỏi thành phố Đông Bộ nhưng lực ảnh hưởng thật sự là thâm căn cố đế, nếu mất đi sự ủng hộ của Vương Tử Quân, Trúc Phu Bình thật sự không nắm chắc có thể lung lạc được vài người giúp đỡ mình. Khi nói vài câu liên quan đến công tác, Trúc Phu Bình trầm giọng nói. Bí Thư Vương, Quốc Lĩnh có chuyện mà tôi cũng không ngăn cản kịp, tôi cũng thật sự không ngờ hắn ta ra tay nhanh như vậy. Người được Trúc Phu Bình nhắc đến tất nhiên là Bí Thư Thị ủy Nguyễn Chấn Nhạc, Vương Tử Quân thật sự có chút mất hứng với tình huống Tôn Quốc Lĩnh bị điều đi, nhưng lúc này hắn nói chuyện với Trúc Phu Bình cũng không phải để tiến hành phê bình. Thứ hắn muốn chính là làm sao cho Trúc Phu Bình cảm thấy thoải mái nhất, không cần tự sinh ra áp lực tâm lý quá lớn cho mình. Phu Bình. Vị trí của Quốc Lĩnh bây giờ cũng khá tốt, những chuyện này không phải do anh có thể quyết định được. Vương Tử Quân nói đến đây thì khẽ vỗ lên vai Trúc Phu Bình, hắn khẽ nói. Anh Trúc, anh không nên sinh ra áp lực quá lớn đối với những chuyện xảy ra ở thành phố Đông Bộ, chỉ cần nhẹ nhàng ra trận là được. Bí Thư Vương, là tôi làm không tốt, tôi thật sự không thể duy trì được cục diện tốt của anh để lại ở thành phố Đông Bộ. Trúc Phu Bình nhìn Vương Tử Quân rồi cúi đầu nói. Vương Tử Quân hiểu ý của Trúc Phu Bình, khi mình ở thành phố Đông Bộ thì đã tạo nên một tình thế rất tốt, chỉ cần nói một câu là quyết định tất cả. Bây giờ Nguyễn Chấn Nhạc cường thế đến thành phố Đông Bộ, đã biến thành cục diện hai bên tranh chấp với nhau. Trúc Phu Bình là người duy trì hình thái của Vương Tử Quân ở thành phố Đông Bộ, Chủ tịch Trúc đã thật sự hết lòng, tung ra hết thủ đoạn. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng có chút mệt mỏi của viên thủ hạ trước kia, hắn thật sự không đành lòng. Hắn ném cho Trúc Phu Bình một điếu thuốc. Trầm ngâm giây lát rồi nói. Phu Bình, tuy tôi đã rời khỏi thành phố Đông Bộ, thế nhưng tôi chưa từng bỏ qua các sự việc ở thành phố Đông Bộ. Anh không phải là không làm tốt công tác ở thành phố Đông Bộ, thật sự là anh làm rất tốt. Vương Tử Quân nói đến đây thì trầm ngâm một lát rồi tiếp tục. Dù là tôi ở lại thành phố Đông Bộ cũng không thể làm tốt được như anh. Bí Thư Vương, nếu như ngài có thể ở lại thành phố Đông Bộ, tuyệt đối sẽ không có tình cảnh vào lúc này. Trúc Phu Bình nghe thấy Vương Tử Quân lên tiếng như vậy thì vội vàng nói. Tình thế của thành phố Đông Bộ bây giờ sở dĩ làm anh cảm thấy mệt mỏi chính là vì anh cố gắng trăm phương ngàn kế duy trì thành quả của tôi để lại, điều này tôi thật sự cảm tạ anh. Vương Tử Quân khoát tay áo, hắn cầm thuốc trong tay, trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp. Nhưng càng là như vậy thì mỗi bước đi của anh đều rất khó khăn. Tôi thật lòng hiểu ý tốt của anh. Nhưng anh làm như vậy thật sự sẽ không có quá nhiều lợi ích với thành phố Đông Bộ. Hơn nữa anh khư khư cố chấp như vậy căn bản sẽ càng thêm bị động ở võ đài chính trị thành phố Đông Bộ. Chúng ta đã đứng vững gót chân ở thành phố Đông Bộ, mặc kệ ai là bí thư thị ủy, anh chỉ cần nắm chắc một điểm, đó là có lợi cho đại cục của thành phố Đông Bộ, có lợi cho sự phát triển của thành phố Đông Bộ, có lợi cho việc đề cao chất lượng cuộc sống của nhân dân thành phố Đông Bộ, có lợi cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ ở thành phố Đông Bộ. Dù là ai đề xuất những phương án có lợi cho sự phát triển của thành phố Đông Bộ thì anh đều phải giúp đỡ, nếu bất lợi cho sự phát triển của thành phố Đông Bộ thì dù là ai đề xuất cũng phải phản đối. Chỉ khi nào đặt tâm tư của mình vào đúng đại nghĩa, như vậy anh mới có thể ung dung ứng phó với hoàn cảnh của thành phố Đông Bộ.
Vương Tử Quân không tiếp tục nói gì thêm, hắn lẳng lặng nhìn Trúc Phu Bình. Lúc này Trúc Phu Bình đã rơi vào trầm tư, hắn căn bản không chú ý đến biến hóa khắp chung quanh, ngay cả điếu thuốc cháy sắp đến ngón tay cũng không cảm giác được. Vương Tử Quân tuy không nói nhiều nhưng đều đánh vào tận đáy lòng Trúc Phu Bình, những ngày qua hắn luôn cố gắng duy trì những gì Vương Tử Quân để lại, vài phen đánh giá, bây giờ thật sự xem như ứng phó cực kỳ mỏi mệt rồi. Nhiều khi vì giảm bớt lực ảnh hưởng của Nguyễn Chấn Nhạc, dù là sự việc mà hắn đồng ý cũng sẽ nói lời phản đối, kết quả như vậy càng làm hắn mệt mỏi dã rời. Bí thư Vương, tôi biết rồi. Trúc Phu Bình chợt sinh ra cảm giác xua mây thấy trăng, hắn nở nụ cười nói. Vương Tử Quân thật sự rất vui vì phản ứng này của Trúc Phu Bình. Chủ tịch Trúc Phu Bình không phải là người ngốc, hơn nữa còn là cực kỳ thông minh, người này sở dĩ khốn khổ công tác chẳng qua muốn duy trì những gì mình để lại. Nhưng Trúc Phu Bình càng cố gắng thì càng thêm khó khăn. Nếu đứng trên lập trường đại nghĩa, dựa vào con người và các mối quan hệ Vương Tử Quân để lại thì Trúc Phu Bình sẽ càng thêm thoải mái ở thành phố Đông Bộ, chỉ cần không rối hậu phương thì tiền tuyến sẽ thắng. Khi hai người Vương Tử Quân đang trò chuyện vui vẻ thì những âm thanh ồn ào từ bên ngoài truyền vào. Chương 715, ướt quần. Trúc Phu Bình là chủ tịch thành phố Đông Bộ, hắn nghe thấy có tiếng ồn ào cãi vả thì tất nhiên sẽ không thể bỏ mặc. Hơn nữa đây là lúc tổ chức hội chợ xúc tiến thương mại, nếu xảy ra chuyện gì, chỉ sợ hắn là chủ tịch thành phố cũng rất mất mặt. Bí thư Vương, tôi đi ra xem một chút. Trúc Phu Bình khẽ cười cười với Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Vương Tử Quân nghe thấy những âm thanh la hét kia có chút quen thuộc, thế là cùng đi với Trúc Phu Bình ra ngoài. Khi hai người đi ra ngoài thì chợt nghe thấy giọng nói của Lý Quý Niên. Rõ ràng là ai đổ lên người tôi, anh không xin lỗi thì ai nói lời xin lỗi đây? Chủ tịch Lý, là anh đụng phải chai rượu của tôi, thế nên rượu mới đổ lên người anh. Tôi không bắt anh đền rượu là nể mặt lắm rồi, anh còn bắt tôi phải xin lỗi, không phải quá mức ép người sao? Người kia nói đến đây chợt lớn tiếng. Nếu không thì mọi người bình luận phân xử xem, rốt cuộc là lỗi của ai? Lúc này Lý Quý Niên nói chuyện có hơi rối loạn, đối phương cũng mang theo vài phần cảm giác say, xem ra ai cũng đã uống khá nhiều. Lúc này bên cạnh hai người Lý Quý Niên đã có không ít người, khi Vương Tử Quân đi qua thì thấy hai người đang tranh chấp. Lý Quý Niên thì không cần phải nói, người còn lại chính là Thành Kiếm xã của công ty Bất Lão Khang. Theo ánh đèn nhìn xuống thì thấy đúng quần của Lý Quý Niên ướt một mảng lớn, nếu như ai không biết tình huống thì phản ứng đầu tiên chính là Chủ tịch Lý đái ra quần. Hèn gì Lý Quý Niên lại nổi giận như vậy, xem ra cũng là vì đối phương đổ rượu lên đúng vị trí kia của Chủ tịch Lý. Nhưng khi Vương Tử Quân đang cảm thấy buồn cười thì có người lên tiếng khuyên nhủ. Chủ tịch Lý, cũng không phải chuyện gì lớn, tôi thấy nên bỏ qua, mọi người đều là bạn bè, có gì từ từ nói là được. Chủ tịch Quan, anh ta rõ ràng là đổ rượu lên người tôi, anh ấy còn nói tôi không chú ý. Trước tiên tôi nói thẳng luôn, nếu anh ta không nói rõ vụ này, tuyệt đối là không được. Lý Quý Niên hôm nay uống nhiều rượu, giọng điệu cũng có hơi lớn. Người mở miệng chính là Quan Quả Đống, vẻ mặt hắn thật sự có chút khó coi. Dù hắn không biết hai người say rượu kia xảy ra chuyện gì, thế nhưng tình huống này xảy ra thì hắn khó thể nào đứng về phía Lý Quý Niên cho được. Dù sao thì Thành Kiếm xã cũng có thân phận đặc thù, không những là khách do Quan Quả Đống mời đến. Hơn nữa hai bên đã bàn bạc rất tốt về sự kiện công ty Bất Lão Khang sẽ xây nhà máy ở thành phố Sơn Viên. Thành phố La Nam bắn một phát đạn pháo quá lớn vào thời điểm khai mạc, điều này không khỏi làm cho thành phố Sơn Viên của bọn họ cảm thấy có áp lực lớn. Thành Kiếm xã tuy là thương nhân, nhưng nếu hai bên có quan hệ tốt, như vậy mọi việc sẽ thuận lợi hơn. Nếu lần này để cho thành phố La Nam vượt mặt thành phố Sơn Viên, tất nhiên không riêng gì thành phố Sơn Viên mà các thành phố khác đều mất mặt. Hội chợ lần này có lãnh đạo quốc gia đến xem xét, vì nguyên nhân này mà sau khi hai bên đàm phán xong thì Quan Quả Đống quyết định mời rượu Thành Kiếm xã ở khách sạn Đông Bộ, coi như sẽ quyết định sự việc ngay trên bàn tiệc. Thành Kiếm xã tửu lượng không cao, uống được một lúc thì chợt phát hiện phòng bên cạnh có vài người bạn cùng làm ăn kinh doanh, thế là Thành Kiếm xã phải đi qua mời rượu. Đi mời rượu cũng là bình thường, nhưng không ngờ vừa ra khỏi cửa thì Thành Kiếm xã đã đụng vào người Lý Quý Niên. Hai người này trước kia có chút vướng mắc, lúc tỉnh thì hai bên gặp nhau sẽ cười ha hả, bây giờ cả hai đều say, dù gặp phải thiên lôi cũng không quan tâm, nào còn tâm tư để ý đến hình tượng của mình. Lý Quý Niên nhìn vào đúng quần của mình, hắn càng nghĩ càng giận. Nếu lúc này người khác nhìn thấy, nhất định sẽ nói đùa rằng Chủ tịch Lý nên bảo trọng sức khỏe.
nhưng những câu nói đùa như vậy chỉ là bình thường, hắn cho rằng sẽ có những người không giữ miệng mà nói mình đái ra quần. Những câu như vậy tuyệt đối là không dễ nghe chút nào, thế cho nên Lý Quý Niên càng nghĩ càng tức, lại càng không chịu buông tha cho Thành Kiếm Xã. Lúc này Thành Kiếm Xã là người được các vị lãnh đạo các thành phố xem như Phượng Hoàng, thế nên tính tình cũng bùng phát, hắn thấy mình căn bản không thể xin lỗi, ai bảo Lý Quý Niên đâm đầu vào mình. Vì hai người có ý nghĩ như vậy mới phát sinh tình huống vừa rồi. Khi Quan Quả Đống cảm thấy không thể khuyên được, Trúc Phù Bình chợt đi đến dùng giọng ôn hòa khuyên nhủ. Chủ tịch Lý, Giám đốc Thành, hai bên là người quen, nếu vì chút chuyện thế này mà tranh cãi với nhau thì cũng không đáng. Lúc này mong hai vị nể mặt tôi, chúng ta cùng nhau cạn một ly, xem như bỏ qua cho nhau. Trúc Phù Bình đứng ra xử lý có vẻ rất tốt, Lý Quý Niên lúc này cũng đã tỉnh rượu, cảm thấy tiếp tục tranh cãi thì mất đi tôn nghiêm của mình. Vì vậy sau khi phục vụ đưa đến hai ly rượu, hắn nâng một ly rượu lên. Thành Kiếm Xã nhìn Trúc Phù Bình, hắn cũng lảo đảo nâng một ly rượu lên. Nhưng Trúc Phù Bình còn chưa kịp lên tiếng thì Thành Kiếm Xã đã nói. Chủ tịch Lý, chuyện này dù là lỗi của ai thì tôi sẽ đền cho ngài cái quần. Ngài cứ yên tâm, ngày mai tôi sẽ đưa đến tận cửa cho ngài một cái quần mới. Lý Quý Niên nghe thấy lời nói chọc khoáy của Thành Kiếm Xã thì chợt tái mặt, hắn định ném ly rượu trong tay đi, đúng lý nghe thấy có người lên tiếng. Chủ tịch Quý Niên, nếu như Giám đốc Thành có thành ý như vậy, uống rượu rồi về thôi. Lý Quý Niên nghe thấy giọng điệu như vậy thì trong lòng có chút mất vui, anh nói thì hay lắm, thật sự là đứng nói chuyện không thấy đau thắt lưng. Nhưng khi hắn đưa mắt nhìn sang, hắn định mở miệng nhưng đành nuốt lời vào bụng. Bí thư thị ủy thành phố Sơn Viên là La Nhân Huy đang đứng ở trước cửa một gian phòng, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần chân thật đáng tin. Nếu như La Nhân Huy chỉ là bí thư thị ủy Sơn Viên, Lý Quý Niên tất nhiên sẽ căn bản không cần nghe lời đối phương. Nhưng La Nhân Huy còn là thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam, dù vị thường ủy tỉnh ủy này chỉ chú tâm đến những chuyện có liên quan đến thành phố Sơn Viên, thế nhưng nếu người này đặc biệt chĩa mũi dùi vào ai, tất nhiên cũng có độ nặng nhất định. La Nhân Huy tuy chỉ nói hai câu nhưng giọng điệu có thiên hướng về phía Thành Kiếm Xã rất rõ ràng, Lý Quý Niên tuy cảm thấy bức bối nhưng đối mặt với bí thư La Nhân Huy thì cũng không dám lỗ mãng. Còn bà nó, quân tử báo thù 3 năm chưa muộn, sau này sẽ có ngày các người rơi vào tay tôi. Lý Quý Niên tự an ủi mình, nhưng trong lòng biết rõ Thành Kiếm Xã căn bản sẽ không bao giờ rơi vào tay mình, thế cho nên muốn cho đối phương một bài học rõ ràng là nói dễ nhưng làm thì rất khó. Nhưng nếu Lý Quý Niên không nể mặt La Nhân Huy, như vậy chờ đợi hắn sẽ không phải là thứ gì tốt đẹp. Lúc này Lý Quý Niên cũng chỉ có thể nuốt cơn tức vào lòng mà thôi. Anh Lý, anh còn đứng đó làm gì nữa, tranh thủ thời gian quay về tiếp tục chung vui. Khi Lý Quý Niên định uống cạn ly rượu thì Vương Tử Quân lảo đảo đi đến, hắn kéo Lý Quý Niên với bộ dạng có vẻ rất say, vậy là ly rượu của Lý Quý Niên lại đổ xuống. Nhưng lúc này ly rượu lại trùng hợp mà đổ lên đúng quần của Thành Kiếm Xã, kết quả là đúng quần của Giám đốc Thành cũng ướt sũng một mảnh. Cái gì thế này? Vương Tử Quân nhìn khắp bốn phía, sau đó chợt loạng choạng hỏi Lý Quý Niên. Đổi phòng khi nào vậy? Anh! Thành Kiếm Xã cảm thấy mát lạnh. Hắn chỉ tay vào người Vương Tử Quân định mở miệng nói gì đó, thế nhưng khi nhìn thấy Vương Tử Quân có vài phần men say thì thật sự không biết nói sao cho phải. Vương Tử Quân giống như cũng có phản ứng, hắn bắt chặt tay Thành Kiếm Xã rồi nhiệt tình nói. Ôi, đây không phải là Giám đốc Thành sao? Ngài sao lại ở chỗ này? Đi, đi với tôi, chúng ta uống vài ly. Quan Quả Đống thấy rõ tất cả sự việc diễn ra, hai hàng chân mày khẽ cau lại. Sao hắn không thấy rõ tình huống giả vờ hồ đồ của Vương Tử Quân? Hơn nữa đối phương còn giả vờ say rượu chạy đến hất ly rượu trên tay của Lý Quý Niên lên người Thành Kiếm Xã. Nếu nói không khoa trương thì Vương Tử Quân đang dùng đạo của kỳ nhân đánh kỳ nhân, Quan Quả Đống cảm thấy lúc này Vương Tử Quân thật sự là một tên côn đồ. Dù hắn biết Vương Tử Quân đang trêu chọc Thành Kiếm Xã nhưng lại không thể nói ra cho rõ ràng. Vương Tử Quân không phải là Lý Quý Niên, hắn là bí thư thị ủy La Nam. Là lãnh đạo đứng đầu thành phố, thật sự mạnh hơn một trợ thủ như Lý Quý Niên rất nhiều. Sau khi trầm ngâm giây lát thì Quan Quả Đống đưa mắt nhìn La Nhân Huy, lúc này bí thư La Nhân Huy cũng nhìn thấy những gì vừa phát sinh, thế là vẻ mặt chợt biến đổi, chợt lộ ra nụ cười nhạt. Bí thư Tử Quân, vừa rồi anh làm đổ ly rượu lên người Giám đốc Thành. Khi thấy ánh mắt của Quan Quả Đống thì La Nhân Huy khẽ nói. Vương Tử Quân lúc này vẫn có vẻ chưa tỉnh táo, hắn loạng choạng đi về phía trước. Khi thấy rõ La Nhân Huy thì mới mỉm cười tiếp tục tiến lên. Bí thư La,
thật sự xin lỗi, uống say quá không thấy rõ là ngài, vừa rồi tôi định đi kính ngài hai ly, thật sự không ngờ lại gặp ngài ở chỗ này. Vương Tử Quân loạng choạng đi về phía La Nhân Huy. La Nhân Huy không biết rõ Vương Tử Quân là đang say hay giả vờ, thế nhưng lão thật sự sợ tiểu tử kia động vào mình. Tuy hai người có vẻ cười ha hả chào hỏi, nhưng lão biết rõ hai bên đã sớm xé toang ra mặt, mà Vương Tử Quân cũng không e ngại lão là một thường ủy tỉnh ủy. Nếu như lão cũng bị ướt đúng quần như Lý Quý Niên và Thành Kiếm Xã, chỉ sợ ngày hôm sau sẽ là vị thường ủy tỉnh ủy nổi tiếng khắp nơi. La Nhân Huy nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện không ai cầm bia rượu gì ở bên cạnh, thế là lão mới thở dài một hơi. Sau khi bắt chặt tay Vương Tử Quân thì lão cười nói. Bí thư Tử Quân, rượu dù là thứ tốt nhưng chỉ nên uống vừa phải thôi, cũng không nên quá say. Lãnh đạo nói rất đúng, tửu lượng của tôi có hơi kém, nhưng bây giờ về thành phố Đông Bộ, khó tránh khỏi có chút vui vẻ, vì thế mà uống hơi nhiều. Vương Tử Quân vừa lắc tay La Nhân Huy vừa nói. Bí thư La, khi nào ngài rảnh thì tôi muốn mời lãnh đạo hai ly. La Nhân Huy dù có chút oán hận Vương Tử Quân có xung đột với con trai mình, nhưng lão biết rõ lúc này mình căn bản không làm gì được Vương Tử Quân. Lão chợt cười nói. Hôm nay cậu đã uống say như vậy rồi, thôi thì để hôm khác vậy. Nhưng này bí thư Tử Quân, cậu vừa rồi đã làm đổ ly rượu trong tay chủ tịch Lý lên người giám đốc Thành đấy. Ôi, bí thư La, ngài nói thật sao? Vương Tử Quân nói rồi đưa mắt nhìn về phía Thành Kiếm Xã, hắn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Thành Kiếm Xã từ trên xuống dưới, sau đó rơi lên phần đúng quần. Thành Kiếm Xã vốn nổi giận đùng đùng, nhưng lúc này hắn bị một người đàn ông nhìn chằm chằm vào đúng quần thì cũng không nhịn được. Chẳng qua Vương Tử Quân có bộ dạng say xỉn, hắn dù có nổi nóng cũng không làm gì được. Thật xin lỗi, Giám đốc Thành, tôi thật sự không cẩn thận, kính mong anh bỏ qua cho. Vương Tử Quân loạng choạng đi về phía Thành Kiếm Xã, chưa đến bên cạnh Thành Kiếm Xã thì ánh mắt đã chuyển lên người Lý Quý Niên. Chủ tịch Lý, tôi là người làm đổ rượu lên người Giám đốc Thành, anh tuyệt đối không phải là tôi làm đổ rượu đấy nhé, anh nhất định phải bảo trọng cơ thể mới được. Thành phố La Nam chúng ta còn cần một viên gạch đặt nền móng phát triển của anh, đúng rồi, có cái gì gọi là ngưu nhân thận. Thận cái gì nhỉ? Vương Tử Quân đưa mắt nhìn lên người Thành Kiếm Xã rồi khẽ hỏi. Thành Kiếm Xã đang tức giận, hắn thấy Vương Tử Quân hỏi mình thì thuận miệng đáp. Ngưu nhân thận bảo. Đúng, là ngưu nhân thận bảo, Giám đốc Thành không ngờ biết rõ như vậy, xem ra đã dùng rất nhiều rồi. Vương Tử Quân khẽ vỗ lên vai Thành Kiếm Xã, bộ dạng giống như rất thấu hiểu. Thành Kiếm Xã thiếu chút nữa thì cắn vào lưỡi, nhưng hắn thật sự rất bực mình. Hắn là một người đàn ông tuổi trẻ đắc chí, bên cạnh không thiếu đủ loại phụ nữ, đối mặt với nhiều người như vậy. Hắn thật sự có dùng không ít ngưu nhân thận bảo. Bí thư Vương, tôi không phải bị như vậy, tôi vừa rồi đụng vào người Giám đốc Thành, thế cho nên bị dội rượu lên người. Lý Quý Niên cũng không ngốc, hắn biết rõ Vương Tử Quân đang giả say lấy lại danh dự cho mình. Hắn chợt sinh ra cảm kích, đồng thời cũng không muốn người ta nói mình là khách hàng của thuốc ngưu nhân thận bảo, thế nên vội vàng lớn tiếng giải thích. Anh nói mình cũng là bị Giám đốc Thành đụng vào người mới như vậy. Vương Tử Quân mở to mắt nhìn Lý Quý Niên rồi nói. Lý Quý Niên gật đầu thật nặng nề, sau đó dùng giọng cực kỳ khẳng định nói. Bí thư Vương, sức khỏe của tôi rất tốt, tuyệt đối không xuất hiện tình huống như vậy. Vậy thì tốt rồi, nghe anh nói như vậy thì tôi yên tâm, nhưng có điều nghe nói ngưu nhân thận. Thận cái gì đó ăn vào cũng không có gì không tốt. Chủ tịch Lý, sau này về nhà nên dự phòng sử dụng cũng tốt. Vương Tử Quân nói đến đây thì vỗ đầu một cái. Ánh mắt nhìn về phía Lý Quý Niên và Thành Kiếm Xã. Hai anh xem ra cực kỳ trùng hợp, theo ý của tôi thì hai anh nên cùng với nhau một ly, chưa nói đến phương diện khác, rõ ràng hai anh là người có duyên phận với nhau. Vương Tử Quân nói với biểu cảm rất phong phú làm cho đám người chung quanh nở nụ cười, lại càng có vài người sinh ra tư tưởng không thuần khiết. Trong lòng thầm nghĩ hai người kia hắn rượu lên quần nhau, thật sự là duyên phận trời định. Tuy cảm thấy lời đề nghị của Vương Tử Quân có chút hoang đường, thế nhưng Lý Quý Niên cũng không phải kẻ ngốc, hắn cầm lấy ly rượu trong khay của nhân viên phục vụ, sau đó khẽ cụng ly rượu vẫn còn trong tay của Thành Kiếm Xã, lại nói. Trước tiên kính Giám đốc Thành một ly. Lý Quý Niên nói xong thì tranh thủ uống cạn. Thành Kiếm Xã lúc này cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, hắn nhìn gương mặt với nụ cười nhạt của Vương Tử Quân, thế là trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác căm hận. Đồng thời hắn cũng sinh ra cảm giác hối hận về xung đột hôm nay với Lý Quý Niên. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía,
cũng không muốn tiếp tục dây dưa, thế là nâng ly rượu uống cạn. Vương Tử Quân nhìn hai người uống cạn ly rượu, sau đó cười nói. Giám đốc Thành, ngài và chủ tịch Lý nếu đã có duyên phận như vậy, chúng tôi thật sự chào mừng anh đến thành phố La Nam làm khách, tôi và chủ tịch Lý nhất định sẽ nhiệt tình đón chào trên toàn bộ hành trình của anh. Thật sự không dám nhận. Thành Kiếm Xã nói xong năm chữ này thì nhanh chóng đi về phía gian phòng của mình, lúc này hắn thật sự không có tâm tư nói chuyện với Vương Tử Quân. Người đến xem náo nhiệt cũng nhanh chóng lui ra, Quan Quả Đống khẽ gật đầu với Vương Tử Quân, sau đó cũng đi theo Thành Kiếm Xã vào phòng. La Nhân Uy thì trực tiếp đi vào phòng. Khi đại đa số mọi người đã bỏ đi, Lý Quý Niên lúc này mới đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, hắn do dự giây lát rồi nói. Bí thư Vương, cảm ơn anh về chuyện này. Cảm ơn cái gì chứ, anh nghe tôi nói này anh Lý, chuyện này tôi thật sự không phải cố ý. Vương Tử Quân kéo tay Lý Quý Niên, sau đó đột nhiên cười nói. Anh Lý, nếu anh không thoải mái thì nhanh chóng đi về, tôi tin tưởng bọn họ đều hiểu tâm tình của anh vào lúc này. Lý Quý Niên nhìn nụ cười trên gương mặt Vương Tử Quân, hắn sao không rõ Bí Thư Vương đang nói lời vui đùa cho qua, nhưng trong lòng hắn thật sự rất thoải mái. Lúc này cảm giác bài xích với Vương Tử Quân đã thật sự giảm đi rất nhiều. Đúng vậy, tôi phải đi, thật sự có chút không thoải mái. Lý Quý Niên nói rồi đi ra ngoài khách sạn. Nguyễn Chấn Nhạc là Bí Thư Thị ủy Đông Bộ, có nhiều chuyện không thể nào gạt được lỗ tai của hắn. Chỉ trong thời gian một tiếng đồng hồ thì tất cả sự việc phát sinh ở khách sạn Đông Bộ đã rơi vào trong tai Bí Thư Nguyễn. Lúc này những hạng mục ký kết tài chính của thành phố Đông Bộ bắt đầu lộ ra mũi nhọn, những hạng mục vốn đã đàm phán tốt đẹp cũng thừa cơ hội lần này để ký kết cho xong. Nguyễn Chấn Nhạc cũng cho người đến đàm phán hạng mục với công ty Bất Lão Khang, thế nhưng thành phố Sơn Viên liên tục áp sát, vì vậy thành phố Đông Bộ mới phải rơi vào cục diện chậm chân hơn nửa bước. Bây giờ Vương Tử Quân gây náo loạn, Nguyễn Chấn Nhạc chợt cảm thấy đó là cơ hội rất tốt. Hắn là Bí Thư Thị ủy Đông Bộ, hắn tất nhiên không sợ mình có quá nhiều hạng mục, hơn nữa đây lại là thời cơ tuyệt vời để kêu gọi đầu tư. Đức Can, anh đi gặp Giám đốc Thành, nói trưa mai tôi muốn mời anh ấy uống trà. Nguyễn Chấn Nhạc thầm hạ quyết tâm, hắn trầm giọng nói với Triệu Đức Càn đứng bên cạnh. Triệu Đức Càn từng bước là tâm phúc của Nguyễn Chấn Nhạc, trong lòng thầm hiểu lúc này chủ tử của mình đang nghĩ cái gì. Hắn đồng ý một tiếng, khi nhìn vẻ mặt của Nguyễn Chấn Nhạc thì khẽ nói. Nghe nói chủ tịch Trúc uống rất vui vẻ. Đồng sự bọn họ gặp mặt nhau, tất nhiên uống rượu vui vẻ cũng hợp tình hợp lý. Nguyễn Chấn Nhạc hiểu ý nghĩa lời nói của Triệu Đức Càn với mình, thế nhưng hắn lại suy nghĩ rộng lượng hơn. Chẳng qua hắn cũng không khống chế được tâm tình của mình, nói chuyện có chút đông cứng. Triệu Đức Càn không nói thêm điều gì, nhưng hắn biết lời nói của mình thật ra cũng có tác dụng. Hắn nói về chủ tịch Trúc Phu Bình, thế nhưng thực tế lại chủ yếu là gây khó cho thư ký trưởng Đảng Hằng. Triệu Đức Càn là tâm phúc của Bí Thư Nguyễn Chấn Nhạc, hắn luôn xem vị trí thư ký trưởng văn phòng thị ủy trong tầm tay của mình. Thế nhưng mãi mà chưa thể thay đổi Đảng Hằng, điều này làm cho hắn cảm thấy sốt ruột. Thật ra chủ tịch Trúc phải là người vui vẻ nhất, anh ấy không biết bữa tiệc rượu hôm qua có thể xe đem đến cho thành phố Đông Bộ một hạng mục lớn. Triệu Đức Càn châm trước một lát, sau đó nở nụ cười nói. Nguyễn Chấn Nhạc gật đầu mà không nói gì, thế nhưng vẻ mặt lại mang theo vài phần đắc ý. Hai người nói thêm vài câu, sau đó Triệu Đức Càn cáo từ rời đi, trong phòng chỉ còn lại Nguyễn Chấn Nhạc. Bí thư Nguyễn nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó nhanh chóng rơi vào trầm tư. Nếu như Bí thư Vương ý thức được hành vi lỗ mãng của mình vô tình giúp đỡ cho anh, thế thì anh ta sẽ nghĩ thế nào? Cửa phòng khẽ đẩy ra, Tào Chân Nhi vừa tắm xong đang đi vào phòng. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn thoáng qua bộ dạng quần áo xòa tung làm cho người ta cảm thấy cực kỳ quyến rũ của Tào Chân Nhi, hai mắt nóng bỏng chợt lóe lên lửa nóng. Hắn vung tay ôm nàng vào lòng, lúc này cười nói. Có lẽ sẽ hối hận đến mức chết ngất. Người này thật sự quá vô tư. Giúp đỡ người ta mà không tính phí. Tào Chân Nhi nói rồi thay đổi chủ đề. Triệu Đức Càn này cũng nên đề bạt được rồi, nếu anh ta không thấy được hy vọng thì chỉ sợ sẽ chết lặng mất. Chuyện đề bạt là sớm muộn mà thôi, nhưng không phải là vào bây giờ. Đối với một con chó thì lúc nào cũng không nên cho nó quá no, như vậy mới có lực để tiến thẳng về phía mục tiêu. Bàn tay Nguyễn Chấn Nhạc liên tục di chuyển trên da thịt của Tào Chân Nhi. Nhưng vẻ mặt của hắn căn bản không lộ ra bao nhiêu vẻ mê say, hắn chậm rãi nói. Triệu Đức Càn là người quá cay nghiệt, nếu không mài giũa một chút, chỉ sợ hắn sẽ rất khó nhớ kỹ ai tốt với bản thân mình.
Muốn đề bạt người ta thì phải có thứ gì đó đặc thù, phải là vài ngày không ngủ nhưng vẫn tỉnh, gối đầu ngủ thì ngủ thật ngon, vài ngày không ăn vẫn no, đói bụng thì phải cồn cào sắp chết, có lúc không sợ đụng vào người khác, có lúc cũng phải ba phải, có đôi khi phải mềm nhún. Căn cứ vào tiêu chuẩn của anh, Triệu Đức Càn là người cần phải mài giũa thêm. Hơn nữa anh mới đến thành phố Đông Bộ được vài tháng, đã điều đi một vị thường ủy thị ủy, bây giờ nếu tiếp tục điều đi một người nữa thì sẽ không hay. Tào Chân Nhi khẽ gật đầu không nói thêm điều gì, nhưng nàng đã có chút động tình, thế là ôm lấy cổ Nguyễn Chấn Nhạc, hai người quấn chặt lấy nhau. Ngày hôm sau hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại càng thêm nóng bỏng, các vị khách hàng thương nhân và nhà đầu tư từ khắp Nam Bắc xuống liên tục xem xét các gian hàng. Đám nhân viên kêu gọi đầu tư của từng thành phố cũng bỏ ra tất cả vốn liếng để kéo nhà đầu tư về phía mình. Đủ mọi hạng mục đầu tư được ký kết với các thành phố, thế nhưng dù các hạng mục kia là rất tốt, cũng không thể nào so sánh được với hạng mục du lịch Cô Yên Sơn trên màn ảnh rộng của thành phố La Nam. Người ta bừng bừng hào quang thật sự có chút chói mắt, rất nhiều lãnh đạo tuy cảm thấy không thoải mái nhưng cũng khó thể trách ai được. Thành Kiếm Xã thức dậy lúc 9 giờ, sự việc của hắn đến đây cơ bản đã xong, tối qua lại uống hơi nhiều nên cũng không muốn dậy sớm. Ngày hôm qua bị Vương Tử Quân hắt rượu ướt đũng quần, hắn thay một chiếc quần mới, sau đó rửa mặt đơn giản, lại yêu cầu nhân viên phục vụ đưa bữa sáng đến tận phòng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 82.